Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 206. Nghe mẫu thân nói chuyện, Dương Nghị Vân trong lòng áy náy gật đầu đáp ứng. Nhưng loại sự tình này hắn cũng là không có biện pháp, đại đạo tàn khốc, bước lên con đường này, cũng chỉ có thể vùi đầu đi phía trước đi. Cũng không có lối tắt có thể tìm ra. Mẫu thân nói này đó, hắn lại há có thể không biết, chỉ là biết về biết, loại sự tình này hắn giúp không được gì. Cũng không thể nói cho các nàng, các người bị nỗ lực, đuổi không kịp ta nện bước. Nếu thật nói, chính là chặt đứt các nàng niệm tưởng cùng hy vọng. Bất quá mẫu thân hôm nay theo như lời, cũng thật là cái vấn đề, hắn này đó nữ nhân nếu tại như vậy đi xuống, tất nhiên còn sẽ càng vất vả. Cũng cần thiết phải nghĩ lại biện pháp mới được. Tu đạo chi đường đi đến bây giờ, nếu thành thống khổ cùng hoang mang, đối với các nàng tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Ở cha mẹ nơi này đãi 3 ngày lúc sau, Dương Nghị Vân rời đi. Hắn cái thứ nhất đi tới chính cung nương nương Triệu Nam đạo tràng. Càn Khôn thần điện là một phương thần vực thế giới, cũng đủ đại, các nàng mỗi người đều có chính mình đạo tràng, hơn nữa các nàng thân phận đặc thù, là hắn nữ nhân, cũng là Càn Khôn thần điện thế giới nữ chủ nhân. Có được cao thượng địa vị, nhưng có cái xấu hổ điểm là, các nàng tu vi cùng các nàng đoạt được đến địa vị không xứng đôi. Cái này làm cho nàng này đó nữ nhân kỳ thật ở Càn Khôn thần điện thế giới ở vào một cái thực xấu hổ vị trí. Hơn nữa đều muốn đi truy tìm Dương Nghị Vân bước chân, một đám từng người sáng lập chính mình đạo tràng lúc sau, đều ở vùi đầu tu luyện, rất ít ra tới. Thượng một lần từ Vĩnh Hằng thần giới trở về, cũng không có đi coi trọng quá các nàng ý tưởng, không suy nghĩ quá các nàng cùng chính mình chi gian tu luyện vấn đề, hiện tại xem ra thật là không nên. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân cho các nàng an bài tu luyện trường đều ở một chỗ, từ hắn rời khỏi sau, các nàng lại là tất cả đều từng người lựa chọn một chỗ, đều có độc lập đạo tràng, đương nhiên Càn Khôn thần điện thế giới to lớn, sáng lập động phủ hoàn toàn là không thành vấn đề, địa phương có rất nhiều. Bất quá Dương Nghị Vân lại là không biết các nàng đều ở tại địa phương nào, vẫn là mẫu thân cho nàng một phần bản đồ đánh dấu, thế mới biết một chúng nữ nhân ở địa phương nào. Đương nhiên Dương Nghị Vân hoàn toàn có thể đi thần thức siêu tầm, bất quá hắn không như vậy làm, bởi vì hắn cho rằng làm như vậy, là đối với các nàng không tôn trọng. Đầu tiên tới tìm kiếm chính cung nương nương Triệu Nam. Triệu Nam nơi đạo tràng ở một chỗ ngọn núi. Đi vào ngọn núi hạ, Dương Nghị Vân thấy được một cái bạch ngọc cầu thang tiểu đạo, uốn lượn thẳng thượng ngọn núi. Cũng không nghĩ tới muốn làm ra động tĩnh gì tới, một người bước chậm mà đi, cũng là tưởng cho nàng một kinh hỉ. Vài phút sau hắn lên núi, thấy được đỉnh núi phía trên xuất hiện nhất tộc cổ xưa biệt viện, tuy rằng điểm nhỏ, nhưng lại là so sánh với cha mẹ nhà tranh khá hơn nhiều. Bất quá ngay sau đó hắn lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhanh hơn bước chân hướng về biệt viện mà đi. Bởi vì hắn nghe được khắc khẩu thanh. Nơi này là Triệu Nam tu luyện nơi, như thế nào sẽ có khắc khẩu thanh? Đối chính mình nữ nhân Dương Nghị Vân trong lòng vẫn là thực để ý. Tuyệt đối không cho phép làm các nàng đã chịu ủy khuất. Hai vị đại nhân còn thỉnh các ngươi đi nơi khác đi, nơi này là nhà ta chủ mẫu tu luyện đạo tràng, các ngươi chặt cây nơi này thảm thực vật không thích hợp. Một cái thanh thúy giọng nữ mang theo một chút ủy khuất vừa nói. Bất quá ngay sau đó lại là một cái khác giọng nam châm chọc nói, tiểu nha đầu đừng chặn đường, toàn bộ thần điện thế giới, cũng liền nơi này hương tùng mộc, người khác có thể chém, chúng ta cũng có thể chém, muốn không nhiều lắm liền phải 10 cây hương tùng. Nhà ta thần chủ đại nhân chế nói hương chi dùng. Thanh âm này nghe không lớn, nhưng lại là nghe được thực trào phúng. Ngay sau đó phía trước giọng nữ nói, không được, không thể cho các ngươi chém, cả tòa đỉnh núi hương cây tùng liền như vậy một mảnh, đều mau bị chém xong rồi, hơn nữa nhà ta chủ mẫu là cái gì thân phận chẳng lẽ các ngươi không hiểu được. Ta liền chủ mẫu chính là thần tôn vô thượng chính thê, xem các ngươi hôm nay ai dám xem một viên thụ, đến lúc đó chờ thần tôn trở về xem các ngươi như thế nào công đạo. Thiết, đừng mẹ nó lấy thần tôn vô thượng áp chúng ta, còn chính thê. Thần tôn vô thượng tu vi thông thiên, cho dù có đạo lữ có thể như thế nào. Các ngươi chủ mẫu chính là cái tiểu thiên thần tu vi mà thôi, đại đạo ở phía trước, chính là tu đạo bạn lữ mà thôi, nơi này là thần giới cũng không phải là hạ giới có thể so, ai sẽ có thể ở hộ tầng này quan hệ. Nói nữa, chúng ta nếu không phải xem ở các ngươi chủ mẫu là từng nay là thần tôn vô thượng đạo lữ phân thượng. Sớm hắn sao liền trực tiếp động thủ chém hết nơi này hương tùng, tại đây cùng ngươi vô nghĩa. Lại nói một bên tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ không cho mặt mũi. Người sau nói chuyện đã không kiên nhẫn. Ngươi, các ngươi khi dễ người,
Ô, người trước tiểu nha đầu mang lên tiếng khóc. Khi dễ ngươi lại như thế nào? Nơi này là thần giới, là cường giả vi tôn giảng tu vi thế giới, cũng không phải là các ngươi tiên giới vân môn, còn mẹ nó nói cái gì thân phận tôn ti, chê cười, lại nói một bên tránh ra, cái gì chủ mẫu không chủ mẫu, một cái tiểu thiên thần tu vi mà thôi, còn muốn chiếm cứ một tòa thần sơn làm đạo tràng, chúng ta huynh đệ đường đường cao giai thần quân cũng không một tòa thần sơn, nhà ta thần chủ đại nhân cũng chỉ có một tòa tiểu sơn cốc mà thôi, các ngươi a, thật sự không biết chính mình cân lượng không thành. Hỏi lại ngươi một bên có để khai. Ta. Kéo kẹt. Đúng lúc này biệt viện đại môn vang lên, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đúng là Triệu Nam, nàng vẻ mặt bình tĩnh vô cùng mở miệng nói, Tiểu Lan, Tiểu Thảo các ngươi tránh ra, làm cho bọn họ đi chém đi. Chủ mẫu, bọn họ khi dễ người. Biệt viện cổng lớn gác hai cái nữ hài đúng là ở tiên giới thời điểm mẫu đơn nương nương ngồi xuống hoa tiên tử chung hai cái, hiện tại là Triệu Nam nha hoàn. Một ít cây cối mà thôi, theo bọn họ đi thôi, tùy ta vào đi thôi, Triệu Nam hạ lệnh làm hai cái nha đầu tiến vào. Đối với hôm nay như vậy một màn, nàng đã thói quen. Đa tạ, đi, đi đốn cây. Hai cái thần quân nhếch miệng cười, liền phải vòng qua biệt viện hướng sau núi hương cây tùng lâm mà đi. Bất quá liền tại đây một khắc, một cái một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, rét lạnh đến làm thiên địa chi gian độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. Thật lớn uy phong. Thật sự hảo, thật sự, hảo thật sự a. Xoay người phải đi về Triệu Nam, cả người đều là một cái chấn, thanh âm này nàng ngày đêm tưởng niệm, quá chín. Môn chủ, hai cái nha hoàn kinh hỉ ra tiếng. Mà hai cái thần quân nghe được thanh âm cảm nhận được trong không khí độ ấm cực có giảm xuống tức khắc cả người sững sờ, vừa quay đầu lại lại là cả người nhũn ra, bùm một chút quỳ xuống, run giọng mà ra, bái kiến thần tôn. Đang ở Càn Khôn thần điện thế giới. Liền không có không quen biết thần tôn vô thượng Dương Nghị Vân. Này hai cái thần quân chính là năm đó Dương Nghị Vân lần đầu tiên đi theo thỏ ra đi vào Càn Khôn thần điện nhìn thấy kia một đám thần điện môn đồ, là Càn Khôn thần điện bản thổ đệ tử, lệ thuộc với mỗi vị thần chủ dưới tòa. Phàm là có người địa phương sẽ có giang hồ có vòng, huống chi là có được mấy chục vạn thần linh Càn Khôn thần điện thế giới. Tại đây hai cái thần quân trong lòng thật là khinh thường vân môn này đó phi thăng mà đến người. Chẳng sợ bọn họ biết nơi này là Triệu Nam đạo tràng, mà Triệu Nam càng là Dương Nghị Vân cái này càng khôn tân một thế hệ thần tôn thê tử, cũng đều không như thế nào để ý. Bởi vì chính như bọn họ phía trước lời nói, thần giới càng là một cường giả vi tôn coi trọng tu vi thực lực địa phương, Triệu Nam mới là thiên thần tu vi, mà Triệu Nam hai cái nha hoàn mới là sơ cấp thần nhân tu vi. Bọn họ còn lại là thần quân, hơn nữa là cao giai thần quân. Muốn Triệu Nam đạo tràng chém vài cọng thụ mà thôi. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Chủ yếu là đích xác Triệu Nam tu vi ở Càn Khôn thần điện rất thấp, hơn nữa ngày thường điệu thấp, Dương Nghị Vân cũng không có đi cường điệu quá cái gì, đây mới là làm bản thổ Càn Khôn thần điện thế giới thần linh đều không có cái gì quá mức kiêng kỵ địa phương. Giống bọn họ như vậy tiến đến chém hương cây tùng người, không phải nhóm đầu tiên. Nhưng hiện tại không nghĩ tới thần tôn Dương Nghị Vân xuất hiện. Hơn nữa một câu ra tới, không khí đều rét run. Này hai cái thần quân có ngốc cũng biết Dương Nghị Vân sinh khí. Cũng mới biết được vị này thần tôn đại nhân tựa hồ, giống như, hình như là để ý hắn từ hạ giới phi thăng đi lên thê tử. Đối mặt Dương Nghị Vân cái này thần tôn, hai cái thần quân sắc mặt trắng bệch vô cùng, đối với bọn họ mà nói Dương Nghị Vân ở Càn Khôn thần điện thế giới, đó là tuyệt đối chúa tể. Hừ, phốc, phốc, hai cái thần quân muộn thanh hộc máu, một chữ đều nói không nên lời. Vân. Vân tử. Triệu Nam hốc mắt có trong suốt nước mắt thoáng hiện, từ biệt vạn nhiều năm, nàng. Các nàng tỷ muội đã rất ít có thể tái kiến phu quân Dương Nghị Vân. Nam Nam thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Dương Nghị Vân tiến lên nắm lên nàng đôi tay mở miệng. Cái gọi là khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật, từ hôm nay này một chỗ hắn liền có thể đoán được, hắn nữ nhân ở Càn Khôn thần điện tình cảnh cũng không tốt, tin tưởng cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên. Mà mặt khác nữ nhân hoặc là cũng sẽ có cùng loại tao ngộ, hoặc nhiều hoặc ít đều trong tay ủy khuất. Này, đều là hắn sai, hắn không suy xét đến đây là thần giới, không suy xét đến các nàng tu vi cùng Càn Khôn thần điện thế giới thần linh chi gian chênh lệch, không suy xét quá vân môn phi thăng mà đến người cùng nguyên bản Càn Khôn thần điện thế giới thần linh chi gian sẽ phát sinh như vậy xung đột sự. Tuy rằng là rất nhỏ sự, nhưng lại là nhất chọc tâm sự. Hai giới sinh linh chi gian xung đột. Là thế giới quan cùng giá trị quan vấn đề, hắn cũng chưa đi suy xét quá những việc này.
Nếu hắn sớm nghĩ đến, có lẽ nàng liền sẽ không chịu ủy khuất. Nói đến cùng đều là hắn sai, là hắn quá sơ ý. Ngươi, trở về liền hảo, ô ô. Từ trước đến nay kiên cường Triệu Nam khóc, nàng đã thật lâu không có rớt qua nước mắt, đương nhiên nàng khóc thút thít cũng không phải đã chịu hôm nay như vậy ủy khuất một sự kiện vấn đề. Mà là nàng cùng bọn tỉ muội đều biết, các nàng cùng phu quân chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, theo hắn tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, tương lai hắn sẽ đi xa hơn, thậm chí còn khả năng sẽ rời đi các nàng. Chính yếu chính là, nhiều năm như vậy, các nàng tự nhiên cũng rõ ràng Dương Nghị Vân ở thần giới là cái gì tình cảnh, hắn muốn đối mặt chính là thiên tộc 33 thiên điện đế tôn vô thượng, thiên tộc mãn thế giới đuổi giết hắn. Một lần biến mất chính là vạn nhiều năm, Triệu Nam cùng bọn tỉ muội lo lắng vô cùng, nhưng nề hà các nàng phi thăng thần giới tu luyện chẳng sợ ở nỗ lực, nhưng thời gian hữu hạn, cũng mới tu luyện đến thiên thần cảnh giới, liền tính là tưởng giúp Dương Nghị Vân cũng giúp không được bất luận cái gì sự. Có thể làm chính là nỗ lực tu luyện, hy vọng tương lai không liên lụy hắn, hắn ở càn khôn thần điện thế giới là thần tôn vô thượng, nhưng các nàng là hắn nữ nhân, cũng có thể xem như càn khôn thần điện thế giới chủ mẫu, nhưng tu vi quá thấp, căn bản là không xứng với địa vị thân phận, như lúc này gian một trường, khó tránh khỏi sẽ bị càn khôn thần điện nguyên lai thần linh xem thường, đảo cũng bình thường. Triệu Nam ôm Dương Nghị Vân khóc, khóc thực thương tâm, hận chính mình vô dụng, cái gì đều làm không được. Nàng biết Dương Nghị Vân từ đi tới thần giới sau thừa nhận rồi nhiều ít áp lực. Nàng là đau lòng hắn, cũng là sợ hãi tương lai hắn sẽ có việc, cũng sợ hãi tương lai cùng hắn càng ngày càng xa. Đến nỗi hôm nay loại sự tình này, nàng cũng có thể tìm trời cao tà, nhưng ở nàng xem ra đều không tính cái gì đại sự, không cần thiết thêm phiền toái, thế cho nên hôm nay phát sinh loại sự tình này, làm một ít thần nhân càng ngày càng quá mức. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Làm ngươi chịu ủy khuất, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không ở phát sinh, thực xin lỗi. Dương Nghị Vân ôm Triệu Nam không ngừng an ủi, hắn cũng là đôi mắt đỏ, năm đó truy nàng thời điểm, điểm điểm tích tích tất cả đều hiện lên trong óc, hứa hẹn quá bảo hộ nàng không cho nàng chịu ủy khuất, nhưng hiện tại là hắn nói lỡ. Triệu Nam lắc đầu nhìn Dương Nghị Vân hỏi, ngươi về sau có thể hay không rời đi ta? Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Dương Nghị Vân tại đây một cái chớp mắt ra toàn minh bạch Triệu Nam trong lòng suy nghĩ, kỳ thật chính là bọn họ chi gian tu vi chênh lệch vấn đề, có quan hệ tu luyện đích xác càng là tu vi cao, càng là sẽ ở tình cảm phương diện đạm bạc. Nhưng hắn thể tuyệt đối sẽ không. Chung quy là chính cung nương nương vô số năm qua Dương Nghị Vân không hề, đều là nàng nắm giữ toàn cục, chống phía sau, có cái nhìn đại cục, giờ phút này nghe được Dương Nghị Vân nói, nàng có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân trong lòng áy náy cùng đối nàng tình cảm như cũ. Áp lực rất nhiều năm buồn bực trở thành hư không, lúc này mới lau khô nước mắt lộ ra mỉm cười. Nhìn thoáng qua liền cái quỳ trên mặt đất phát run thần quân, Triệu Nam đối Dương Nghị Vân nói, vòng các nàng đi, không phải cái gì đại sự. Dương Nghị Vân vươn tay, loát loát nàng tóc, nhìn nàng có chút sưng đỏ đôi mắt nói, kế tiếp sự, ngươi chỉ xem không cho nói, ta nữ nhân, không thể chịu ủy khuất, xem ra càn khôn thần điện thế giới một ít người là không biết cái gì là thiên địa, cũng là thời điểm làm cho bọn họ biết. Cái gì tôn ti quy củ? Triệu Nam nghe Dương Nghị Vân nói chuyện trong lòng cảm động, khá vậy cảm nhận được hắn phẫn nộ, tức khắc cảm giác có chút không ổn, nàng quá hiểu biết người nam nhân này, vội vàng muốn mở miệng, lại là bị Dương Nghị Vân vươn ra ngón tay ngăn chặn miệng, cho một cái mỉm cười cùng bá đạo ánh mắt ngăn lại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mới chuyển qua, nhắm mắt thần thức bùng nổ mà đi. Tức khắc toàn bộ càn khôn thần điện thế giới sở hữu sinh linh đều đã chịu một cổ tử không thể chống cự lực lượng. Ngay sau đó, toàn bộ Hương Tùng Sơn bốn phía nơi, ầm ầm ầm, vang lên nổ vang, từng đợt dao động nhộn nhạo không gian. Thiên địa tối sầm lại là càn khôn thần điện thế giới phàm là ở, tất cả đều xuất hiện ở Hương Tùng Sơn bốn phía nơi, 40 vạn tả hữu thần linh đen nghìn nghịt quay chung quanh ở Hương Tùng Sơn chân núi bốn phía. Mấy chục vạn thần linh đều có chút mộng bức, bọn họ một khắc trước bế quan đang bế quan, tu luyện ở tu luyện, nói chuyện phiếm nói chuyện đang nói chuyện thiên nói chuyện. Luận đạo ở luận đạo. Nhưng lại là một chút thay đổi hoàn cảnh. Bất quá thực mau đại gia lại là phát hiện đỉnh núi phía trên Dương Nghị Vân. Tức khắc phản ứng lại đây, sở hữu là bị thần tôn Dương Nghị Vân lấy đại thần thông mạnh mẽ triệu hoán mà đến, lúc này mới phản ứng lại đây là thần tôn đã trở lại. Toàn bộ càn khôn thần điện thế giới, trừ bỏ đi theo Dương Nghị Vân mà đến mầu thần nương nương cùng tam đại kim cương, cũng chỉ có cha mẹ cùng sư phụ trời cao tà biết Dương Nghị Vân trở về. Ngây người lúc sau,
mấy chục vạn người vội vàng thăm viếng khẩu hô, tham kiến thần tôn vô thượng. Thanh rung trời mà. Nhưng đỉnh núi phía trên Dương Nghị Vân lại là, một câu cũng chưa nói, có mẫn cảm phát hiện không thích hợp, có mắt sắc còn lại là thấy được Dương Nghị Vân trước người quỳ hai cái thần quân. Chúng thần không rõ nguyên do, không biết thần tôn đem đại gia mạnh mẽ triệu hoán mà đến có chuyện gì. Nhưng là không khí không đúng, lúc này đều cảm giác được. Đặc biệt là trong đó một người thần chủ, trong lòng càng là lột bột một chút, bởi vì quỳ gối Dương Nghị Vân trước người hai gã thần quân là thủ hạ của hắn, đột nhiên nhớ tới, tựa hồ hắn làm hai cái thần quân tiến đến Hương Tùng Sơn chém vài cọng hương cây tùng chế luyện đạo hương, mà Hương Tùng Sơn tựa hồ là thần tôn Dương Nghị Vân một người từ hạ giới phi thăng mà đến đạo lữ đạo tràng. Cưu Viêm thần chủ trong lòng cú sốc, cảm giác không tốt, hắn kỳ thật đối hạ giới phi thăng mà đến này những đạo lữ cũng không có để ý. Bởi vì đều là tiểu thần nhân căng chết thiên thần tu vi mà thôi, ở toàn bộ Càn Khôn thần điện thế giới, thuộc về tầng chót nhất cái loại này, đến nỗi các nàng thân phận, thần tôn Dương Nghị Vân cũng không có công khai cường điệu quá cái gì, cho nên cũng liền không để ý. Nhưng hiện tại xem tình huống đại đại không ổn. Cưu Viêm thần chủ lúc này mới nhớ tới, bối cảnh cái này từ ngữ. Toàn bộ Càn Khôn thần điện thế giới phàm là ở thần linh, có một cái tính một cái, tất cả đều bị Dương Nghị Vân mạnh mẽ triệu hoán mà đến. Đương nhiên này trong đó không tính mẫu thần nương nương vị nào đại lão. Trừ cái này ra, cho dù là Dương Nghị Vân sư phụ trời cao tà đều bị Dương Nghị Vân triệu hoán lại đây. Trời cao tà kỳ thật đều kinh ngạc, hắn năm đó mang theo thiên cơ đi ra ngoài tìm kiếm võ thần cùng công chúa hai cái, vạn nhiều năm đều không có bất luận cái gì tin tức, vốn dĩ đều không có tính toán trở về, nhưng lại là nhận được thỏ ra bí pháp đưa tin lúc sau mới về tới Càn Khôn thần điện thế giới, mới thấy xong Dương Nghị Vân. Tiểu tử này không biết chịu cái gì phong, cư nhiên tiếp đón đều không đánh trực tiếp liền đem hắn cùng thiên cơ triệu hoán tới rồi nơi này. Vốn đang chuẩn bị phát hỏa, mà khi nhìn đến Dương Nghị Vân bên người tình huống sau, hắn nếu có điều ngộ, mà bên người thiên cơ càng là ở bên tai nói, lão bất tử ta cảm giác chúng ta đều phạm vào một cái đại sai lầm. Trời cao tà đối với thiên cơ là phi thường sủng ái, hai người chi gian cũng là thường xuyên cãi nhau. Đối với thiên cơ một ngụm một cái lão bất tử xưng hô đều đã tập mãi thành thói quen, nghe được nàng nói chuyện, nhìn không được hỏi, ngươi ý tứ. Thiên cơ cười lạnh nói, Vân tử đứa nhỏ này cho tới nay tử huyệt là cái gì ngươi đã quên. Trời cao tà cái này bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói. Hắn nữ nhân chịu ủy khuất. Bằng không đâu, hắn tính tình ngươi là rõ ràng, trước nay đều là không câu nệ tiểu tiết người, nhưng duy độc ở chính mình nữ nhân hoặc là nói bao che cho con thượng. Đó là nghịch lân, ngươi xem hắn bên người triệu nam nha đầu cùng hai cái nha hoàn, đều tựa hồ đôi mắt đỏ bừng, vừa thấy chính là đã khóc, mà vân tử trước người quỳ hai cái thần quân. Ha ha, không hề nghi ngờ là triệu nam chịu ủy khuất, vân tử rời đi thời gian quá dài, đối với vân môn phi thăng đi lên người, cũng không có ở Càn Khôn thần điện thế giới cấp ra quá một cái minh xác tín hiệu, mà Càn Khôn thần điện vốn dĩ những cái đó thần linh, đại bộ phận sinh ra ở thần giới, tại tiên thiên thượng sinh ra cao quý. Tất nhiên là tự nhận là cao nhân một bậc, hơn nữa tu vi cảnh giới thượng chênh lệch, tránh không được mâu thuẫn. Nhìn dáng vẻ nhất định là hai cái thần quân làm triệu nam nha đầu chịu ủy khuất, cái này hảo, vân tử trở về đâm họng súng thượng, người cái này đương sư phụ lúc trước cũng xem nhẹ điểm này, người tin hay không hôm nay chuyện này sợ là phải có rất nhiều người xui xẻo, chúng ta này đó làm trưởng bối cũng đích xác thua thiệt này đó hài tử. Mấy năm nay vân tử một người thừa nhận rồi thật lớn áp lực, hắn xem nhẹ. Nhưng chúng ta cũng xem nhẹ, nghiêm khắc tới nói, vân tử mấy năm nay đánh bạc mệnh đi đi đua, nhưng đều là vì Càn Khôn thần điện thế giới, là vì phi thăng nhất tộc thần linh, nhưng kết quả là, trái lại này đó hỗn trướng, cư nhiên làm hắn nữ nhân chịu ủy khuất, cũng khó trách phát hỏa, lão bất tử ngươi nghe hôm nay mặc kệ vân tử làm cái gì ngươi đều phải nhận. Thiên cơ trung quy là nữ nhân, thận trọng như phát, xem sự tình thấu triệt, dăm ba câu liền đem sự tình phân tích một cái thất thất bát bát. Trời cao tà nghe xong cười khổ gật đầu nói, chuyện này thật là ta cái này làm sư phụ sơ sót. Hai vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đều tràn ngập cười khổ, đối với Dương Nghị Vân nhất hiểu biết người, tự nhiên chính là bọn họ. Hiện tại xem ra Dương Nghị Vân như thế đại động can qua, 89 phần 10 chính là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá nói trở về, nhiều năm như vậy bọn họ hai cái cũng đi ra ngoài, tìm kiếm võ thần cùng công chúa, không ở Càn Khôn thần điện thế giới đợi. Không đi chú ý Dương Nghị Vân nữ nhân cùng người nhà bằng hữu, thật là không có làm hảo. Đối với thiên cơ phân tích, trời cao tà là hoàn toàn nhận đồng, bởi vì hắn cũng rõ ràng thần giới thần linh cùng hạ giới phi thăng thần linh chi gian là cái dạng gì quan hệ.
hắn trời cao tà thân là Dương Nghị Vân sư phụ, càng là Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần chi nhất, lúc trước Dương Nghị Vân đi Vĩnh Hằng Thần Giới thời điểm, hắn chính là phụ trách xử lý Càn Khôn Thần Điện thế giới, lúc ấy hắn nên nghĩ vậy chút sự, đem sự tình làm tốt mới đúng, đáng tiếc hắn vẫn luôn đều xem nhẹ. Lại sau lại đi ra ngoài tìm người, liền càng không suy nghĩ phương diện này, dù sao cũng phải tới nói, là hắn cái này làm sư phụ không có làm hảo. Trừ bỏ trời cao tà cùng thiên cơ liền cái đoán được Dương Nghị Vân tâm tư ở ngoài. Giờ phút này giữa sân còn có hai người mơ hồ đoán được, Dương Nghị Vân mạnh mẽ triệu hoán đại gia xuất hiện ở Hương Tùng Sơn là vì cái gì? Này hai người đó là, Huyền cùng cùng Ngọc Lả Lướt, bọn họ hai cái là mấy năm gần đây, Dương Nghị Vân sau khi ra ngoài, phụ trách quản lý Càn Khôn Thần Điện thế giới người phụ trách, bởi vì bọn họ bản thân chính là lão một thế hệ Càn Khôn Thần Điện hộ pháp. Đối với Càn Khôn Thần Điện thế giới quen thuộc, cho nên Dương Nghị Vân năm đó đi ra ngoài thời điểm, làm cho bọn họ quản lý Càn Khôn Thần Điện thế giới. Nhưng hôm nay này một chỗ, làm Huyền cùng cùng Ngọc Lả Lướt trong lòng đều có chút bất an, bọn họ đều là cùng Dương Nghị Vân ở Vĩnh Hằng Thần Giới cùng nhau chiến đấu quá người, đối với Dương Nghị Vân làm người cùng tính cách xem như đều tương đối hiểu biết. Thấy được Dương Nghị Vân bên người Triệu Nam lúc sau, hai người mơ hồ minh bạch cái gì, trong lòng chua xót, đích xác bọn họ sơ sót. Nhưng hiện tại hết thảy đều chậm, Dương Nghị Vân trở về, bọn họ cũng không biết, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa giữa sân không khí phi thường áp lực, hiển nhiên là hắn sinh khí. Cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được thần tôn ở vào bạo nộ trạng thái, một đám làm ra khom mình hành lễ tư thế, mà Dương Nghị Vân lại là không có làm đại gia đứng dậy. Không khí thật không tốt, thực áp lực. Rốt cuộc Dương Nghị Vân mở miệng. Sở hữu tiên giới phi thăng mà đến vân môn đệ tử chạm một khối. Thanh âm không lớn, lại là truyền khắp toàn trường, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Đứng ở dưới chân núi sở hữu vân môn người, một đám trên mặt kích động lên, tự phát hội tụ ở cùng nhau. Nhiều năm như vậy, tuy rằng đại gia phi thăng đến thần giới, cũng đều tìm được rồi môn chủ, nhưng kỳ thật ở Càn Khôn Thần Điện thế giới nhật tử cũng không tốt quá, vì cái gì? Bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, cùng nguyên bản Càn Khôn Thần Điện thế giới thần linh chi gian tu vi cảnh giới khác nhau như trời với đất. Đại gia nỗ lực tu luyện, trong đó người xuất sắc cũng mới tu luyện đến thượng vị thiên thần đỉnh chi cảnh giới, rất nhiều người kỳ thật đều vẫn là sơ cấp trung cấp cao cấp thần nhân cảnh giới. Bất quá giờ khắc này nghe được môn chủ thanh âm, làm sở hữu vân môn đệ tử đều kích động lên, bọn họ môn chủ không có quên bọn họ. Cũng là bởi vì này Càn Khôn Thần Điện thế giới, bị nguyên bản Càn Khôn Thần Điện thế giới thần linh bài xích, ở thần giới cường giả vi tôn pháp tắc càng vì rõ ràng, đại gia đã chịu ủy khuất, cũng chỉ có thể chịu đựng. Rốt cuộc bọn họ tu vi thật là quá thấp, không có gì thực lực cùng nhân gia đi tranh luận cái gì. Hơn nữa bọn họ trong lòng môn chủ, rất ít ở Càn Khôn Thần Điện thế giới đợi, cho dù là chịu điểm khi dễ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại, vân môn phi thăng mà đến đệ tử, một đám trong lòng nhảy dựng lên, môn chủ đã trở lại, làm cho bọn họ tất cả đều đứng ở cùng nhau, này ý nghĩa cái gì? Đại gia trong lòng đều có một cái chờ đợi. Nhiều năm như vậy ở Càn Khôn Thần Điện đã chịu không công bằng cùng ủy khuất, ở hôm nay tựa hồ muốn kết thúc, thoạt nhìn môn chủ phải vì bọn họ làm chủ. Bọn họ trong lòng môn chủ không có quên bọn họ, có chút vân môn đệ tử đôi mắt đều đỏ. Trong chốc lát thượng vạn danh vân môn phi thăng mà đến đệ tử, tất cả đều đứng ở cùng nhau. Dương Nghị Vân mặt âm trầm, vung tay lên, phía dưới từng đạo thân ảnh bay lên. Những người này chung, tất cả đều là nữ nhân. Lâm Hoan, Viên Kim Phượng, Âu Dương Ngọc Thanh, Bộ Thanh Mai, Ninh Kha, Diệp Phô Tâm, Thương Vũ Tình, Lâu Hải Đường, Hiên Viên Linh Hề, Nguyên Tranh, Lục Yên Chi, Hỷ Thước Trở, tất cả đều phi dừng ở hắn bên người. Này đó tất cả đều hắn nữ nhân, có chút từ địa cầu liền đi theo hắn, có chút ở Sơn Hải Giới, Tu Chân Giới, Tiên Giới liền đi theo hắn nữ nhân, nhìn các nàng một đám đôi mắt sưng đỏ, Dương Nghị Vân áy náy, mở miệng nói cho các ngươi chịu ủy khuất, từ hôm nay trở đi. Sẽ không như vậy nữa. Giờ phút này này đó nữ nhân đều hồng mắt thấy hắn, lại cũng không nói chuyện, đại gia trong lòng áp lực tan đi. Lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, đại gia an tĩnh đứng ở Dương Nghị Vân bên người chờ, đều biết hôm nay trường hợp này có điểm đại, hiểu biết Dương Nghị Vân đều biết hắn tính tình. Tất nhiên có chuyện gì phải làm. Dương Nghị Vân một đám nhìn quét quá các nàng, tràn ngập xin lỗi. Này trong đó thiếu, Độc Cô Vô Tình, Ngô Mặc Thu. Lục Tuyết Hy tỉ muội mấy cái, tựa hồ đi ra ngoài rèn luyện, kỳ thật có rất nhiều đều đi ra ngoài rèn luyện, tỉ như Lưu Tích Kỳ cùng muội muội Dương Khoan Thai, mấy cái đồ đệ cùng hài tử từ từ.
nhưng hôm nay hắn chủ đề là vì hắn nữ nhân định ra một cái địa vị, đảo cũng không ảnh hưởng hắn kế tiếp phải làm sự. Mọi người giờ phút này chờ đợi, không biết thần tôn đại nhân muốn làm cái gì. Không quá một hồi, Dương Nghị Vân rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, nhưng một mở miệng, lại là nghe vào mọi người mà chung như sấm sét tạc nứt. Ngay trong ngày khởi càn khôn thần điện thần vực thế giới, sửa tên vì Vân Môn thần vực thế giới. Đây là Dương Nghị Vân vẫn là toàn trường câu đầu tiên. Làm tất cả mọi người trong lòng vì này chấn động. Làm cái quỷ gì? Truyền thừa một cái kỷ nguyên càn khôn thần điện thế giới, nói sửa tên liền sửa tên, như thế trò đùa sao? Bất quá không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền nghe được Dương Nghị Vân tiếp tục mở miệng, ta bên người này đó nữ nhân, tất cả đều là đi theo ta một đường đi tới, đồng cam cộng khổ nữ nhân, các nàng chính là Vân Môn thần vực thế giới thần mẫu, đều bái đi. Lý luận đi lên nói, Dương Nghị Vân là tân một thế hệ thần tôn vô thượng, như vậy hắn nữ nhân tự nhiên cũng chính là thần mẫu, này tựa hồ cũng không sai. Nhưng là, ở thần giới cái này chú ý cường giả vi tôn thế giới, làm đại gia tham viếng một đám thần nhân thiên thần cảnh giới nữ nhân, trong lòng không qua được điểm mấu chốt. Bất quá, bái kiến thần mẫu, từng tiếng mang theo kích động ngẩng cao tiếng động vang lên. Lại là Vân Môn những cái đó dòng chính dẫn đầu tham viếng dựng lên. Mà nguyên bản càn khôn thần điện thế giới những cái đó thần linh lại là không có người động một chút. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, cái này mâu thuẫn liền tồn tại. Dương Nghị Vân sắc mặt thực bình tĩnh. Một màn này ở hắn đoán trước bên trong. Bản thân chính là hai cái giai tầng. Là căn cơ thượng cùng tu vi thượng mâu thuẫn, là thế giới quan thượng bất đồng. Cẩn thận nghĩ đến này đó mâu thuẫn sớm hay muộn sẽ bùng nổ, sớm giải quyết, sớm an an ổn. Nếu không sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ đại mâu thuẫn. Hắn thân là chúa tể, hôm nay chuyện này cần thiết giải quyết rớt. Nên chính mình nữ nhân hẳn là có thân phận địa vị, nói không cho các nàng chịu ủy khuất, liền phải làm được, hắn giờ phút này mới sẽ không để ý những người này trong lòng tưởng cái gì. Ở chỗ này hắn mới là chúa tể. Vạn thần phía trên thần tôn vô thượng. Bái kiến thần mẫu. Lại là huyền cùng đi đầu. Bái kiến thần mẫu. Ngọc Lả Lướt cũng khởi tới rồi đi đầu tác dụng. Nàng cùng huyền cùng nhất rõ ràng Dương Nghị Vân là thần mẫu tính cách. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Nghị Vân hôm nay tâm nhưng không tốt, dựng lên các nàng hai cái ở Dương Nghị Vân không ở trong lúc xử lý càn khôn thần điện thế giới, làm Dương Nghị Vân nữ nhân chịu ủy khuất, bản thân chính là thất trách, lúc này nếu là không tỏ thái độ, chưa chừng Dương Nghị Vân sẽ làm ra chuyện gì tới. Bái kiến thần mẫu. Top 5 top 3 thanh âm vang lên. Chung quy mọi người đều thăm viếng, bởi vì thiên đạo cấp bậc đại lão đều thăm viếng, bọn họ có thể như thế nào. Nhưng là bất luận cái gì thời điểm, tổng hội có như vậy mấy cái thiết đầu tồn tại. Liên tỷ như, giờ phút này Cưu Viêm thần chủ, cùng vài tên thần đế. Làm cho bọn họ thăm viếng mấy cái con kiến cảnh giới nữ nhân, bọn họ nhìn, bất quá Dương Nghị Vân muốn đem càn khôn thần điện thần vực thế giới sửa tên vì Vân Môn thần vực thế giới, cái này bọn họ có chút mâu thuẫn. Càn khôn thần điện thần vực thế giới đó là truyền thừa trước kỷ nguyên, càn khôn thần tôn vô thượng, người Dương Nghị Vân dựa vào cái gì một câu, liền sửa lại. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ là lão tư cách càn khôn thần điện thế giới chúng thần, tự giác có tư cách. Trung Quy không nhìn xuống mở miệng nói, thần tôn càn khôn thần điện thần vực sửa tên sợ là không ổn, ta chờ hơn 30 vạn càn khôn thần điện thế giới chúng thần trước nay đều ở chỗ này, cũng tín ngưỡng càn khôn thần tôn, truyền thừa một cái kỷ nguyên. Như thế không ổn, còn thỉnh thần tôn thu hồi. Không tồi, còn thỉnh thần tôn vô thượng tam tư, chính xác thần giới nhận đó là càn khôn thần điện chi danh, phi thăng nhất tộc vô số thần linh cũng đều ủng hộ càn khôn chi danh, tùy tiện sửa tên lúc sau, ai còn để ý thần tôn. Năm đại thần đế, một tôn thần chủ một mở miệng, tức khắc có mấy vạn thần linh mở miệng tán thành. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy bọn họ, há mồm nhảy ra một câu, ta là thần tôn, các ngươi là thần tôn. Này, một câu ha làm những người này nghẹn lời. Đúng vậy. Nói đến cùng Dương Nghị Vân là thần tôn vô thượng, hắn nói chính là thần chỉ, chính là pháp. Sửa cái tên lại tính cái gì? Nếu là dám nói một cái không tự, bảo đảm sẽ chết thực thảm. Nếu nói năm đó Dương Nghị Vân lần đầu tiên đi theo Lôi Đình tôn giả tiến đến thời điểm còn chỉ là nhược kê nói, như vậy nhiều năm như vậy qua đi, hắn bên người thiên đạo đại yêu đều đã có mười mấy vị. Như thế tình huống. Ai dám nói một cái không tự? Cứ việc trong lòng không vui, nhưng lại là không ai dám đang nói chuyện.
Càn Khôn Thần Điện thần vực sửa tên Vân Môn thần vực, ai còn có dị nghị? Dương Nghị Vân thanh âm lại lần nữa vang vọng toàn trường. Giữa sân yên tĩnh, nhưng là và, thực sự có thiết đầu. Cưu Viêm thần chủ, ta thân là Càn Khôn Thần Điện thần giới lão nhân, tín ngưỡng Càn Khôn thần tôn, sửa tên việc, giữ lại ý. Chạm vào a. Một câu không nói xong, Cưu Viêm thần chủ chính là hét thảm một tiếng. Lại là bị Dương Nghị Vân cách không một cái tát, trực tiếp vỗ vào trên mặt đất. Sửa tên việc tạm thời không nói, bản tôn hỏi ngươi, này hai cái thần quân chính là thủ hạ của ngươi. Dương Nghị Vân bắt đầu tính sổ. Là, sắc mặt trắng bệch Cưu Viêm thần chủ lắp bắp gật đầu, hắn vừa mới cảm nhận được một cổ tử tám ngày chi uy, lúc này mới nhận rõ hiện thực, Dương Nghị Vân tu vi chi cao, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Là liền hảo, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng nói, này hai thần quân dĩ hạ phạm thượng mạo phạm thần mẫu, tử tội, người ngự hạ không nghiêm, đi thần phạt lao ngục tư quá vạn tái đi. Dứt lời, Dương Nghị Vân đối với hai gã thần quân, vung tay lên tức khắc chạm vào hai tiếng nặng nề vang lên, hai cái muốn chặt cây thần quân kêu thảm thiết cũng chưa phát ra cả đời tới, trực tiếp hóa thành huyết vụ biến mất ở thiên địa. Dương mẫu nhân bá đạo bày ra, càng là từ đây lúc sau có một cái hộ thê cuồng ma tên tuổi. Còn có ai có dị nghị? Nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng lúc này toàn trường chết giống nhau yên tĩnh. Cái này đại gia xem như minh bạch lại đây, Dương mẫu nhân hôm nay sửa tên, kỳ thật xét đến cùng là bởi vì hộ thê. Lúc này ai dám có ý kiến? Cũng chưa người hé răng. Ngươi là chúa tể ngươi định đoạt. Phiên tay chỉ gian diệt hai cái thần quân, làm Cưu Viêm thần chủ đi thần lao tư quá, thực rõ ràng chính là lập uy sao. Lúc này ai ở nhảy ra, không phải tìm chết sao? Nếu không có, vậy tan đi. Một câu, Dương mẫu nhân giải tán. Những cái đó từng nay khó xử quá Vân Môn đệ tử thần linh, nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn hảo thần tôn vô thượng không tính toán miệt mài theo đuổi, nếu không bọn họ kết cục cũng sẽ không hảo quá. Đến, từ đây lúc sau, muốn xem thanh tình thế mới được. Dương Nghị Vân cũng mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đầu tiên muốn cho hắn nữ nhân không chịu ủy khuất, nếu liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, gì nói bảo hộ toàn bộ phi thăng nhất tộc. Nếu liền chính mình căn cứ địa đều bãi bất bình, gì nói tương lai đi cùng đế tôn đấu. Dương mẫu nhân có thể đi đến hôm nay, kia chính là từng bước một sát ra tới, cũng không phải là chú ý mà đến, một tướng nên công chết vạn người, kỳ thật ở trên người hắn chính là điển hình. Từ lúc bắt đầu bị coi rẻ, đến bây giờ thần tôn vô thượng, từ đức không xứng vị, làm được hiện tại thật đến nỗi về, không có bất luận cái gì lối tắt đáng nói. Ở cái này thần vực hắn chính là chúa tể. Chính là không bán hai giá, ai dám không phục. Hôm nay đứng ra nhìn xem. Nhiều năm như vậy, hắn chịu ủy khuất liền tính, còn làm chính mình nữ nhân chịu ủy khuất, kia không phải hắn muốn. Hơn nữa hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn nữ nhân thân nhân bằng hữu, tu luyện thiên phú tới rồi thần giới liền như vậy cao, chẳng sợ ở nỗ lực cũng là có tốc độ, nếu tăng lên không lên, vậy không cần như vậy vất vả, dù sao tu luyện thành thần lúc sau, chính là bất diệt bất tử tồn tại. Vậy là đủ rồi. Cho các nàng tốt nhất hoàn cảnh, làm các nàng vui vẻ so tu luyện quan trọng. Hôm nay coi như mấy chục vạn thần linh mặt định ra tới, sau này mỗi một cái ở Càn Khôn thần điện không đúng, hiện tại hẳn là kêu Vân Môn thần cảnh thần linh, đều nhận thức đều tôn trọng, các nàng thân phận, các nàng đều là hắn Dương Nghị Vân nữ nhân, là Vân Môn thần cảnh thần mẫu. Hắn sẽ không đi quản người khác nói cái gì. Chính là phải làm một người đắc đạo chuồng gà thăng thiên sự. Trước kia là hắn tưởng sai rồi, làm các nàng bị ủy khuất, vậy sửa, từ hiện tại liền sửa. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng sửa lại Càn Khôn thần điện thế giới tên này, nếu hắn hiện tại trở thành cái này thần cảnh chủ nhân, vậy không có Càn Khôn thần tôn chuyện gì, cũng không nên có, này đối về sau bất lợi. Bởi vì hắn truyền thừa không chỉ có là Càn Khôn thần tôn truyền thừa, càng là trách nhiệm. Hơn nữa cái này trách nhiệm, còn làm hắn ở vào thật lớn nguy hiểm bên trong. Tương lai thậm chí là bộ dáng gì cũng không cũng biết. Này không phải hắn muốn, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Sớm hay muộn đều phải cùng 33 thiên điện đế tôn quyết một sống mái, cho nên hậu phương lớn cần thiết thống nhất, không thể làm hậu phương lớn chia làm hai phái. Một phương là Càn Khôn thần tôn tín ngưỡng, một bên khác là Vân Môn tín ngưỡng, này không phải chuyện tốt. Đơn giản liền thành Vân Môn đi. Dù sao hắn thành lập Vân Môn từ đầu đến cuối đều là, chỉ là tới rồi thần giới thành Càn Khôn thần điện thế giới cái này căn cứ địa. Hiện tại hảo,
vấn đề này thừa dịp cái này đầu gió cấp giải quyết. Làm Vân Môn quán triệt rốt cuộc. Hắn tin tưởng hôm nay lúc sau, kia viết cái nguyên lai càn khôn thần tôn thế giới thần linh, liền tính là muốn khi dễ người, cũng muốn ngẫm lại hôm nay. Mà đối với hắn nữ nhân, cái nào còn dám đi xem thường. Còn có những người khác, đồng dạng như thế. Chỉ cần đầu không hư, tin tưởng là không dám. Bên người nữ nhân chung, Độc Cô Vô Tình không hề, Lục Tuyết Hy tỉ muội không hề, Ngô Mặc Thu không ở. Có chút là lúc trước trực tiếp bị thỏ ra dẫn đường tu luyện, có chút còn lại là đi ra ngoài rèn luyện không trở về. Còn có mấy cái hài tử cũng là. Điểm này Dương Nghị Vân chú ý tới. Chờ giải tán toàn trường sau, Dương Nghị Vân để lại năm đại thần đế, đi ra ngoài tìm kiếm hắn mấy cái hài tử cùng đồ đệ, làm cho bọn họ âm thầm bảo hộ. Đến nỗi Độc Cô Vô Tình cùng Lục gia tỉ muội, hắn chuẩn bị tự mình đi tìm xem các nàng, này với hắn mà nói không khó. Bất quá trước mắt hắn còn lại là muốn cùng chính mình một chúng nữ nhân ôn chuyện. Cha mẹ gặp qua, lão nhân cũng gặp qua. Ở tiên giới một hồi ngộ đạo kỳ thật vận mệnh chú định hắn ngược lại đối thân tình càng thêm để ý. Người khác cầu thái thượng vong tình, hắn không phải. Vẫn luôn đều không phải. Chờ mọi người rời khỏi sau, Dương Nghị Vân đứng ở Hương Tùng Sơn, phất tay chi gian một tòa thật lớn biệt viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đương nhiên tọa lạc ở dưới chân núi, tựa vào núi mà kiến, hình thành một tòa đại biệt viện. Đi, đi xuống nhìn xem, về sau các ngươi liền ở tại biệt viện, không cần phải ở đi như vậy liều mạng tu luyện, toàn bộ Vân Môn thần giới các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không có người sẽ nói ba đạo bốn. Dương Mỗ Nhân nói chuyện chi gian mang theo một chúng nữ nhân hạ sơn, tiến vào thật lớn biệt viện. Này tòa biệt viện đã kêu Vân Viện, trở thành Vân Môn thần cảnh trung thần bí nhất, địa vị tối cao biệt viện. Tiếp được sự, tự nhiên không cần đa số, suốt trăm năm Dương Mỗ Nhân đều ở tại Vân trong viện. Một ngày cái gì đều không làm, sáng lập vườn rau, dưỡng một ít thần gà gì đó, cùng một chúng nữ nhân quá nổi lên phàm nhân sinh hoạt. Cũng không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngẫu nhiên cha mẹ sẽ qua tới, trong lúc Lưu Tích Kỳ vợ chồng cũng trở về quá, đều là thân nhân hội tụ. Dương Nghị Vân lập hạ quá quy củ, ở Vân Viện không tu luyện, liền quá phàm nhân sinh hoạt, cày ruộng trồng rau từ từ, tự cấp tự túc. Với hắn mà nói, đây là thể nghiệm đại đạo, hắn trái lại đối một chúng nữ nhân nói, đây là làm các nàng giảm bớt tâm lý gánh nặng, đừng lão nghĩ tu luyện giúp chính mình, hoặc là đẩy chính mình lui về phía sau gì đó vấn đề. Nhật tử qua thực tiêu giao. Trăm năm trung Vân Viện cách vách nhiều nhị hộ nhân gia. Một là cha mẹ, nhị là mẫu thần nương nương. Đây cũng là Dương Mỗ Nhân cố ý an bài. Có mẫu thần nương nương vị này đại lão ở chỗ này hắn thực yên tâm. Hơn nữa ngàn năm lúc sau thiên đạo cấp bậc đi chúng thần vực, hắn cũng đã sớm tính toán hảo, làm mẫu thần nương nương lưu tại Vân Môn thần cảnh giúp hắn giữ nhà. Đương nhiên trọng điểm là vị này đại lão cũng sẽ không theo hắn đi. Lưu lại giữ nhà mới là lựa chọn tốt nhất. Trăm năm thời gian không tu luyện, quá phàm nhân nhật tử, kỳ thật vẫn là thực dài dòng. Ngày này Dương Nghị Vân đánh ngủ gật thả câu, Triệu Nam nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở hắn bên người. Có trăm năm thời gian làm bạn, nàng cùng mặt khác tỉ muội ủy khuất gì đó đều tiêu tán. Vân tử ngươi cấp đi ra ngoài đi một chút. Triệu Nam nói. Dương Nghị Vân lười biếng mở to mắt, đem nàng ngăn ở trong lòng ngực nói, như thế nào? Ghét bỏ ta ham ăn biếng làm. Không cái đứng đắn Triệu Nam chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói yên tâm đi thôi, chúng ta trong lòng về điểm này rối rắm đều hóa khai, ngươi không cần ở vì cái gì lo lắng, đi ra ngoài đi một chút đi, Vô Tình muội muội cùng Lục Tuyết Hy tỉ muội đều đi ra ngoài thời gian rất lâu, cũng là thời điểm làm các nàng đã trở lại, ngươi lần này nhưng đừng cô phụ Lục gia tỉ muội. Ai ta đây đi rồi? Đi thôi, ngàn năm thời gian, đã qua đi trăm năm. 900 năm giây lát cho đến, ngươi cũng thuận tiện đi xem bọn nhỏ, bọn họ đều đi ra ngoài rèn luyện, chúng ta đều tưởng niệm bọn họ. Vì cái gì là ta? Không muốn a? Cũng không phải, chính là hỏi một chút. Có thể là ta thích ngươi đi. Thần giới phương Nam. Một nam một nữ đi ở đại đạo thượng, nam tử đầy đầu dẫn phát, ăn mặc cũng là tầm thường thô y, nữ tử đồng dạng ăn mặc bình thường, nhưng không chịu nổi hai người khí chất. Đi cùng một chỗ thật đúng là trai tài gái sắc. Làm người vừa thấy liền cảm giác như là một đôi tiểu phu thê giống nhau. Này hai người tự nhiên chính là Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt. Vốn dĩ Dương Nghị Vân muốn chính mình một người đi ra ngoài, nhưng trước khi đi thời điểm, vừa vặn đụng phải Ngọc Lả Lướt, đơn giản liền đem nàng mang lên,
tốt xấu Ngọc Lả lướt đối thần giới địa lý quen thuộc. Hắn lần này ra tới, chủ yếu là quan sát một chút Độc Cô Vô Tình các nàng, không biết ở bên ngoài thế nào. Cũng là du lịch đi. Đạo tâm sửa chữa, hắn cảm giác ẩn ẩn có một cái lộ, nhưng lại chảo không được, nhưng là có một chút lại là rất rõ ràng, đó chính là hóa phàm. Cho nên lần này ra tới hắn cùng Ngọc Lả lướt thu liếm tu vi, đem chính mình trở thành phàm nhân giống nhau hành tẩu thần giới. Đương nhiên thần giới không có phàm nhân, thấp nhất chính là thần nhân, cũng xưng là thần dân. Dù sao liền tính là bình thường nhất thần giới tầng dưới chót sinh linh. Lần này xuất hiện mục đích, vì chính là tìm kiếm mấy cái thân nhân, rất nhiều năm chưa thấy qua bọn họ, rất tưởng, hắn kỳ nghỉ ngàn năm, hiện tại đã qua trăm năm, không nghĩ cho chính mình lưu tiếc nuối. Tìm xem các nàng xem bọn hắn, nên nói trong lòng nói, nên chỉ điểm một chút, cũng coi như là kết thúc hẳn là có trách nhiệm. Đương nhiên chủ yếu nhằm vào mấy cái hài tử cùng đồ đệ, đến nỗi hắn nữ nhân nhưng thật ra không bắt buộc. Mỗi người đi ra ngoài rèn luyện ở địa phương nào, hắn đều phái ra thần đế cấp bậc cường giả âm thầm bảo hộ đi theo. Cái thứ nhất muốn tìm đó là Độc Cô Vô Tình. Nàng liền ở trước mắt một tòa thần trong thành. Mấy ngàn mét nơi gió lốc thành chính là Độc Cô Vô Tình rèn luyện nơi, nàng nhưng thật ra không chạy rất xa, mà là lựa chọn ở gió lốc thành cắm rễ xuống dưới. Đến nỗi nguyên nhân Dương Nghị Vân tạm thời thượng không được biết, căn cứ phái ra đi thần đế phản hồi tới tin tức, Độc Cô Vô Tình si mê với kiếm đạo, lại là ở không ngủ không nghỉ tu luyện kiếm đạo, cụ thể nàng là tình huống như thế nào, tên kia thần đế cũng không biết. Dù sao phụng mệnh âm thầm bảo hộ, chỉ cần không có sinh mệnh nguy hiểm, liền không thể đi quấy rầy. Đến nỗi gió lốc thành, lại là lấy gió lốc hai chữ nổi tiếng. Tòa thành này cũng là chủ yếu là phi thăng giả nhất tộc là chủ thần thành, đảo cũng tương đối tới nói là an toàn, liền tính là thiên tộc 33 thiên điện người ở chỗ này là không dám làm càn. Gió lốc trong thành có một chỗ thiên nhiên gió lốc chi mắt, tuy rằng cuồng bạo nhưng lại cũng có chỗ tốt là, bẩm sinh thượng hội tụ nồng đậm thần nguyên lực, như thế gió lốc thành liền quay chung quanh gió lốc chi mắt mà kiến thành. Dần ra hình thành một tòa nổi tiếng thần giới thần thành, tiến vào gió lốc chi trong mắt, cũng là một loại tu luyện. Đối với tu vi so thấp thần linh tới nói, lại cũng là một chỗ hiếm có rèn luyện nơi. Dương Nghị Vân nghĩ đến Độc Cô Vô Tình lựa chọn gió lốc thành, chính là nguyên nhân này đi. Hắn cùng Ngọc Lả Lướt vừa đi vừa lưu, Ngọc Lả Lướt cũng cho hắn giảng thuật gió lốc thần thành lai lịch từ từ. Không nhanh không chậm đảo cũng tiêu giao tự tại. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, ra tới tìm người, cũng là một loại tu hành. Thần giới to lớn, kỳ thật hắn cũng không có đi qua nhiều ít địa phương. Từ lúc trước tiến vào thần giới bắt đầu, đã bị thiên tộc 33 10 ngày điện đuổi giết, trốn đông trốn tây, ngược lại là không có chân chính đi qua thần giới rất nhiều nơi. Lần này ra tới, cũng coi như là nơi nơi nhìn xem cuồn cuộn thần giới phong thổ gì đó. Sở bất đồng chính là, hiện tại với hắn mà nói, đã không có thiên tộc 33 thiên điện đuổi giết. Bởi vì thiên tộc 33 thiên điện cao thủ, hoặc là bị hắn xử lý, hoặc là thu phục, có thể rời núi đối phó hắn cũng chỉ có hợp đạo cấp bậc. Nhưng 33 thiên điện thiên thánh điện cận tồn tam đại hợp đạo pháp tôn, là sẽ không dễ dàng rời núi. Cho nên đối với hiện tại Dương Nghị Vân tới nói, thật đúng là ở thần giới có thể con cua đi đường. Gió lốc thành hiện giờ có hay không quản lý giả? Dương Nghị Vân vừa đi một bên hỏi Ngọc Lả Lướt. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, thần giới bất luận cái gì có người địa phương đều có quản lý giả, toàn không phải là vô chủ nơi, theo ta hiểu biết gió lốc thành chính là một cái họ Phong gia tộc trưởng quản. Cũng là lịch sử đã lâu thực, thành lập gió lốc thành người chính là Phong gia tổ tiên, cũng này đây Phong vì họ. Cái này gia tộc rất điệu thấp, có nghe đồn nói Phong gia này một thế hệ gia chủ là một tôn pháp thần, làm người rất điệu thấp, xử lý gió lốc thành chính là Phong gia tộc lão, gia chủ rất ít lộ diện. Phong người nhà khống chế gió lốc chi mắt, nhưng phàm là tưởng tiến vào gió lốc chi mắt rèn luyện tu luyện người đều phải cấp Phong gia nhất định thần thạch tài nguyên, cho nên Phong gia tu luyện tài nguyên hẳn là phi thường không tồi. Cũng liền ý vị giả Phong mọi nhà đế không kém, cường giả tuyệt đối không ít. Trăm vạn năm trước ta cũng từng nay đi qua Phong gia Phong bạo chi mắt, nhưng là nhất trung tâm mảnh đất là không mở ra, năm đó cùng bọn họ một vị kêu Phong vân tộc lão từng có gặp mặt một lần, khi đó Phong gia xem ở Càn Khôn thần điện phân thượng cũng là cho đủ mặt mũi. Hiện giờ trăm vạn năm qua đi, lại là không biết vị nào Phong gia tộc lão còn ở đây không, tương lai chúng ta nếu là cùng 33 thiên điện toàn diện khai chiến. Không thiếu được muốn này đó cổ xưa gia tộc duy trì, đến lúc đó có thể mượn sức Phong gia nói, cũng có thể thử xem, không thể mượn sức ít nhất cũng đừng kết oán.
Nghe Ngọc Lả Lướt nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng nhìn không được gật đầu đồng ý. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nói trăm vạn năm thời gian qua đi, Phong gia cường giả vẫn là pháp thần sao? Đối này Ngọc Lả Lướt cũng không xác định, hiện giờ toàn bộ thần giới đều đã xảy ra biến hóa, là cái dạng gì, thật đúng là rất khó nói. Bất chi bất giác hai người đi tới cửa thành. Không có trong tưởng tượng muốn nộp lên thần thạch mới có thể vào thành tình huống xuất hiện, mà là không có bất luận cái gì ngăn trở liền vào thành. Điểm này thật đúng là làm Dương Nghị Vân sửng sốt, vào thành lúc sau nhịn không được hỏi Ngọc Lả Lướt nói, Phong gia trưởng quản thành trì chẳng lẽ không thu thần thạch sao? Ngọc Lả Lướt nói, đúng vậy, bọn họ thực thông minh, thành trì đối sở hữu thần giới thần linh mở ra, chỉ thu tiến vào gió lốc chi mắt thần thạch, nguyên nhân chính là vì như thế, đạt được rất nhiều thần linh hảo cảm, cũng cực nhỏ có người ở gió lốc thành quấy rối, cho dù là có tranh phong, bên trong thành cũng có sinh tử đài, đến lúc đó phong người nhà sẽ ra tới chủ trì công đạo. Cho nên ở gió lốc thành có một cổ cùng gió lốc hai chữ vừa lúc tương phản bình tĩnh, đương nhiên này chỉ là bên ngoài thượng, ngầm, kỳ thật thật đúng là gió lốc hai chữ khái quát hết thảy, nơi này cũng có hắc ám tàn khốc một mặt, tiến vào gió lốc chi mắt rèn luyện mới là luyện ngục, rất nhiều người lựa chọn ở nơi nào giết người cướp của. Một khi tiến vào gió lốc chi mắt ngăn cách hết thảy, tin tức gì đó đừng nghĩ truyền ra tới, ở bên trong chết cá nhân, một trận gió lốc qua đi sẽ biến mất sạch sẽ. Nghe xong một đoạn này, Dương Nghị Vân không khỏi nhíu mày. Hắn ngừng ở tại chỗ, lại là vung tay lên đánh ra một đạo thần quang, trực tiếp triệu hoán âm thầm bảo hộ Độc Cô Vô Tình thần đế, nếu Ngọc Lả Lướt lời nói là thật, hắn nhưng không hy vọng Độc Cô Vô Tình tiến vào cái gì gió lốc chi mắt đi. Cũng may vị nào thần đế truyền đến tin tức, Độc Cô Vô Tình mấy năm nay đều ở trong thành, cũng không có đi quá gió lốc chi mắt. Tin tức phát ra đi. Nhưng ngay sau đó Dương Nghị Vân sắc mặt lại là thay đổi, bởi vì triệu hoán thần đế tin tức sự thành biển rộng, cái này làm cho hắn có một cổ dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Ngọc Lả Lướt nhìn đến Dương Nghị Vân sắc mặt không đối sau ra tiếng hỏi hắn. Phái tới bảo hộ Độc Cô Vô Tình song ảnh thần đế mất đi liên hệ, Dương Nghị Vân trầm giọng nói. Khả năng tiến vào gió lốc chi mắt, chúng ta cũng mau đi đi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề, song ảnh thần đế thực lực không tồi. Ngọc Lả Lướt nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, lúc này liên hệ không thường, cũng chỉ có thể thuyết minh, Độc Cô Vô Tình cùng song ảnh thần đế đô tiến vào gió lốc chi mắt đi, bởi vì nơi nào ngăn cách hết thảy hơi thở. Đi hắn vẫn là không yên tâm Độc Cô Vô Tình. Như thế nào cố tình ở hắn tới thời điểm? Nàng liền tiến vào gió lốc chi trong mắt đâu. Dương Nghị Vân trong lòng có chút buồn bực, cùng Ngọc Lả Lướt hướng về thần thành trung tâm đi đến, cái gọi là gió lốc chi mắt liền ở gió lốc thành trung tâm, cả tòa thành kỳ thật chính là lấy gió lốc chi mắt vì trung tâm kiến tạo. Đông Nam Tây Bắc tứ phương đại đạo, tám điều tiểu đạo, vì gió lốc thành chủ đường phố, bất luận cái gì một cái đi thẳng tắp đều có thể đến gió lốc chi mắt. Đây là gió lốc chi mắt. Dương Nghị Vân nhìn bị mây mù bao phủ như là một tòa thật lớn ngọn núi sương mù dày đặc hỏi Ngọc Lả Lướt. Ngọc Lả Lướt đã tới, tương đối quen thuộc, nàng mở miệng nói, là nơi này không sai, mây mù chỉ là mê chướng, nội có kết giới, bên kia là cửa ra vào, qua đi giao thần thạch liền có thể. Hai người quá khứ thời điểm, quả nhiên thấy được có một chỗ bạch ngọc tế đàn, có top 5 top 3 thần linh tiến vào trong đó, thực hiển nhiên là truyền tống chi môn. Muốn nhiều ít thần thạch, Dương Nghị Vân mở miệng. Mỗi người 10 viên có thể. Ngọc Lả Lướt khi nói chuyện đi qua đi trực tiếp giao hai người thần thạch, bắt được hai khối tiến vào thần bài. Bước lên tế đàn thời điểm, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua, nếu không thu thần thạch người, tu vi cũng không tính cao, chính là cái thần đế. Bất quá ở cách đó không xa hắn lại là cảm nhận được, ít nhất có 3 cổ đứng đầu pháp thần hơi thở. Trong lòng nghĩ quả nhiên có tọa chấn người, tùy tiện liền có tam đại đứng đầu pháp thần tọa chấn, có thể nghĩ cái này phong ra thật là không đơn giản. Thúc giục thần bài, chúng ta là có thể trực tiếp đi vào. Ngọc Lả Lướt nói. Ân, Dương Nghị Vân gật đầu thúc giục thần bài. Kế tiếp chỉ cảm thấy toàn bộ tế đàn có cường đại không gian chi lực vận chuyển dựng lên, ngay sau đó hắn cùng Ngọc Lả Lướt biến mất ở tại chỗ. Đương lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là đã tới rồi một cái mênh mang sa mạc giống nhau thế giới. Đầy trời cuồng sa cảnh tượng, toàn bộ thế giới đều là thổ hoàng sắc, cùng sa mạc vẫn là có điểm khác nhau. Nơi này thoạt nhìn chính là một phương thế giới a, Dương Nghị Vân đánh giá bốn phía nói. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, gió lốc chi mắt bản thân chính là bẩm sinh hình thành, bực này địa phương trải qua thời gian dài vận chuyển, hơn nữa phong người nhà dẫn đường cải tạo,
đã sớm diễn biến thành tự thành một giới thế giới, tuy rằng so ra kém vân môn thần cảnh, nhưng cũng xem như không lầm tiểu thế giới. Ngọc Lả Lướt nói, không thấy ánh mặt trời, gió cát đầy trời, bực này địa phương thật đúng là thích hợp rèn luyện, bất quá gió cát uy lực còn chưa đủ đại. Dương Nghị Vân bình điểm một câu. Người đây là không thấy được chân chính gió lốc là cỡ nào uy thế, đây mới là bên cạnh mà thôi, chúng ta đi phía trước đi, ngươi sẽ biết, nhớ năm đó ta tới thời điểm, ở gió lốc chỗ sâu trong, đụng tới thật lớn gió lốc, sợ là thần đế thần chủ đều ngăn cản không được, thậm chí càng thêm đáng sợ, phải biết rằng gió lốc là thiên nhiên hình thành, có thiên địa chi uy lực. Ngọc Lả Lướt nghiêm túc giải thích. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, cứ việc hắn hiện tại tu vi cường đại, nhưng là cũng biết ở bất luận cái gì thời điểm đều phải đối thiên địa đại đạo có kính sợ chi tâm mới được, không thể tự đại. Thần giới to lớn chủng tộc san sát, thế gian việc lạ gì cũng có. Trước kia hắn cho rằng thần giới đỉnh thiên chính là cuối cùng hợp đạo, nhưng kết quả lại là ở vĩnh hằng thần giới phát hiện thánh nhân chi tượng, mà đụng phải màu thần nương nương sau, càng là gặp được sống sờ sờ thánh đạo thánh nhân, đương nhiên màu thần nương nương hiện tại sẽ ở thời kỳ dưỡng bệnh, không tính chân chính thánh đạo thánh nhân. Nhưng hắn minh bạch sớm hay muộn màu thần nương nương sẽ trở về đỉnh. Thế giới này thánh đạo thánh nhân đều có, quỷ biết còn sẽ xuất hiện cái gì mặt khác cường đại tồn tại. Hiện tại không tiếp xúc đến, không đại biểu không có, hoặc là nói là hắn tu vi thực lực không đủ tư cách biết cùng tiếp xúc đến. Dù sao bất luận cái gì thời điểm đều không thể tự đại mới được. Người thả từ từ ta cảm giác một chút các nàng hơi thở. Dương Nghị Vân kêu ngừng muốn đi phía trước đi Ngọc Lả Lướt. Ngay sau đó nhắm mắt tại chỗ, bắt đầu cảm giác Độc Cô Vô Tình cùng Song Ảnh Thần Đế hơi thở. Vài phút sau, Dương Nghị Vân chau mày mở hai mắt. Ngọc Lả Lướt vội vàng hỏi, như thế nào? Vô Tình hơi thở hoàn toàn cảm thụ không đến, chỉ có Song Ảnh Thần Đế hơi thở có mỏng manh cảm ứng, tựa hồ ở thế giới này xa xôi nơi. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân mắt nhìn phương xa. Lúc này Ngọc Lả Lướt đều nhíu mày. Đi! Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngọc Lả Lướt vội vàng cầy xong đi lên. Cứ việc nơi này gió lốc chi lực cường đại, khá vậy chính là nhằm vào tới nói. Đối hiện giờ Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt tới nói, không tính cái gì. Ngọc Lả Lướt đều tiến vào thiên đạo sơ cấp cảnh giới. Dương Nghị Vân càng không cần phải nói, đều đã là thiên đạo quy tắc một trọng tồn tại, lại còn có không phải tầm thường cùng cảnh giới có thể so. Nơi này gió lốc chi lực với hắn mà nói, có thể có kính sợ, nhưng tuyệt đối đương không dưới hắn. Hai người cũng chưa đang nói chuyện, toàn lực bay vọt hướng gió lốc thế giới chỗ sâu trong mà đi. Kỳ thật đều minh bạch, có thể là đã xảy ra chuyện. Đầu tiên Song Ảnh Thần Đế là Dương Nghị Vân phái ra âm thầm bảo hộ Độc Cô Vô Tình, nếu là Độc Cô Vô Tình không có gì sinh mệnh nguy hiểm sự, Song Ảnh Thần Đế lựa chọn sẽ là án binh bất động, chỉ cần âm thầm bảo hộ an toàn là được. Nói cách khác Song Ảnh Thần Đế không cần thiết chạy xa. Lại còn có liên hệ không thượng, lúc này Dương Nghị Vân cảm giác đến lại là xuất hiện ở gió lốc thế giới chỗ sâu trong, hơn nữa là mỏng manh hơi thở. Chỉ có thể thuyết minh Song Ảnh Thần Đế nhất định là đi theo Độc Cô Vô Tình đi. Mặt khác, Độc Cô Vô Tình liền tính là tiến vào gió lốc chi mắt rèn luyện, lấy nàng thiên thần cấp bậc tu vi căn bản không cần thiết tiến vào gió lốc thế giới chỗ sâu trong đi rèn luyện, ở bên ngoài đều cũng đủ nàng tôi luyện. Hiện tại Dương Nghị Vân cảm nhận được Song Ảnh Thần Đế hơi thở xuất hiện ở gió lốc thế giới chỗ sâu trong, cũng liền có khả năng là Độc Cô Vô Tình đi chỗ sâu trong. Nhưng Độc Cô Vô Tình sẽ không vô duyên vô cớ đi hướng gió lốc thần giới chỗ sâu trong. Dư lại chỉ có một khả năng, đó chính là nàng bị bắt tiến vào gió lốc thế giới chỗ sâu trong, bị người chảo. Hoặc là dụ dỗ từ từ. Dù sao tuyệt đối sẽ không chính mình đi tìm ngược. Như thế Độc Cô Vô Tình đi gió lốc thế giới chỗ sâu trong. Song Ảnh Thần Đế phụng mệnh dưới, tự nhiên cũng muốn cùng qua đi. Có thể bước đầu phán đoán, các nàng đã xảy ra chuyện. Lúc này Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm xuống dưới, toàn lực lên đường, không có tâm tình lại đi cùng Ngọc Lả Lướt đấu võ mồm nói giỡn. Hắn cùng Ngọc Lả Lướt trải qua vĩnh hằng thần giới hành trình sau, Ngọc Lả Lướt tiến giai thiên đạo cảnh giới, tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa, hai người quan hệ thực thiết, một đường đi tới đều là lẫn nhau đấu võ mồm nói giỡn mà đến. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân vô tâm tình. Ngọc Lả Lướt đi theo hắn phía sau, có thể cảm nhận được trên người hắn xuất hiện một cổ tử táo bạo hơi thở. Ngọc Lả Lướt nhìn Dương Nghị Vân bóng dáng, trong lòng nghĩ đến, nếu là ta có chuyện gì, hắn sẽ như thế lo âu sao? Hai người chi gian quan hệ không có ở vân môn công khai, đây là nàng lúc trước yêu cầu.
Dương Nghị Vân tôn trọng nàng lựa chọn. Tới rồi bọn họ cái này tu vi cấp bậc, kỳ thật rất nhiều sự đã không quan trọng. Nàng chỉ để ý trong lòng có hay không một vị trí nhỏ mà thôi. Lấy nàng đối hắn hiểu biết, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ. Nghĩ nghĩ Ngọc Lả Lướt trong lòng đối Độc Cô Vô Tình về điểm này cười cười ghen ghét biến mất không thấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa liền nói tâm loạn. Vài phút gió lốc đại tác phẩm, nhưng là Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên đầy trời gió lốc tẫn tán. Tiếp tục về phía trước mà đi. Hai người thiên đạo cấp bậc, ở chỗ này căn bản là không chịu ảnh hưởng. Cũng đụng phải rất nhiều rèn luyện thần nhân, bất quá bọn họ tu vi quá áp lực thấp căn liền nhìn không tới Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Ở chỗ này quát phong đó là chuyện thường ngày không đủ vì quái. Rất nhiều người không biết hai tôn đại thần từ bọn họ bên người đi ngang qua tiến vào gió lốc thế giới chỗ sâu trong. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt nghe xong xuống dưới. Bởi vì ở bọn họ trước mặt xuất hiện một cổ phía trên phía chân trời, càng có kéo dài mấy chục dặm gió lốc. Tản ra cường đại uy năng hơi thở. Quỷ dị chính là tụ mà không tiêu tan, cũng không di động, liền như vậy xỏ xuyên qua thiên địa. Nơi này hẳn là chính là trung tâm nơi, cũng là gió lốc thế giới khởi nguyên đi. Dương Nghị Vân hỏi Ngọc Lả Lướt. Ân, thật là nơi này, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Lả Lướt hỏi. Hai người chính nói chuyện ngươi hết sức, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu đối với một chỗ cuồng phong gào thét nơi quát lớn nói, ai? Thần tôn là ta. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Có thể đến nơi này thần linh, tu vi đều không yếu, một đường lại đây, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt xuyên qua vô số gió lốc mảnh đất. Hắn biết rõ liền tính là cao giai thần đế nghĩ đến đây cũng đều không dễ dàng. Cuồng bạo cơn lốc dưới, thần đế dưới căn bản ngăn cản không được, khó tránh khỏi muốn là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Hơn nữa hắn trong lòng tính ra một chút khoảng cách, nơi này đã khoảng cách bắt đầu khởi điểm, có ít nhất 3 vạn dặm xa, rất nhiều rèn luyện thần linh nhiều nhất có thể đi vào 2 vạn liền không tồi. Thanh âm này Dương Nghị Vân nghe có chút xa lạ, nhưng là đối phương xưng hô một thân thần tôn, liền làm hắn thả lỏng cảnh giác. Trong lòng đã đoán được là ai. Quả nhiên. Ngay sau đó song ảnh thần đế từ gió lốc chung ra tới. Bái kiến thần tôn, bái kiến sinh mệnh pháp thần. Song ảnh thần đế lập tức hành lễ. Dương Nghị Vân nheo lại mắt đánh giá một chút. Song ảnh thần đế, hắn năm đó tiếp kiến quá song ảnh thần đế một đám phái ra đi bảo hộ vân môn trọng điểm môn nhân thủ hạ. Rất rõ ràng nhớ rõ song ảnh thần đế chính là thần đế đại viên mãn tu vi. Chính là giờ phút này song ẩn thần đế còn lại là thần đế trung kỳ tu vi, này không bình thường. Ngươi vì sao tu vi đại ngã? Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Song ảnh thần đế giờ phút này thần hồn run lên, đầu đều khấu ở trên mặt đất, run giọng nói, thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần, bảo hộ vô tình thần mẫu thất lợi. Ít nói nhảm, nói trọng điểm. Dương Nghị Vân đánh gãy hắn, ngữ khí nghiêm khắc lên. Hắn liền sợ xảy ra chuyện. Quả nhiên thật đúng là đã xảy ra chuyện. Song ảnh thần đế hậu mặt một câu, làm hắn trong lòng trầm hơn phân nửa tiệt. Là song ảnh thần đế cả người đều là run lên, vội vàng nói, hôm qua trong thành tới một chi muốn đi vào gió lốc chi mắt rèn luyện tán tu, vô tình thần mẫu ra tới rèn luyện thời điểm, cùng bọn họ trong đó một người nhận thức, người nọ là cái nữ nhân, nhiệt tình mời vô tình thần mẫu cùng nhau tiến vào gió lốc chi mắt rèn luyện, mà vô tình thần mẫu tu kiếm đạo cũng tới rồi bình cảnh. Đơn giản liền đi theo tiến vào gió lốc chi mắt. Thuộc hạ xem bọn họ trung tu vi tối cao cũng liền thần quân trình tự, cũng không để ý, như cũ quản lý âm thầm đi theo, vẫn luôn tiến vào gió lốc chi mắt thế giới, ai biết bọn họ một hàng thẳng vào vạn dặm xa, nữ nhân kia đột nhiên làm khó dễ, bắt vô tình thần mẫu, lúc ấy gió lốc nổi lên, thuộc hạ phái ra phân thân trực tiếp đuổi theo, nào biết nữ nhân kia cùng mấy cái bên người tán tu đã sớm dự mưu. Thuộc hạ chém giết bọn họ lúc sau, vẫn luôn đuổi tới này gió lốc trung tâm, kia nữ nhân cũng không biết dùng cái gì bí pháp trực tiếp xông vào gió lốc trung tâm, đương thuộc hạ truy đi vào lúc sau, phân thân bị gió lốc nháy mắt rảo toái, bản thể cũng thu thương, tu vi đại té thần đế trung kỳ, nghĩ khôi phục thương thế lại xông vào, không nghĩ tới thần tôn cùng sinh mệnh pháp thần liền xuất hiện. Thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần, thỉnh thần tôn khiển trách, không một câu oán hận, nếu là thuộc hạ sớm một chút cùng vô tình thần mẫu ngả bài đi theo bên người nàng nói. Liền không phải ra việc này, thuộc hạ cô phụ thần tôn trọng thác, đương chết. Song ảnh thần đế nói xong cũng là hộc ra một ngụm chọc khí, từ Độc Cô Vô Tình bị nữ nhân kia bắt lấy tiến vào gió lốc trung tâm lúc sau, hắn liền không có một khắc trong lòng nhẹ nhàng quá.
Trăm năm trước Dương Nghị Vân nổi giận, giết hai gã thần quân khiển trách Cưu Viêm thần chủ kia sự kiện như cũ rõ ràng trước mắt, từ kia về sau toàn bộ Vân Môn thần cảnh thần linh mới biết được thần tôn đại nhân đối hắn nữ nhân có độ coi trọng. Mà Độc Cô Vô Tình nghe nói càng là thần tôn vẫn là phàm nhân thời điểm liền đi theo hắn nữ nhân chi nhất, hiện giờ hắn âm thầm bảo hộ Độc Cô Vô Tình, lại là. Song Ảnh thần đế đã làm tốt chết chuẩn bị. Dương Nghị Vân nắm tay nắm chặt, hắn hai tròng mắt trung sát ý vô hạn. Nghe Song Ảnh thần đế nói xong, hắn có thể kết luận chính là có dự mưu nhằm vào Độc Cô Vô Tình. Trọng điểm là bắt đi Độc Cô Vô Tình nữ nhân kia, là người nào? Dựa theo Song Ảnh thần đế cách nói, nữ nhân kia cũng chính là cái thần quân tu vi. Nhưng một cái thần quân cư nhiên có thể một đường đi vào gió lốc trung tâm nơi, hơn nữa Song Ảnh thần đế đô không đuổi theo, trơ mắt nhìn nữ nhân kia mang theo Độc Cô Vô Tình tiến vào gió lốc trung tâm. Này chỉ có thể thuyết minh, nữ nhân kia trên người có vấn đề lớn, có thể ngăn cản gió lốc cái gì bí pháp linh tinh. Mà toàn bộ gió lốc pháp không sợ gió lốc chi lực, chỉ có phong gia. Bởi vì phong người nhà thao tác trưởng quản chính là gió lốc chi mắt. Ta nhớ rõ ngươi đã nói phong gia toàn bộ gia vô cùng có khả năng ở gió lốc chi trong mắt, mà không phải bên trong thành đúng không? Dương Nghị Vân đột nhiên hỏi Ngọc Lả Lướt. Ngọc Lả Lướt sau khi nghe được theo bản năng gật đầu, đúng vậy, rất nhiều nghe đồn đều nói chân chính phong gia ở gió lốc thế giới, gió lốc trong thành phong gia chỉ là ngoại môn phong người nhà. Vậy không sai, nếu ta không đoán sai nói, gió lốc trung tâm trung chính là chân chính phong gia nơi, mà Trảo Vô Tình nữ nhân kia tất nhiên cùng phong gia thoát không được can hệ, hoặc là nói chính là phong người nhà, ha ha, thật lớn gan chó, dám đụng đến ta Dương Nghị Vân nữ nhân, hắn phong gia ăn cái gì thêm can đảm thần đan sao? Dương Nghị Vân từng câu từng chữ nói chuyện, nhìn chằm chằm gió lốc trung tâm nơi, ngay sau đó nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất Song Ảnh thần đế hừ lạnh nói, còn chưa cút lên, đồ vô dụng. Song Ảnh thần đế sừng sốt, phản ánh qua đi, lại là vội vàng đứng dậy, hắn biết thần tôn buông tha hắn, nhưng hắn trong lòng lại là càng khó chịu. Đi, cùng ta tiến vào gió lốc trung tâm đi xem, cái này phong gia có phải hay không ở trong đó, nhưng thật ra muốn nhìn hắn phong gia có cái gì hoạt động. Dương Mỗ Nhân đằng đằng sát khí nói chuyện chung, dẫn đầu nghĩ gió lốc trung tâm đi đến. Trước mắt gió lốc khí chàng đích xác rất lớn, nhưng đối với hắn tới nói, còn chắn không được hắn bước chân. Nhìn Dương Nghị Vân hướng về gió lốc trung tâm đi đến, Song Ảnh thần đế cũng đứng dậy, hắn có chút nghi muộn, bởi vì lấy hắn tu vi căn bản là vào không được, phân thân đi vào thời điểm nháy mắt liền tiêu tán ngã xuống, hắn bản tôn nếm thử đi vào thời điểm cũng không thành công, còn một chút trọng thương cảnh giới đại ngã, lúc này lại muốn vào đi. Đi thôi, có thần tôn ở sẽ không có vấn đề. Lúc này lại là Ngọc Lả Lướt nhìn ra Song Ảnh thần đế sầu lo, mở miệng ý bảo hắn đuổi kịp đó là. Song Ảnh thần đế sừng sốt, ngẫm lại cũng thật đúng là cái này lý, có thần tôn cùng sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt ở, dẫn hắn đi vào không là vấn đề. Dương Nghị Vân đi vào gió lốc trung tâm, trong lòng vừa động sau lưng phong vân cánh chim triển khai, thần quang đại phóng hình thành một cái vòng sáng, mở miệng nói các ngươi hai tiến vào. Ngọc Lả Lướt cùng Song Ảnh thần đế tiến vào Dương Nghị Vân phong vân cánh chim thần quang trong vòng. Theo sát ta công đạo một tiếng, Dương Nghị Vân một bước bước vào gió lốc trung. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lên. Lại là thổ hoàng sắc gió lốc chi lực va chạm ở hắn phong vân cánh chim phía trên. Đi theo Dương Nghị Vân phía sau Song Ảnh thần đế theo bản năng đôi mắt đều là nhíu lại, hắn tự mình thể hội quá gió lốc trung tâm chi lực uy lực, trong lòng rất có áp lực. Cũng may Dương Nghị Vân hình thành phòng ngự gần là run lên, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì hỏng mất. Cái này làm cho Song Ảnh thần đế trong lòng cực kỳ cảm khái, thần tôn đại nhân tu vi thông thiên. Cái này không thành vấn đề. Mà Dương Nghị Vân tiến vào gió lốc trung tâm lúc sau lại là cẩn thận cảm thụ một chút, đích xác nơi này lực lượng muốn viễn siêu bên ngoài trống rỗng xuất hiện gió lốc chi lực, ngay từ đầu liền đạt tới thiên đạo cảnh sơ cấp thừa nhận cấp bậc. Có thể cảm nhận được, càng là hướng bên trong đi, bực này uy lực tức sẽ càng lúc càng lớn. Đích xác, xa không phải Song Ảnh thần đế loại này cấp bậc có thể thừa nhận được. Nhưng là đối với hắn tới nói, còn không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá bực này bẩm sinh hình thành gió lốc chi lực đích xác không thể khinh thường, cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào mà đến. Như là có ý thức va chạm. Kỳ thật Dương Nghị Vân biết đây là sinh sôi không thôi vận chuyển chi lực. Gió lốc trung tâm chính là toàn bộ gió lốc thế giới khởi nguyên, bẩm sinh gió lốc chi lực ra đời tại đây, nơi này lực lượng cường đại là bình thường.
Nếu không có Độc Cô Vô Tình bị với tay sự, Dương Nghị Vân khả năng sẽ cho rằng nơi này chính là một cái gió lốc hình thành nơi, nhưng là hiện tại hắn nghĩ đến, nơi này hẳn là có trời đất khác. Nói cái gì cũng muốn đi vào. Nếu không đoán sai, Phong gia hang ổ trung tâm liền ở bên trong. Híp mắt Dương Nghị Vân đi bước một tiếp tục về phía trước đi đến. Hắn đi thong thả. Đương nhiên tưởng mau, cũng không mau được, gió lốc chi lực rất cường đại. Một đường đi đến, Dương Nghị Vân sau lưng phong vân cánh chim ánh sáng cũng càng ngày càng sáng, biểu thị hắn vận chuyển rất nhiều thần lực ở trong đó tới chống đỡ gió lốc chi lực. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được gió lốc chi lực đạt tới cho đến, mà hắn cũng đụng chạm tới rồi một bức tường giống nhau lực lượng ngăn cản. Hừ lạnh một tiếng, vận chuyển nói thụ chi lực, bỗng nhiên một chút liền xuyên thấu qua đi. Ngay sau đó toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Trước mắt bỗng nhiên rộng rãi. Cùng gió lốc thế giới hoàn toàn bất đồng một phương không gian xuất hiện. Quả nhiên như thế Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Xem ra nơi này thật đúng là Phong gia hang ổ, ngẫm lại cũng đúng, nghe đồn Phong gia khởi nguyên liền dựa vào gió lốc chi mắt, sáng tạo gió lốc thành, kéo dài đến nay, nắm giữ chân chính gió lốc chi mắt. Ở chỗ này sáng lập ra một phương không gian đảo cũng không kỳ quái. Thoạt nhìn nơi này không lớn, nhưng lại có được nồng đậm phong thuộc tính chi lực, quy tắc chi lực, không thua gì chúng ta Vân Môn thần cảnh. Ngọc Lả Lướt phụ họa nói. Thần tôn có người tới song ảnh thần đế mở miệng. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, tới vừa lúc, tỉnh đi tìm. To gan lớn mật, cư nhiên dám chảo hắn nữ nhân. Hắn hôm nay đảo cũng nhìn xem, cái này phong ra muốn làm cái gì hoạt động. Người nào lớn mật tự tiện xông vào ta phong ra tổ địa. Một tầng mang theo tức giận giọng nam, vang vọng bốn phương tám hướng mà đến. Dương Nghị Vân chút nào không hoảng hốt, ngược lại là rất có hứng thú nhìn chằm chằm phương xa. Hắn đã phát hiện, ở cái này cũng liền phạm vi không vượt qua 10 dặm không gian nội, có không dưới 10 đạo hơi thở mà đến. Hơn nữa là thần chủ cấp bậc tồn tại, này thuyết minh phong của cải chứa đích xác rất thâm hậu. Đến lúc đó có chút ý tứ. Một cái gia tộc tùy tiện là có thể ra tới 10 đại thần chủ cấp bậc cường giả. Dương Nghị Vân phong khinh vân đạm nói. Đương nhiên này đó cường giả đối hắn mà nói không tính cái gì, nhưng đặt ở bên ngoài nhưng đến không được. Này một phương không gian có sơn có thủy, xanh tươi tốt, nhìn liền sinh cơ bừng bừng, thật là cái tiểu thần cảnh nơi. Có thể dựng dục ra nhiều như vậy phong gia thần linh đảo cũng không kỳ quái. Chỉ chớp mắt công phu, 10 đạo thân ảnh tới. Tứ tán ở Dương Nghị Vân ba người bốn phía, đem ba người vây quanh lên. Ngươi chờ người nào, vì sao tự tiện xông vào ta phong ra tổ địa? Cầm đầu chính là một người cao giai thần chủ, nhìn như có mạo điệt chi tướng, không cần hỏi đều là tu luyện cổ xưa lão quái vật. Chúng ta là người phương nào ngươi không cần thiết biết, đến nỗi tự tiện xông vào các ngươi phong ra tổ địa, ha ha, vậy muốn hỏi một chút các ngươi phong người nhà, đem ngày hôm qua chộp tới nữ tử kêu ra tới. Mặt khác kêu các người phong gia gia chủ ra tới, cho các người 10 tức thời gian. Dương Nghị Vân trực tiếp xong xuôi mở miệng. Có thể không động thủ, hắn sẽ không bạo lực, kế tiếp liền xem phong người nhà như thế nào làm, nếu là không cho hắn vừa lòng, hắn không ngại làm phong gia này một phương tiểu thần cảnh biến mất. Cái gì nữ tử, còn thỉnh các hạ nói rõ ràng, nếu là ta phong gia đắc tội, tất nhiên chụp lập đạo khiểm, nhưng nếu là cố ý trêu chọc ta phong gia cũng không sợ sự. Phong Bá Văn nãi cao mày mở miệng, hắn là phong gia tộc lão chi nhất, cũng là thần chủ hậu kỳ đỉnh tu vi, ở phong gia tộc lão chung, xem như trung kiên lực lượng, trở lên đi đó là phong gia túc lão, bọn họ một lòng vấn đạo, sẽ không dễ dàng xuất quan. Đối với trước mắt này ba cái xông vào phong gia tổ địa người xa lạ, nói thật Phong Bá Văn là không dám tùy tiện động thủ, hắn biết rõ gia tộc tổ địa có thiên nhiên gió lốc trung tâm chi lực bảo hộ, người ngoài nếu là không có pháp lệnh pháp quyết. Cho dù là thiên đạo trình tự cũng khó có thể xông tới. Nhưng là cố tình này ba người vô thanh vô tức liền xông vào hắn phong ra tổ địa. Này chỉ có thể thuyết minh, đối phương là cường giả, thiên đạo cấp bậc cường giả. Trừ bỏ đứng ở đầu bạc thanh niên phía sau nam tử ở ngoài, là cái thần đế trung kỳ tu vi ở ngoài, Phong Bá Văn chút nào nhìn không thấu, đầu bạc thanh niên cùng hắn bên người nữ tử tu vi. Nhìn qua này một đôi nam nữ không hề hơi thở tu vi, giống như là phàm nhân giống nhau. Khả năng xông vào hắn phong gia tổ địa, há có thể là phàm nhân. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ tu vi phi thường cao, hắn Phong Bá Văn là nhìn không thấu. Hết thảy vẫn là tiểu tâm hành sự thì tốt hơn, tới không tốt. Nghe tới tựa hồ là bọn họ phong gia bắt người nào. Nhưng là hắn không nghe nói chuyện này,
Phong gia ở thần giới hành sự nghĩ đến điệu thấp, sẽ không vô duyên vô cớ chảo người nào tiến vào Phong gia tổ địa. Thập đệ chúng ta nhưng có chảo người nào tiến vào tổ địa không? Phong Bá Văn hỏi trưởng quản tổ địa sự vật lão người, đến nỗi hắn cùng người khác phần lớn thời điểm có thể ở tu luyện, rất ít hỏi đến gia tộc mặt khác sự vụ. Đại ca ta cũng không rõ lắm, chuyện này ta lập tức đi tia, a tia, a. Nhanh đi. Tại hạ Phong gia Phong Bá Văn, vị đạo hữu này còn thỉnh chờ một lát, ta làm người đi tra, nếu là thực sự có việc này, tất nhiên cấp đạo hữu một công đạo. Phong Bá Văn nói xong ý bảo thập đệ rời đi. Hừ, bản tôn nói chỉ cho các ngươi 10 tức thời gian. Dương Nghị Vân nhíu mày, hắn tự nhiên nghe được Phong gia những người này nói chuyện, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghĩ đến có lẽ là Phong gia những người khác làm. Bất quá lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản liền không thèm để ý bọn họ chơi cái gì hoa chiêu. Nói chờ 10 tức chính là 10 tức. Đứng ở tại chỗ trong lòng mặc mấy chục tức. Dương Nghị Vân nhấc chân liền phải về phía trước đi hướng. Bất quá trong đó tên kia bị Phong Bá Văn xưng là thập đệ người đi mà quay lại. Dương Nghị Vân nhìn xuống dừng lại, nhìn về phía Phong Bá Văn. Chỉ thấy cái kia Phong Bá Văn thập đệ, sắc mặt có như vậy một tia phức tạp nhìn hắn một cái, lại là tới rồi Phong Bá xăm mình biên, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là Dương Nghị Vân biết bọn họ ở truyền âm. Giờ phút này không có người phát hiện, Dương Nghị Vân khóe miệng hơi hơi dơ lên lên, hai tròng mắt lại là tinh quang thoáng hiện. Nếu là đổi làm trước kia, hắn thật đúng là nghe không được truyền âm phương pháp, nhưng hiện tại hắn là thật đánh thật thiên đạo quy tắc một trọng tu vi cảnh giới, càng là pháp tắc viên mãn hiểu được, này đó Phong người nhà chỉ là thần chủ tu vi pháp thần đều không đến, ở trước mặt hắn đừng nghĩ có cái gì bí mật đáng nói. Cái kia thập đệ ra truyền âm cấp Phong Bá Văn nói Dương Nghị Vân một chữ không rơi nghe được. Chỉ nghe hắn nói, đại ca, đích xác có cái nữ tử bị ngoại môn Phong Tam Nương mang vào tổ địa. Nói là hiến cho đệ nhất túc lão người, nữ nhân kia bẩm sinh thể chất đặc thù. Này, hiện tại phải làm như thế nào? Nếu là đệ nhất túc lão muốn người, vậy một ngụm cắn chết không nhận đi. Nhưng, chính là trước mắt kia tóc bạc thoạt nhìn khó đối phó a. Lại lợi hại cũng chính là thiên đạo cảnh giới, đệ nhất túc lão đã bước vào thiên đạo quy tắc chi cảnh, gia chủ cũng đã sớm bước vào thiên đạo quy tắc giai đoạn, mặt khác tam đại túc lão đều là pháp thần chi cảnh giới. Nơi này là ta Phong gia hang ổ, mượn dùng gió lốc chi mắt lực lượng, là long xông tới, cũng muốn làm hắn biến thành một cái chung. Trở lên những lời này đó là Dương Nghị Vân nghe được đối thoại. Hắn trong lòng sát ý vô hạn. Ha ha, thiên đạo quy tắc sao? Nhưng thật ra chờ mong. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh. Lúc này hắn ngược lại không nóng nảy, tại chỗ chờ, xem hắn Phong Bá Văn nói như thế nào. Ngay sau đó chỉ nghe được Phong Bá Văn vẻ mặt nghiêm mặt nói, vị này đạo huynh, ta làm người đi tia, a qua, ta Phong gia không có bất luận cái gì người ngoài đã tới, ngươi sợ là tìm lầm. Không tôi, nơi này là ta Phong gia tổ địa, giới hạn trong Phong gia dòng chính con cháu tiến vào, căn bản không có đã tới bất luận kẻ nào, đạo hữu vẫn là đi nơi khác tìm kiếm đi. Lão người phụ họa nói. Ha ha, ha ha ha. Dương Nghị Vân cất tiếng cười to. Ngay sau đó lạnh giọng đối Song Ảnh Thần Đế nói, Song Ảnh Nhân gia nói không có bất luận kẻ nào đã tới. Song Ảnh Thần Đế cười lạnh một tiếng, một hồi tay, một cái pháp lực ảnh hưởng hình ảnh hình thành. Hình ảnh chung một người tuổi chừng 30 tuổi quyến rũ nữ nhân không biết dùng cái gì pháp thuật, ở Độc Cô Vô Tình trước mặt vung tay lên, Độc Cô Vô Tình trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó bị quyến rũ nữ nhân mang theo tiến vào gió lốc trung tâm. Ngươi chờ còn có cùng nói. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Ngươi, pháp lực hình ảnh mà thôi, chẳng có gì lạ. Phong Bá Văn lại là chết không thừa nhận. So sánh với Dương Nghị Vân này ba cái người ngoài, hắn tự nhiên là hướng về trong tộc đệ nhất túc lão, hình ảnh trung quyến rũ nữ nhân hắn tự nhiên quen thuộc, đó là ngoại môn Phong Tam Nương, đừng nhìn là ngoại môn Phong người nhà, nhưng lại ở toàn bộ Phong gia đều có không tầm thường địa vị, bởi vì Phong Tam Nương là đệ nhất túc lão ở bên ngoài nữ nhân. Hơn nữa không chỉ là cái này thân phận, Phong Tam Nương vẫn là ở gió lốc thành giúp đệ nhất túc lão phụ trách tìm kiếm một ít thể chất đặc thù nữ tử người, toàn bộ Phong gia đều biết đệ nhất túc lão tu luyện công pháp có phương diện này nhu cầu, hơn nữa đối yêu cầu rất cao, tất yếu thời điểm, toàn bộ Phong gia tài nguyên đều phải vận dụng lên cấp đệ nhất túc lão tìm kiếm đặc thù thân thể tố chất nữ tử tới tu luyện. Điểm này Phong gia trên dưới đều rõ ràng. Hiện giờ Phong Tam Nương mang theo một nữ tử tiến vào Phong gia tổ địa. Hiển nhiên cái kia nữ tử chính là một cái thân thể đặc thù người,
thật vất vả tìm được một cái, tự nhiên không thể thả chạy. Trợ giúp đệ nhất Túc lão chính là trợ giúp gia tộc. Cho nên Phong Bá Văn đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Hảo, đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không quý trọng, vậy đi tìm chết đi. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, hai tay một trận, toàn thân 10 đạo thần lực bùng nổ mà đi. Mà giờ phút này Phong Bá Văn 10 người còn lại là sắc mặt đại biến, hai tròng mắt chung tràn ngập không thể tin tưởng sợ hãi. Rốt cuộc biết trêu chọc cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Ở Phong Bá Văn trong lòng, hắn có chút hối hận, nhưng lại đã muộn, cảm nhận được che trời lấp đất thiên địa uy áp đè ở trên người, tức khắc làm hắn thân thể dừng hình ảnh, trong cơ thể thần lực đều không động đậy mảy may, như là từ đúng chỗ liền nguyên thần đều bị áp chế giống nhau. Bực này hơi thở uy áp, hắn tại gia chủ trên người cảm nhận được quá, tựa hồ so với gia chủ đều cường hãn. Bọn họ gia chủ là thiên đạo quy tắc cấp bậc tồn tại, nói cách khác tên này đầu bạc thanh niên tu vi cũng đạt tới thiên đạo quy tắc cấp bậc. Phía trước hắn còn nghĩ cái này đầu bạc thanh niên nhiều nhất căng chết chính là thiên đạo cảnh giới sơ trung kỳ mà thôi. Hiện tại xem ra hắn đoán trước sai lầm. Giống mở ra nói cái gì, nhưng miệng đều trương không khai. Trơ mắt nhìn đầu bạc thanh niên trên người 10 đạo thần lực, trực tiếp hướng về bọn họ 10 người mà đến. Mỗi người tại đây một khắc hai tròng mắt chung tràn ngập hoảng sợ. Nhưng, hết thảy đều chậm. 10 đạo thần lực trong thời gian ngắn dừng ở bọn họ trên người. Lớn mật cuồng đồ, dừng tay. Cùng thời gian nơi xa một tiếng già nua vang lên. Ầm ầm ầm, liên tiếp nặng nề rung động vang lên. Lại là Phong Bá Văn chờ 10 người, bị Dương Nghị Vân 10 đạo thần lực đánh sâu vào trong người, một người tiếp một người kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới một tiếng, trực tiếp bạo thành 10 đoàn huyết vụ. Dương Mỗ Nhân cả người chấn động, nháy mắt hạ gục 10 đại thần chủ, như sát con kiến. Không cần tốn nhiều sức, Phong gia tu luyện vô số năm tháng tộc lão hóa thành huyết phụ. Hắn không có chút nào không đành lòng chi tâm, bởi vì đã cho bọn họ cơ hội, nhưng Phong Bá Văn lại là lựa chọn lừa gạt hắn. Trọng điểm là hắn nghe được Phong Bá Văn cùng lão mười truyền âm đối thoại, xác nhận Độc Cô Vô Tình thật là bị Phong người nhà chảo vào nơi này, cư nhiên là hiến cho Phong gia cái gì chó má đệ nhất thúc lão luyện công chi dùng. Lấy hắn nữ nhân tu luyện lô đỉnh, Phong gia vận số đến cùng. Nháy mắt hạ gục là cái Phong người nhà, Dương Mỗ Nhân trong lòng tức giận chút nào không giảm. Nghe được một tiếng già nua bạo nộ tiếng động. Hắn cười lạnh tự nói, tới vừa lúc. Chỉ chớp mắt đầu tiên là thiên địa tối sầm lại là một con tre trời thật lớn bàn tay, đối với Dương Nghị Vân từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trực tiếp đem Dương Nghị Vân một chưởng vỗ vào phía dưới. Đại địa chấn động, bụi đất phi dương. Ngay sau đó thật lớn bàn tay tu biến mất, phía chân trời phía trên xuất hiện ba gã đầu tóc hoa dâm lão giả. Đứng ở nơi xa song ảnh thần đế nhịn không được nhỏ giọng hỏi Ngọc Lả Lướt nói, sinh mệnh pháp thần, thần tôn hắn. Yên tâm, công kích như vậy lại đến một vạn thứ, cũng thương không đến thần tôn một cây tóc, Phong gia muốn xong đời, chúng ta xem diễn liền hảo. Hiểu biết Dương Nghị Vân là cái gì thực lực Ngọc Lả Lướt chút nào không thèm để ý, Dương Nghị Vân bị một trưởng trục biến mất. Ngược lại an ủi song ảnh thần đế đừng lo lắng. Quả nhiên, ngay sau đó đột biến liền khởi. Xuất hiện chỉ là Phong gia tam đại thúc lão, là cấp bậc pháp thần. Đương nhiên đối Dương Mỗ Nhân tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Vèo vèo vèo. Ba đạo thần quang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó huyền phù ở nửa ngày chống không tam đại pháp thần, đều là cả người chấn động. A. Ô. A. Lại là sắc mặt đỏ bừng lên. Đôi tay đặt ở chính mình trên cổ. Nhìn qua tựa hồ là vô hình bên trong bị người bóp lấy cổ. Hô hô! Dương Nghị Vân nơi tại chỗ một trận gió to thổi qua, tại chỗ xuất hiện Dương Nghị Vân thân ảnh. Lông tóc vô thương. Quả nhiên là một cây tóc cũng chưa rớt đạt bộ dáng. Người xem, ta liền nói không có việc gì đi Ngọc Lả Lướt đối song ảnh thần đế nói. Thần tôn vô thượng tu vi thông huyền, song ảnh thần đế phát ra từ nội tâm cảm thán. Trở tay gian nháy mắt hạ gục 10 đại thần chủ, ngạnh sinh sinh ăn một trường, không chỉ có lông tóc vô thương, còn ở trong nháy mắt không biết dùng cái gì thần thông khống chế phía chân trời thượng ba gã lão giả. Song ảnh thần đế cầm lòng không đậu nuốt khẩu nước miếng hỏi Ngọc Lả Lướt nói, xin hỏi sinh mệnh pháp thần, phía chân trời phía trên kia ba cái lão giả là cái gì tu vi? Cứ việc Ngọc Lả Lướt hiện tại đã là thiên đạo cảnh tu vi, nhưng song ảnh thần đế vẫn là thói quen xưng hô nàng nguyên lai tên. Sinh mệnh pháp thần, thói quen. Ngọc Lả Lướt nhưng thật ra không thèm để ý hư danh,
mở miệng nói, tam tôn pháp thần, một tôn thượng vị pháp thần, hai cái là trung vị pháp thần. Song ảnh thần đế sợ ngây người. Nói lắp nói, pháp thần a. Song ảnh thần đế bao gồm vân môn thần cảnh rất nhiều người, kỳ thật cũng không biết, lúc này đây Dương Nghị Vân trở về tu vi đạt tới cái gì cảnh giới, chỉ là nhớ rõ năm đó Dương Nghị Vân cùng với Lanh Canh bọn họ từ Vĩnh Hằng thần giới trở về thời điểm, tu vi bước vào thiên đạo cảnh giới. Hiện tại xem ra lại đạt tới một cái tân độ cao. Tam đại cấp bậc pháp thần tồn tại, đều không có nhìn đến Dương Nghị Vân như thế nào động, đã bị như ngừng lại trên bầu trời. Vị này thần tôn vô thượng rốt cuộc là cỡ nào cường đại a? Không nói đến song ảnh thần đế nội tâm đối Dương Nghị Vân kinh ngạc cảm thán, chính là không trung phong ra tam đại pháp thần cũng đều tràn ngập hoảng sợ, bọn họ vốn tưởng rằng tương lai người vi phạm một cái tát chụp bất tử, cũng muốn trọng thương. Ai biết căn bản liền không có thương đến nhân ra một sợi lông. Vừa mới bọn họ ba cái nhưng đều nhận được phong bá văn đưa tin, trước tiên liền đuổi lại đây. Còn là chậm một bước, cách thật xa liền thấy 10 đại tộc lão hóa thành 10 đoàn huyết phụ, làm ba người vừa kinh vừa giận. Không nghĩ nhiều đối phương có thể có cường đại, hiện tại xem ra bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ đối phương thực lực. Tiền căn hậu quả bọn họ cũng đều biết, nhân một nữ nhân dựng lên. Giờ phút này bọn họ ba cái biết đều không phải đối thủ, chỉ có thể chờ gia chủ cùng đệ nhất thúc lão cùng đệ nhị thúc lão ra tới mới được. Chỉ có bọn họ ba cái là thiên đạo cảnh giới cùng thiên đạo quy tắc trình tự cường giả, có lẽ mới có thể trấn áp cái này đầu bạc thanh niên đi. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, đạp hư mà đi. Đi bước một tới rồi phong ra tam đại pharaoh trước người, mở miệng nói, các ngươi phong ra xem ra thật đúng là không có gì người tốt, đến bây giờ gia chủ đều không lộ mặt, nếu như thế vậy đi tìm chết đi. Phất tay chi gian Dương Nghị Vân lại đem phong ra tam đại pháp thần chém giết. Hắn hiện tại là thật động sát nghiệp. Trước sau hai lần, phong người nhà nhảy ra cao thủ một đợt so với một đợt tu vi cao, nhưng chính là không có người ta nói một tiếng hỏi một tiếng đạo lý, thoạt nhìn là quyết tâm chết không thừa nhận bắt độc cô vô tình. Như thế vậy động thủ diệt phong ra đi. Các ngươi không nói đạo lý, ta hà tất cho các ngươi cơ hội. Không chung nhiều tán đoàn huyết phụ lúc sau, Dương Nghị Vân một bước bán ra đi, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại là nhưng trực tiếp xuất hiện ở nơi xa một tòa cung điện trên quảng trường. Lúc này hắn mới dừng lại. Bởi vì đại điện trước cửa xuất hiện ba người. Này ba người mới là chân chính phong gia cường giả. Dương Nghị Vân ngắm liếc mắt một cái, trung gian cầm đầu trung niên nhân tu vi mạnh nhất là cái thiên đạo quy tắc nhị trọng, bên trái một người lão giả diện mạo âm trầm là cái thiên đạo quy tắc một trọng, bên phải chính là trung niên nữ nhân còn lại là thiên đạo cảnh giới lúc đầu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới một cái phong ở nhà nhiên tồn tại ba cái thiên đạo cấp bậc cường giả. Thật đúng là vượt quá hắn tưởng tượng. Đối với thần giới này đó cổ xưa gia tộc cùng truyền thừa đã lâu thế lực, hắn cảm thấy hắn đến một lần nữa nhận chi. Như gió ra như vậy chính là phi thăng nhất tộc, nhưng đối bọn họ lại là cổ xưa xa xăm phi thăng nhất tộc, càng hy vọng người khác xưng hô bọn họ vì thần tộc, cùng Phục Hy thần hoàng giống nhau. Thiên tộc ở thần giới thế đại, nhưng đều cổ thần tộc lại là có tương đối bao dung không gian. Sở nhằm vào lại là trước kỷ nguyên thời đại tồn tại phi thăng nhất tộc. Đương nhiên trái lại đem, mặc kệ là phi thăng nhất tộc vẫn là thiên tộc 33 thiên điện thế lực, kỳ thật đều xem như trước kỷ nguyên thời đại thế lực, ở toàn bộ thần giới tới nói là thuộc về tân thế lực, hoặc là chỉnh thể tới nói, chính là đế tôn cùng càn khôn thần tôn chi gian mâu thuẫn. Này hai người phân biệt đại biểu trước kỷ nguyên thời đại. Đều là lãnh tụ nhân vật, cho nên mặt sau mới bạo phát thiên tộc cùng phi thân nhất tộc đại mâu thuẫn, thế cho nên lan đến gần toàn bộ thần giới đàn tộc thế lực. Bất quá cổ xưa thần tộc cùng cổ xưa thiên tộc thế lực không sai biệt nhiều. Như thiên tộc chung cũng có không điểu đế tôn nơi 33 thiên điện thế lực, màu thần nương nương chính là điển hình. Nhưng là cổ xưa trong thần tộc trước mắt xem ra, chỉ có Phục Hy thần hoàng là duy trì càn khôn thần tôn, mặt khác giống như Dương Nghị Vân thật đúng là không nghe nói. Hôm nay toát ra một cái phong ra, cư nhiên có tam đại thiên đạo trở lên cường giả, làm Dương Nghị Vân một lần nữa nhận thức cổ xưa thần tộc. Trong lòng nghĩ đến thoạt nhìn, thần giới này một sạp thủy thâm đâu. Về sau vạn sự phải cẩn thận mới được. Liền ở hắn đánh giá đại điện tiền tam người thời điểm, ba người cũng ở đánh giá hắn. Ước chừng cũng chính là một phút yên lặng lúc sau, Dương Nghị Vân thấy trung gian người nọ mở miệng. Xin hỏi đạo huynh chính là càn khôn thần điện thần tôn vô thượng Dương Nghị Vân. Đối phương một mở miệng Dương Nghị Vân liền sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương cư nhiên biết chính mình. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng cũng bình thường,
tưởng này đó gia tộc tất nhiên đều có chính mình mạng lưới tình báo, hắn ở thần giới cùng 33 thiên điện nháo ra như vậy đại động tĩnh, liền tính là chưa thấy qua hắn chân nhân, nhưng hắn một đầu tóc bạc chính là tiêu chí, nhân gia ti a chính mình không khó. Nhếch miệng Dương Nghị Vân mở miệng nói, là, bất quá Càn Khôn thần điện hiện tại sửa tên, kêu Vân Môn thần cảnh. Hắn há mồm liền thừa nhận. Một cái thiên đạo quy tắc nhị trọng hắn còn không bỏ ở trong mắt. Tại hạ Phong gia gia chủ Phong Nứt, hai vị này là ta Phong gia túc lão Phong Trần, Phong Nguyệt, hôm nay việc Phong mỗ đã biết được, đối với Phong gia mạo phạm thần tôn bằng hữu việc, Phong mỗ cảm giác sâu sắc xin lỗi, lại lần nữa hướng thần tôn xin lỗi. Dứt lời Phong Nứt cư nhiên thật đúng là liền thật sâu khom lưng. Như thế Dương Nghị Vân không nghĩ tới. Lại là không mở miệng, hắn muốn nhìn vị này Phong gia gia chủ như thế nào xử lý chuyện này. Ngay sau đó Phong Nứt tiếp tục nói, Phong gia phía dưới người không hiểu chuyện, cũng không biết vị nào cô nương là thần tôn bằng hữu, Phong mỗ này liền làm người đem vị nào cô nương đưa tới, thần tôn yên tâm nàng không có chút nào bị thương. Mặt khác Phong gia nguyện ý dâng lên hậu lễ, cấp thần tôn bằng hữu nhận lỗi, như thế ta Phong gia cùng Càn Khôn thần điện Nga không phải Vân Môn thần cảnh cũng ngày xưa vô thù, việc này có không giải quá. Dương Nghị Vân nghe Phong Nứt nói xong, cười lạnh một tiếng nói, người Phong gia chảo vị kia cô nương là thê tử của ta ngươi nói có không quá. Dương Nghị Vân lời này vừa nói ra, nháy mắt tẻ ngắt. Phong Nứt nghe Dương Nghị Vân nói xong, sắc mặt tức khắc cứng đờ, muốn thật là Dương Nghị Vân thê tử nói, chuyện này thật đúng là liền khó làm. Đối với Dương Nghị Vân cái này mấy năm nay ở thần giới tranh luận pha đại người, Phong Nứt tự nhiên biết, Càn Khôn thần tôn truyền nhân, càng là được đến Càn Khôn thần điện những cái đó di lưu thần linh nguyện trung thành. Xưng là Càn Khôn thần điện thế giới tân chúa tể. Thiên tộc 33 thiên điện liên tiếp phái người đuổi giết Dương Nghị Vân, nhưng đều bị hắn phản sát, ngược lại đi đến cuối cùng. Như thế nhân vật thật sự không phải tiểu nhân vật. Lần này sự kiện hắn là không biết, nhưng hiểu biết lúc sau cũng biết thật là hắn Phong gia sai, bởi vì bên người đệ nhất túc lão Phong Trần đúng là phương diện này có miệt mài theo đuổi. Nhưng sự tình đã xuất hiện, Phong Nứt không muốn cùng Dương Nghị Vân là địch, nguyên bản nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân một câu thê tử ra tới, chuyện này thoạt nhìn là không thể thiện. Tiểu tử đừng không biết điều, người giết chúng ta 10 đại trưởng lão, tam đại pháp thần túc lão, chúng ta đem ngươi nữ nhân còn cho ngươi, hơn nữa dâng lên hậu lễ xin lỗi, chẳng lẽ còn không được. Phong Nứt còn chưa nói lời nói, một bên đương sự Phong Trần nhìn không được mở miệng. Cái này Phong Nứt trong lòng lột bột một chút, muốn chuyện xấu a. Phong Trần lời này vừa ra tới, chẳng khác nào không bậc thang cấp Dương Nghị Vân. Nhưng nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy, thu không trở lại, còn nữa Phong Nứt nghe tới, Phong Trần lời này cũng không tật xấu, đích xác nên có tư thái hắn đều cho Dương Nghị Vân. Mặt khác, Phong gia bắt người Dương Nghị Vân nữ nhân, này đích xác có sai trước đây. Nhưng là cũng không đem người Dương Nghị Vân nữ nhân thế nào, đương nhiên thời gian không có tới đến cấp, nếu là ở vãn một chút, sợ là đã sớm bị Phong Trần cấp tai họa. Hơn nữa đích xác Dương Nghị Vân giết hắn Phong gia 13 người, hơn nữa tất cả đều là quan trọng cao tầng, là trung tâm nhân vật. Này đối bất luận cái gì một cái gia tộc tới nói đều là rất nghiêm trọng sự, nhưng Dương Nghị Vân không phải cái tầm thường nhân vật. Phong gia thật là truyền thừa đã lâu cổ xưa gia tộc, nhưng Phong Nứt rõ ràng hơn, Càn Khôn thần tôn Càn Khôn thần điện đại biểu cho cái gì. Mà Dương Nghị Vân cũng không phải là hắn một người, sau lưng đại biểu có thể một cái quái vật khổng lồ thế lực. Tưởng một sự nhịn chín sự lành, lúc này thoạt nhìn là không được. Cũng thế, Phong Nứt trong lòng có quyết đoán. Hắn cũng đều không phải là sợ hãi người, thân là Phong gia gia chủ, nếu là không điểm quyết đoán cũng không xứng đương gia chủ. Một nhà chi chủ đầu tiên muốn bao che cho con, mặc kệ Phong Trần chuyện này có hay không tội sai, hắn đều phải giữ gìn. Lại nói cũng không phải Phong Trần bản nhân chảo hắn Dương Nghị Vân nữ nhân, là phía dưới người chảo. Thật muốn là Dương Nghị Vân như cũ trở mặt, kia hắn Phong Nứt cũng không sợ, ngay từ đầu hướng Dương Nghị Vân chịu thua nhận sai, là xuất phát từ đối Càn Khôn thần tôn thế lực suy xét, đối mặt Dương Nghị Vân, ở Phong Nứt trong mắt cũng chính là một cái thiên đạo quy tắc một trọng tu vi mà thôi, hắn Phong Nứt còn lại là thiên đạo quy tắc nhị trọng, còn có bên cạnh Phong Trần cũng là thiên đạo quy tắc một trọng, Phong Nguyệt hơi yếu nhưng cũng là thiên đạo cảnh giới. Hơn nữa nơi này là hắn Phong gia hang ổ, là gió lốc trung tâm nơi. Hắn có thể khống chế gió lốc chi lực vì mình dùng, thật đúng là không sợ Dương Nghị Vân. Nghĩ như thế Phong Nứt nheo lại đôi mắt.
Dương Nghị Vân nghe được Phong Nứt bên người người nọ mang theo cuồng ngạo nói chuyện thanh, lại là nở nụ cười, ha ha ha, hảo một cái Phong gia. Dừng một chút ngữ khí vừa chuyển, lạnh giọng nói, đừng nói ta Dương Nghị Vân không nói lý, cho các ngươi một cái cơ hội, ta biết các ngươi Phong gia có cái trưởng lão chuyên môn chảo nữ nhân tu luyện tà công, đem hắn giết, việc này liền kết quả, nếu không thần tôn như thế nào. Phong Nứt trên mặt rộng lượng biến mất, lại mà đại chi chính là đầy mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng. Dương Nghị Vân nhìn Phong Nứt, giờ phút này hắn biết Phong Nứt đánh gãy hắn nói cũng đã làm ra cùng hắn hoàn toàn xé rách ra mặt quyết định, như thế chính hợp hắn ý, bắt hắn nữ nhân muốn tu luyện tà công, nếu không phải tìm tới môn tới, hậu quả không dám tưởng tượng, hiện giờ liền tưởng khinh phiêu phiêu một câu nhận lỗi bóc qua đi, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Hắn Dương Nghị Vân nữ nhân liền như vậy hảo trảo. Nhìn chằm chằm Phong Nứt, Dương Nghị Vân gần từng chữ, nếu không ta cho các ngươi Phong gia hôm nay biến mất ở thần giới. Làm can, tiểu tử lão phu chính là ngươi trong miệng theo như lời tu luyện tà công người, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh làm ta Phong gia biến mất, lão phu trước làm ngươi biến mất. Phong Trần đầu tiên giận dữ, bỗng nhiên nhảy dựng lên thẳng đến Dương Nghị Vân ra tay. Gió bão diệt sát, ầm ầm ầm. Phong Trần một kích mà ra, xuất hiện ở Dương Nghị Vân đỉnh đầu, lại là đối với Dương Nghị Vân đánh ra một trường, bốn phía thiên địa cuồng phong gào thét, từng đạo hắc khí từ trong thân thể hắn bùng nổ mà ra, cuốn tịch Dương Nghị Vân. Hơi thở không tồi, đủ tà ác, nhưng còn chưa đủ xem. Dương Nghị Vân đối mặt Phong Trần một kích, lại là chút nào không hoảng hốt, còn không quên mở miệng đánh giá một câu, ở hắn cảm thụ chúng gió Trần một kích mà ra, lực lượng pha đại, hơi thở chung mang theo hủ bại tà ác chi lực. Nhưng ở trong mắt hắn cũng chính là như vậy hồi sự. Đồng dạng là thiên đạo quy tắc một trọng, hắn năm đó không có bước vào quy tắc giai đoạn, là có thể chiến đấu quy tắc, huống chi hiện tại hắn bước vào thiên đạo quy tắc một trọng tu vi. Một cái thiên đạo quy tắc một trọng Phong Trần với hắn mà nói chính là nhảy nhót vai hề mà thôi. Ở Phong Trần đã sắp dừng ở hắn trên đầu 3 mét khoảng cách thời điểm, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười lạnh, trong giây lát ra tay, bắt tay thành quyền. Đối với Phong Trần công kích chính là một quyền mà ra. Cấp lão tử phá. Một tiếng trầm thấp dựng lên, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ra quyền, quyền đều phía trên thần lực thoáng hiện, sau lưng Phong Vân cánh chim quang mang đại tác, trong cơ thể thần lực cùng hơn nữa Phong Vân chi lực, một đấm xuất ra đi hóa thành cối xay đại. Oanh bằng. A phốc. Phong Trần một kích hắc khí ở Dương Nghị Vân này một quyền dưới, một chút bị tách ra, dự uy không giảm trực tiếp dừng ở Phong Trần trên người. Đối phó Phong Trần Dương Nghị Vân căn bản liền không cần mặt khác, trực tiếp thần lực thúc giục hơn nữa một bộ phận Phong Vân chi lực phụ trợ, hóa thành tốc độ, trực tiếp là có thể xử lý hắn. Quả nhiên, ngay sau đó Phong Trần kêu thảm thiết một tiếng, ở giữa không trung hộc máu bay ngược trở về. Phong Trần, cường giả xuất kích, ngay lập tức tới. Trong sân biến hóa nháy mắt liền kết thúc. Nguyên bản còn nghĩ quan sát một chút Dương Nghị Vân thủ đoạn Phong Nứt nhìn đến Phong Trần ra tay. Hắn đứng ở đại điện chi môn không nhúc nhích, tưởng quan sát một chút Dương Nghị Vân, trong lòng nghĩ đệ nhất túc lão Phong Trần cùng Dương Nghị Vân đều là thiên đạo quy tắc một trọng, hẳn là chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng chỉ chớp mắt liền nhìn đến Dương Nghị Vân chỉ là tùy ý một quyền bùng nổ, Phong Trần liền kêu thảm thiết hộc máu bay ngược trở về, Phong Nứt vội vàng ra tay đem Phong Trần duỗi tay tiếp được, lại là phát hiện Phong Trần một thân tu vi đã tẫn hủy. Giờ khắc này Phong Nứt mới biết được, chính mình khinh địch. Hắn cùng Phong Trần đều khinh địch, Dương Nghị Vân thực lực tu vi xa không ngừng mặt ngoài nhìn qua thiên đạo quy tắc một trọng. Một quyền liền dây cùng cảnh giới Phong Trần, bực này thực lực. Phong Nứt trong lòng sông cuộn biển gầm dựng lên. Mà giờ phút này, Dương Nghị Vân còn lại là đi bước một về phía trước mà đến, liền đi liền nói, kế tiếp đến phiên ta ra tay, cấp mặt không biết xấu hổ, xứng đáng các ngươi Phong gia hôm nay biến mất. Dương Nghị Vân là thiệt tình tức giận. Nếu Phong Nứt làm ra lựa chọn, vậy khai xé đi. Dù sao Phong Trần cái này xét đến cùng người, đã bị hắn cấp phế bỏ. Cũng liền không có bất luận cái gì đường sống có thể hòa hoãn. Dương Nghị Vân nhưng thật ra coi thường ngươi, hảo hảo hảo, hôm nay khiến cho bổn tọa diệt ngươi cái này thần tôn. Phong Nứt lạnh giọng vô cùng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng, hắn đem trong lòng ngực Phong Trần giao cho bên người Phong Nguyệt đãi đi xuống, đứng dậy nhìn Dương Nghị Vân trong ánh mắt tràn đầy âm ngoan chi sắc. Vậy đừng làm cho ta thất vọng mới là. Dương Mẫu Nhân cười lạnh, không phải hắn tự đại khinh thường Phong Nứt, mà là hiện tại hắn đích xác có thực lực này. Phong Nứt cũng chính là một cái thiên đạo quy tắc nhị trọng mà thôi, thiên đạo tam trọng hắn đều giết qua.
thủ hạ càng là có thiên đạo năm trọng kim cương, thiên đạo quy tắc trình tự hắn cái gì đều gặp qua. Cuồng vọng, Phong Nứt hừ lạnh chung ra tay. Ở Dương Nghị Vân trong mắt chỉ thấy Phong Nứt đôi tay kết ấn, bỗng nhiên làm ra một cái hai tay duỗi khai thác thiên tư thế, rồi sau đó giống lớn nói, gió lốc căn nguyên, vì Ngô sử dụng, tách ra gió lốc. Nguyên bản chính là thổ hoàng sắc phía chân trời đột nhiên liền tối sầm lại, lại là xuất hiện một cái lốc xoáy. Từ bắt đầu xuất hiện một cái tiểu lốc xoáy, đến sau lại càng ngày càng tới đại, hình thành một cái đường kính vài trăm thước thật lớn cuốn vân lốc xoáy, xoay quanh rớt xuống xuống dưới, thẳng đến Dương Nghị Vân. Mượn dùng này một phương tiểu thế giới gió lốc chi lực sao? Nhưng thật ra có điểm ý tứ, Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời nói thầm lên. Nơi xa Ngọc Lả Lướt cùng Song Ảnh Thần Đế thấy như vậy một màn sau, đều có một ít lo lắng. Chúng ta muốn hỗ trợ sao? Song Ảnh Thần Đế hỏi Ngọc Lả Lướt nói. Ngọc Lả Lướt nhìn hắn một cái nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ sao? Song Ảnh Thần Đế tức khắc nghẹn lời, ngẫm lại cũng là, hắn là không trông cậy vào, gần là một cái tiểu thần đế, bực này cường giả chi gian chiến đấu, với hắn mà nói chính là nhìn lên tồn tại, chạy tới hỗ trợ sợ là chiến đấu vòng còn không thể nào vào được. Sẽ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Có lẽ Ngọc Lả Lướt có thể, nhưng thoạt nhìn nàng không có muốn ra tay chuẩn bị. Cảm nhận được phía chân trời phía trên kia vô cùng thật lớn lốc xoáy chi uy, Song Ảnh Thần Đế đâu cảm giác chính mình có loại thở không nổi cảm giác, tim đập thực mau. Này vẫn là khoảng cách xa xôi nơi, nếu là ở chiến đấu giữa sân, sợ là muốn trực tiếp bị nghiền áp thành tia, à không thể, dù sao hắn là cảm giác phi thường đáng sợ. Giờ phút này như thế nào cho phải, hắn cũng không chú ý. Nhìn thần tôn Dương Nghị Vân một người chiến đấu, bọn họ nhìn, trong lòng cuối cùng là cảm giác không đối vị. Cũng may lúc này, Ngọc Lả Lướt bỗng nhiên nói, cái kia nữ thiên đạo tựa hồ phải về nội điện, đi chúng ta cùng qua đi, đi tìm Độc Cô Vô Tình chúng ta còn có thể làm, xem như hỗ trợ. Nga, đúng đúng đúng, chúng ta đi tìm Vô Tình thần mẫu đi. Song Ảnh Thần Đế lúc này cũng phản ứng lại đây. Hắn cùng Ngọc Lả Lướt không thể giúp Dương Nghị Vân, nhưng có thể đi tìm kiếm Độc Cô Vô Tình. Ngọc Lả Lướt rõ ràng Dương Nghị Vân thủ đoạn, chút nào không lo lắng hắn, nhưng không đại biểu nàng không quan tâm, nàng hai mắt vẫn luôn đều ở đây chung nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Phong gia xuất hiện tam đại cường giả, trừ bỏ Phong Nứt cùng Phong Trần ở ngoài, còn có cái nữ nhân Phong Nguyệt. Phong Nguyệt từ xuất hiện đến liền không có nói chuyện một câu, cũng không có ra tay, lúc này lại là xoay người hướng về trong điện đi đến. Cho nên Ngọc Lả Lướt đem chủ ý lực đặt ở Phong Nguyệt trên người, nhìn đến Phong Nguyệt rời đi, nàng vội vàng tiếp đón Song Ảnh Thần Đế theo đi lên. Ngọc Lả Lướt nghĩ đến một vấn đề, chính là sợ hãi lúc này Phong Nguyệt rời đi là đi tìm Độc Cô Vô Tình, nàng sợ Phong Nguyệt đem Độc Cô Vô Tình mang ra tới, đến lúc đó uy hát yêu ta Dương Nghị Vân, vậy không ổn. Cũng may hiện giờ nàng tu vi cũng là thiên đạo cảnh, cùng Phong Nguyệt giống nhau, đảo cũng không sợ cái gì, trực tiếp mang theo Song Ảnh Thần Đế theo sau. Tiến vào đại điện. Nàng quyết định tìm Độc Cô Vô Tình lại nói, không cho Dương Nghị Vân phân tâm. Đến nỗi Dương Nghị Vân giờ phút này lại là nhìn phía chân trời phía trên tấn mãnh giáng xuống gió lốc lốc xoáy, cẩn thận cảm thụ một chút, thật đúng là có điểm ý tứ. Bực này lực lượng cư nhiên đạt tới thiên đạo quy tắc tam trọng đỉnh uy lực, mà Phong Nứt chỉ là thiên đạo nhị trọng, như thế cư nhiên mượn dùng này một phương tiểu thế giới gió lốc chi lực có thể phát huy ra thiên đạo tam trọng thực lực, đích xác có điểm ý tứ. Chỉ thấy dây tiếp theo Phong Nứt biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện hết sức, hắn hiện thân phía chân trời thượng lốc xoáy gió lốc trung tâm, lại là mở miệng nói, Dương Nghị Vân ngươi thật sự cường đại, nhưng bổn tọa tưởng nói chính là, nơi này là ta Phong gia hang ổ, ở chỗ này bổn tọa thực lực đủ để đạt tới thiên đạo quy tắc tam trọng đỉnh, điều động gió lốc lực lượng, ngươi nhất định phải ngã xuống. Ha ha, thiên đạo tam trọng sao? Dương Nghị Vân trong ánh mắt mang theo vài phần diễn ngược chi ý. Cấp Phong Nứt chính là một cái coi rẻ. Tìm chết. Hô. Phong Nứt giận dữ bỗng nhiên ra tốc vọt xuống dưới, từ trên trời giáng xuống mang theo che trời lốc xoáy gió lốc chi lực, xem tư thế tựa muốn cho Dương Nghị Vân tan xương nát thịt. Ngay lập tức chi gian từ trên trời giáng xuống, vài trăm thước đường kính gió lốc lốc xoáy giống như một đầu cắn nuốt hung thú, đem Dương Nghị Vân cắn nuốt đi vào. Đương nhiên, Dương Nghị Vân vẫn luôn đều đứng ở quảng trường tại chỗ không nhúc nhích. Hắn sao có thể sẽ chờ đợi Phong Nứt đối hắn hạ sát thủ. Liền ở Phong Nứt mang theo gió lốc lốc xoáy cắn nuốt hắn trong nháy mắt. Đông. Một cái chớp mắt chi gian một tiếng du dương tiếng chuông vang lên. Đúng là Dương Nghị Vân hỗn độn tiếng chuông.
Trong nháy mắt công phu, xám xịt lốc xoáy trung kim quang vạn trượng, một chút liền từ gió lốc xoáy trung xuyên thấu mà ra. Thịch thịch thịch. Một tiếng tiếp theo một tiếng hỗn độn tiếng chuông vang lên, thanh chấn toàn bộ phong ra không gian, như ruộng cạn chi lôi. Trước sau chín thanh kết thúc, vài trăm thước đường kính gió lốc xoáy cũng tan thành mây khói. Lấy Dương Nghị Vân hiện tại thực lực, thúc dục hỗn độn trung chín hạ, một tiếng cường đại quá một tiếng, ở trừ bỏ thiên đạo năm trọng cấp bậc thật đúng là không có cái nào giai đoạn, có thể bình yên vô sự. Đường gió lốc xoáy tan đi. Giữa sân Dương Nghị Vân cùng phong nứt thân ảnh xuất hiện. Dương Nghị Vân như cũ đứng ở tại chỗ, hỗn độn trung bao phủ ở hắn đỉnh đầu, mà mười mấy mét ở ngoài, phong nứt lại là nửa quỳ, phi đầu tán phát, thất khiếu đều ở lưu huyết, ngực cũng ở đổ máu. Thực hiển nhiên phong nứt thu được trọng thương. Hoặc là nói, hắn giờ phút này đã là hơi thở mong manh. Ngươi, có không buông tha phong ra những người khác? Phong nứt hai tròng mắt trung sáng rọi đã bắt đầu tan rã, hắn nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hỏi chuyện, trong ánh mắt có như vậy một tia cầu xin. Dương Nghị Vân cường đại, hắn hiện tại mới hiểu được, đáng tiếc đã chậm. Dương Nghị Vân nhìn phong nứt giao giao đầu lại gật gật đầu nói, cái này không gian phong người nhà ta sẽ không lưu, đến nỗi gió lốc thành phong ra ta sẽ không quản. Khụ khụ, chúng ta đây liền đồng quy vu tận đi. Phong nứt ánh mắt điên cuồng, Dương Nghị Vân cái này trả lời tương đương vẫn là diệt toàn bộ phong ra, bởi vì cái này không gian phong người nhà mới là phong ra dòng chính, bên ngoài gió lốc thành phong người nhà, đó là ngoại buộc lại. Dòng chính diệt sạch, lưu lại ngoại hệ có ích lợi gì? Như thế hắn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo liệt mở ra, tức khắc vô số đạo huyết quang xông ra ngoài, dung nhập ở bốn phía trong không khí. Nháy mắt toàn bộ không gian bắt đầu dung chuyển dựng lên, có không gian cái khe xuất hiện. Dương Nghị Vân giao giao đầu nói, hủy diệt cái này không gian tưởng cùng ta đồng quy vu tận, người còn chưa đủ tư cách. Dứt lời Dương Nghị Vân biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại ra xuất hiện ở phong gia đại điện. Chính xác đại điện huyết khí tận trời, hắn thấy được ngọc là lướt cả người là huyết, trong lòng ngực ôm hôn mê độc cô vô tình, toàn bộ đại điện đều là thi thể. Thực hiển nhiên là ngọc là lướt cùng song ảnh thần đế khai sát giới, đem độc cô vô tình từ phong người nhà trong tay cứu ra tới. Này một phương không gian sắp sụp đổ, hắn không kịp nhiều lời, vung tay lên đem ngọc là lướt ba cái thu vào càn khôn hồ nội. Phất tay chi gian mở ra một đạo không gian môn hộ chui vào đi biến mất không thấy. Đến tận đây phong ra xem như từ thần giới hoàn toàn biến mất. Phong nứt muốn dùng kíp nổ gió lốc không gian phương thức cùng Dương Nghị Vân đồng quy vu tận, thật đúng là đối hiện tại Dương mẫu nhân tạo không thành thương tổn. Dương mẫu nhân ở hiểu được chi đạo lần trước nữa đều đã năm đại quy tắc phiên mãn, trở lại thần giới lại có điều ngộ, chẳng sợ hắn đứng ở này một phương tiểu thế giới bất động, kỳ thật cũng thương không đến hắn. Huống chi, hắn cũng sẽ không đợi lát nữa tiểu thế giới sụp đổ lực lượng dừng ở trên người. Chỉ chớp mắt liền đi ra ngoài. Gió lốc thành trên không. Dương Nghị Vân ra tới sau, thấy được toàn bộ gió lốc chi mắt mảnh đất biến mất vô hình, đang ở trong đó rèn luyện giả, một đám đều mộng bức, phát hiện toàn bộ gió lốc thế giới tất cả đều biến mất. Lần này toàn bộ gió lốc thành nổ tung nồi, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua phía dưới, lắc mình rời đi. Gió lốc thành phong ra xem như không có, hắn không biết chính là, lại quá ngàn năm, toàn bộ gió lốc thành cũng trở thành một tòa tử thành. Nguyên nhân rất đơn giản, gió lốc chi mắt là căn bản, gió lốc chi mắt biến mất, cũng chính là ngoài ý muốn tòa thành này mất đi linh hồn, đã không có giá trị, bất tử đều khó. Dương Nghị Vân một cái lắc mình tới rồi ngàn dặm ở ngoài một sơn cốc trung rơi xuống đi. Lại phất tay, đem càn khôn hồ nội, ngọc lả lướt, độc cô vô tình cùng song ảnh thần đế phóng ra. Vân tử, độc cô vô tình đã sớm bị ngọc lả lướt cứu tỉnh, nàng không có gì đại sự, chính là chúng độc hôn mê, đối với ngọc lả lướt cái này thiên đạo cảnh giới đặc biệt vẫn là am hiểu sinh mệnh chi đạo người tới nói cứu cá nhân một bữa ăn sáng. Càn khôn hồ nội thời gian là ngoại giới ngàn lần, Dương Nghị Vân ở bên ngoài thời gian mấy cái canh giờ, nội loại đã qua đi vài thiên. Ngọc lả lướt đối độc cô vô tình giảng thuật Dương Nghị Vân tìm kiếm chuyện của nàng. Cho nên giờ phút này độc cô vô tình tỉnh lại. Nội tâm là vô cùng kích động, người nam nhân này hắn từ địa cầu liền đi theo tới rồi hiện tại, chỉ là lần trước Dương Nghị Vân từ Vĩnh Hằng thần giới trở về, các nàng gặp mặt thời điểm, cảm giác Dương Nghị Vân trên người tản ra cường đại khí tràng, có chút làm người khó có thể tiếp cận, nàng liền cảm thấy có phải hay không Dương Nghị Vân bắt đầu xa cách nàng, xa cách đại gia.
cũng rõ ràng tu luyện chi đạo thái thượng vong tình cách nói, lúc ấy có rất dài một đoạn thời gian trong lòng phi thường khổ sở, vì thế nàng đi ra du lịch tu luyện. Ở Gió Lốc Thành nàng đụng phải một cái phong gia ngoại môn nữ nhân, cho rằng giao cho bằng hữu, thực tín nhiệm nàng, kết quả tiến vào Gió Lốc Chi Mắt Thế Giới thời điểm, đối phương đối nàng xuống tay, muốn đem nàng hiến cho phong gia mưu cái thúc lão tu luyện tà công. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng không nghĩ tới Ngọc Lả Lướt giết ra tới cứu nàng, cũng biết là Dương Nghị Vân tìm lại đây. Độc Cô Vô Tình cái này minh bạch, không phải Dương Nghị Vân xa cách nàng, mà là cùng hắn tu luyện có quan hệ, lại lần nữa nhìn thấy hắn, một tiếng vân tử hô lên tới, nước mắt cuồn cuộn mà xuống nhào vào trong lòng ngực hắn, mấy năm nay ủy khuất cũng tùy theo tiêu tán không còn. Hảo hảo không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Dương Nghị Vân vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Theo ta đi. Ngọc Lả Lướt ánh mắt có điểm hâm mộ, đối với bên người Song Ảnh Thần Đế tiếp đón một tiếng. Ta Song Ảnh Thần Đế không phản ứng lại đây, hắn cùng Ngọc Lả Lướt ở đây chính là đại bóng đèn, đối với Ngọc Lả Lướt kêu to có chút phát ngốc. Nhưng mà đổi lấy chính là Ngọc Lả Lướt một cái sắc bén ánh mắt, thứ này vội vàng cúi đầu, đi theo Ngọc Lả Lướt đi ra sơn cốc. Đồng thời cũng phản ứng lại đây, hắn cùng Ngọc Lả Lướt ở đây chính là quấy rầy thần tôn đại nhân cùng Vô Tình Thần Mẫu tiểu đoàn tụ, vội vàng rời đi. Trong sơn cốc Dương Nghị Vân an ủi hảo Độc Cô Vô Tình, có chút đau lòng nàng, nhìn nàng vẻ mặt phong sương bộ dáng, tu vi đã đạt tới thiên thần đỉnh, sắp bước vào thần quân cảnh giới, liền biết nàng ăn không ít khổ, cũng hạ không ít công, nếu không tu vi không nhanh như vậy. Mà Độc Cô Vô Tình trong lòng đối Dương Nghị Vân khúc mắc cũng mở ra, lại khôi phục đã có điểm lãnh trung mang thứ tính cách. Đây mới là Dương Nghị Vân nhận thức Độc Cô Vô Tình. Ngươi, nếu không trở về đi, Dương Nghị Vân ý tứ là làm Độc Cô Vô Tình phản hồi Vân Môn thần cảnh đi. Mơ tưởng ném xuống a, ngươi đều mang theo Ngọc Lả Lướt, liền không thể mang lên ta, ta không quay về. Độc Cô Vô Tình miệng nhếch lên tới, có điểm tiểu nữ nhi giống nhau ngạo kiều, trừng mắt Dương Nghị Vân. Ách, kia hành đi. Bước tiếp theo ta muốn đi tìm Lục Tuyết Hy cùng Lục Vũ Thư các nàng. Dương Nghị Vân cũng đang nói làm Độc Cô Vô Tình rời đi nói, mang theo nàng cũng không sao, dù sao đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ cần không gặp phải hợp đạo cấp bậc cường giả, thần giới thật đúng là không có gì sợ quá. Này còn kém không nhiều lắm, có biết không nhân gia, mấy năm nay phi thường tưởng ngươi. Chỉ chớp mắt Độc Cô Vô Tình đỏ mặt cúi đầu nói ra trong lòng lời nói. Dương Mẫu Nhân nhìn nàng làm nũng bộ dáng, đỏ rực khuôn mặt, như là thục thấu hồng quả táo, nhịn không được muốn đi cắn một ngụm. Hắn nữ nhân một cái so một cái muốn tiên, phi thăng tới rồi thần giới lúc sau, càng là có thành tựu thần linh độc đáo khí chất, Độc Cô Vô Tình vốn chính là cái loại này nữ thần cấp bậc tồn tại, hiện tại càng là danh xứng với thật, nhìn nàng Dương Mẫu Nhân rốt cuộc nhịn không được, vung tay lên ở hai người tiến vào Càn Khôn Hồ, lái xe khởi động. Ba ngày lúc sau, sơn cốc khẩu, Ngọc Lả Lướt cùng Vô Song Thần Đế, rốt cuộc chờ tới rồi đi ra sơn cốc Dương Nghị Vân cùng Độc Cô Vô Tình. Thần tôn các ngươi nhưng tính ra tới, lại không ra thuộc hạ đều tưởng đi vào tìm các ngươi. Hảo đi. Song Ảnh Thần Đế đã mở miệng. Làm đi theo Dương Nghị Vân phía sau Độc Cô Vô Tình sắc mặt xoát một chút hồng thấu. Mà Dương Nghị Vân còn lại là cái chán hắc tuyến ra tới, ngắm liếc mắt một cái Song Ảnh Thần Đế nói, Song Ảnh A, ngươi có biết hay không cái gì là độc thân cậu cùng sắt thép thẳng nam? Thuộc hạ không biết, Song Ảnh Thần Đế thành thật trả lời, còn có chút nơm nớp lo sợ, hắn cảm giác thần tôn đại nhân xem chính mình ánh mắt có chút không bình thường, không lý do một run run, cả người có chút rét run a. Phốc, lại là Ngọc Lả Lướt không nhịn cười ra tới. Song Ảnh cả đời cũng chưa đi tìm đạo lữ. Khó trách, Dương Mẫu Nhân nói thầm một tiếng. Gặp qua Lả Lướt tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Giờ phút này Độc Cô Vô Tình lại là đi lên trước. Đối với Ngọc Lả Lướt hành lễ cảm tạ. Ngọc Lả Lướt vội vàng nâng nói, ta cũng không có làm cái gì, đừng. Đừng khách khí, nàng kỳ thật có chút trong lòng chột dạ, Độc Cô Vô Tình chính là Dương Mẫu Nhân đứng đắn nữ nhân, mà nàng. Kia một quan còn không có quá đâu. Làm sao dám làm Độc Cô Vô Tình kêu tỉ tỉ. Có chút sợ hãi. Dương Mẫu Nhân cười hắc hắc, đi lên trước lại là không chút khách khí nắm lên Ngọc Lả Lướt tay, một cái tay khác nắm Độc Cô Vô Tình. Đối với Độc Cô Vô Tình nói, Lả Lướt hẳn là kêu tỷ tỷ ngươi mới là. Một câu làm Độc Cô Vô Tình trừng mắt, hung tợn trừng hắn một cái. Mà Ngọc Lả Lướt ngượng ngùng, trên mặt đỏ thấm, trong lòng lại là có như vậy chút vui sướng. Năm đó ở Vĩnh Hằng Thần Giới nàng vì cứu Dương Nghị Vân mà kia gì,
cũng coi như là hắn nữ nhân, nhưng là Dương mẫu nhân chưa từng có ở Vân Môn này đó chính thức nữ nhân trước mặt công khai quá nàng, này liền tương đương là không bất luận cái gì danh phận, trong lòng vẫn là rất mất mát. Nhưng là hiện tại làm trò Độc Cô Vô Tình mặt nói ra, này thuyết minh chính là tán thành, đứng đắn tán thành. Phản ứng lại đây lại là đối với Độc Cô Vô Tình hành lễ miệng xưng, gặp qua Vô Tình tỷ tỷ. Này không quan hệ tu vi cao thấp, đây là Vân Môn Dương gia bên trong truyền thống, Độc Cô Vô Tình các nàng mới là chính thống, ngọc lả lướt muốn bái đỉnh núi. Ở một bên Song Ảnh Thần Đế xem hồ đồ, như thế nào? Hồi sự, ở Song Ảnh Thần Đế trong mắt, ngọc lả lướt mới là đại tỷ mới đúng, bởi vì mặc kệ là tu luyện thời gian vẫn là tu vi cảnh giới thượng, ngọc lả lướt đều là đại tỷ đại, đều là thiên đạo cảnh giới tu vi, càng là càn khôn thần điện không đối hiện tại kêu Vân Môn thần cảnh, nàng là Vân Môn thần cảnh pháp thần chi nhất. Mà Độc Cô Vô Tình mới là thiên thần tu vi, căn bản không có biện pháp đánh đồng, nhưng hiện tại lại là ngọc lả lướt trái lại kêu Độc Cô Vô Tình tỷ tỷ. Đây là một đợt thao tác, làm Song Ảnh Thần Đế thực buồn bực. Ngươi cầm miệng đi. Ngọc lả lướt trực tiếp trừng mắt nhìn Song Ảnh Thần Đế liếc mắt một cái, người sau cổ co rụt lại cũng không dám nữa nói chuyện. Hảo, chúng ta cần phải đi. Dương Nghị Vân cười cười, đối với Song Ảnh Thần Đế cái này Iron Man, hắn vốn định làm hắn hồi Vân Môn thần cảnh, nhưng là ngẫm lại hắn bên người mang theo hai cái đại mỹ nữ, dù sao cũng phải có cái sợ lui hầu hạ mới được, đơn giản khiến cho hắn đi theo đi. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Ngọc lả lướt hỏi. Thần giới Tây Cảnh kho hắc ô lĩnh, Dương Nghị Vân nói. Là tìm Lục tỷ tỷ các nàng sao? Độc Cô Vô Tình hỏi. Dương Nghị Vân điểm điểm, ân, các nàng tỷ muội đều ở hắc ô lĩnh du lịch, chúng ta đi xem. Nói đi là đi, Dương Nghị Vân cùng phái ra đi âm thầm bảo hộ các nàng thủ hạ đều có liên hệ, nhưng thật ra không khó. Phất tay chi gian chính là không gian môn hộ, bước vào đi tái xuất hiện, đã xuất hiện mấy chục vạn dặm ở ngoài. Nơi này chính là hắc ô lĩnh, Độc Cô Vô Tình hỏi. Đúng vậy, có điểm ra ngoài dự kiến. Dương Nghị Vân đánh giá bốn phía hoàn cảnh khai khấu ngươi nói. Tên gọi hắc ô lĩnh, kỳ thật một chút đều cùng hắc ô không dính biên. Hắn là căn cứ thuộc hạ một người thần chủ đưa tin nguyên thần định vị mà đến, xuất hiện nơi ở một chỗ bình thản nơi. Trong tầm mắt là cái hoa thơm chim hót thế giới. Có thể nhìn đến mấy ngàn mét ở ngoài có núi non, hơn nữa là vần quanh tam phương cách cục, bọn họ nơi tựa hồ càng như là một cái đại hẻm núi. Có sơn có thủy, sinh cơ bừng bừng. Đích xác cùng hắc ô không dính biên. Các ngươi ai tới quá nơi này? Dương Nghị Vân hỏi. Mặt khác ba người đều lắc đầu. Bất quá ngọc lả lướt mở miệng nói, nơi này đã xem như phi thăng núi non bên cạnh nơi, ta tuy rằng không có tới quá, nhưng đã từng nghe nói đến nơi này. Nhìn như sinh cơ bừng bừng kỳ thật là hữu hạn, hắc ô lĩnh, sở chỉ chính là hắc ô núi non nếu không sai nói, chúng ta trong tầm mắt nhìn đến núi non chính là hắc ô núi non. Nơi nào thật là không có một ngọn cỏ nơi, lật qua hắc ô núi non chính là phi thăng núi non, lại qua đi chính là thiên tộc địa bàn. Ngọc lả lướt làm thần giới sinh ra thần linh có rất nhiều địa phương tuy rằng không đi qua, nhưng lại nghe quá. Cấp ra Dương Nghị Vân ba người một cái đại khái. Vân Tử Lục tỷ tỷ các nàng thế nào? Độc Cô Vô Tình nhìn không được hỏi, nàng đã trải qua một lần kiếp nạn, nhưng là có chút lo lắng Lục gia tỷ muội. Yên tâm đi, đưa tin trở về thần chủ nói. Các nàng thực hảo, các ngươi từ từ, ta triệu hoán hắn lại đây, mang chúng ta đi tìm các nàng liền hảo. Dương Nghị Vân dứt lời trong tay thần quang chợt lóe xuất hiện một chương đưa tin phù đánh ra một đạo thần lực đi vào. Không trong chốc lát, liền có một đạo thần quang xuất hiện ở đây chung. Lại là một người trung niên nữ tử, nhìn đến Dương Nghị Vân sau khi xuất hiện, nàng vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ Nam Hiên bái kiến thần tôn. Nam Hiên thần chủ vất vả, không cần đa lễ, mau đứng dậy. Dương Nghị Vân phất tay làm Nam Hiên đứng dậy, nàng là lão nhất phái Càn Khôn thần điện thần chủ, Dương Nghị Vân đối những người này kỳ thật vẫn là đều cho rất lớn tôn trọng. Cho dù là lần trước Cư Viêm thần chủ thủ hạ khi dễ Triệu Nam, hắn cũng chỉ là khiển trách Cư Viêm diện bích tư quá, cũng không có cái gì thực chất tính khiển trách. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng này đó thần chủ đều là nội tâm đối Càn Khôn thần tôn phi thường có tín ngưỡng người, nói cách khác đều thực trung tâm. Đối này đó lão nhân nên có tôn trọng nhất định phải có. Tu vi đạt tới thần đế thần chủ này đó giai đoạn thần linh, mới là một cái tông môn đạo thống trung gian lực lượng, dạy dỗ đệ tử môn nhân, rời núi trải qua nguy hiểm, tìm kiếm tài nguyên từ từ, tất cả đều là trung gian lực lượng ở làm. Mà pháp thần, lại hướng lên trên thiên đạo cấp bậc,
kia thật đúng là lông phượng sừng lân tồn tại, thực hiếm lạ, 10 vạn thần linh bên trong khả năng ra không được một cái pháp thần, 100 vạn ra không được một tôn thiên đạo đều bình thường. Dù sao xuất hiện thần đế thần chủ là đại đại có hy vọng. Dương Nghị Vân còn trông cậy vào này đó thần chủ thần đế dạy dỗ vân môn thần cảnh đệ tử, tự nhiên sẽ đối những người này hẳn là có tôn trọng. Lần này phái ra đại lượng thần đế thần chủ đi dựa theo bảo hộ hắn tại hạ giới phi thăng mà đến thân nhân đệ tử từ từ kỳ thật Dương Mỗ Nhân cùng này đó thần đế thần chủ một lần giao lưu cơ hội. Là nói cho bọn họ, nhìn xem ta đối với các ngươi nhiều coi trọng, cho các ngươi đi ra ngoài bảo hộ người đều là người nào. Hắn tin tưởng có thể tu luyện đến thần đế thần chủ cấp bậc người đều không ngu ngốc. Có thể minh bạch này trong đó thâm ý. Nam Hiên tự mình bị Dương Nghị Vân nâng dậy, nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, đích xác có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ thần tôn vô thượng. Ở Nam Hiên trong lòng đối Dương Nghị Vân vị này càn khôn thần tôn truyền nhân, kỳ thật từ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng không có nhiều cảm mạo, bởi vì năm đó Dương Nghị Vân là đi theo Lôi Đình tôn giả thỏ ra tiến đến. Là thỏ ra lực đính Dương Nghị Vân xưng là càn khôn thần điện chi chủ, tuyên bố Dương Nghị Vân trở thành tân một thế hệ thần tôn vô thượng. Năm đó Dương Nghị Vân thần vương tu vi đều không đến, tất cả mọi người là xem ở Lôi Đình tôn giả thỏ ra mặt mũi, mới đã bái tân thần tôn. Đương nhiên về Dương Nghị Vân là càn khôn thần tôn truyền nhân điểm này mọi người đều là tin tưởng, bởi vì cái này nghe đồn vẫn luôn đều tồn tại, mọi người đều nhận. Nhưng tâm lý đối Dương Nghị Vân cũng chính là như vậy hồi sự. Bất quá theo Dương Nghị Vân sau lại đi vĩnh hằng thần giới, đương lại trở về thời điểm, mang theo mười mấy danh thiên đạo trở về, lại sau đó đi ra ngoài, vạn năm nhiều trước chém giết thiên tộc 33 thiên điện 20 danh thiên thánh điện cường giả, làm 30 ngày tam điện mãn thần giới tìm kiếm hắn, lại đến hắn tái xuất hiện thời điểm, tu vi đã bước vào thiên đạo quy tắc, bên người thu phục đế tôn bên người tam đại kim cương lúc sau, Nam Hiên hoàn toàn chịu phục. Đánh tâm nhãn chịu phục. Tin Dương Nghị Vân chính là thiên tuyển chi nhân, chính là tương lai có thể mang theo phi thân nhất tộc đi hướng huy hoàng người. Đương Dương Nghị Vân hạ lệnh phái ra nàng tiến đến bảo hộ hai cái tiểu thiên thần thời điểm, nàng không chút do dự liền tới rồi, bởi vì nàng rất rõ ràng, Dương Nghị Vân làm các nàng rời núi âm thầm bảo hộ người, đều là hắn thân cận nhất người, nói cách khác, đây là thần tôn đại nhân tín nhiệm. Nam Hiên há có không hiểu đạo lý? Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Nói các nàng tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng hỏi Nam Hiên, Lục Tuyết Hy cùng Lục Vũ Thư tình huống. Nam Hiên mở miệng nói, thuộc hạ vẫn luôn đang âm thầm không cùng các nàng đã gặp mặt, các nàng liền ở Hắc Ô lĩnh hạ, mỗi các một đoạn thời gian đều sẽ tiến vào Hắc Ô núi non bên ngoài thám hiểm. Lục Tuyết Hy ở 60 năm trước đột phá tới rồi thần quân cảnh giới, Lục Vũ Thư cũng đạt tới đột phá bên cạnh, khả năng sắp tới sẽ tiến vào Hắc Ô núi non tìm kiếm đột phá cơ hội. Đi thôi, mang chúng ta qua đi tìm các nàng. Cũng là thời điểm trông thấy các nàng. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói chuyện, phía trước về phía trước đi đến. Là, thuộc hạ dẫn đường, Nam Hiên vội vàng đuổi kịp, lại là nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, có chút muốn nói lại thôi. Dương Nghị Vân dư quang thấy được Nam Hiên sắc mặt, cười cười nói, có nói cái gì nói thẳng chính là. Nam Hiên khẽ cắn môi, mở miệng nói, thần tôn ở Lục cô nương bên người có cái nam tử, tựa hồ ở. Ở theo đuổi Lục cô nương trở thành hắn đạo lữ. Nam Hiên lời này một chỗ. Đi ở phía trước Dương Mỗ Nhân tới một cái khẩn cấp phanh lại. Trong không khí độ ấm đều một chút hàng xuống dưới. Vì cái gì không còn sớm đăng báo. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Nam Hiên đôi mắt trừng lớn thanh âm đều phát lạnh. Bùm. Nam Hiên bùm một chút quỳ xuống. Một là bị dọa tới rồi. Nhị là Dương Nghị Vân trên người vô hình chung xuất hiện cường đại uy áp đè ở trên người nàng. Làm nàng một chút sụi lơ. Vội vàng giải thích nói, thần tôn bất giận, thuộc hạ đáng chết, người nó cũng không có đối Lục cô nương có bao nhiêu dây dưa, chỉ là vẫn luôn đi theo, thuộc hạ thấy hắn không có gì quá kích hành vi, liền không đăng báo thần tôn. Hô! Dương Mỗ Nhân phun ra một ngụm chọc khí. Đứng lên mà nói, hắn biết không nên đối Nam Hiên phát hỏa, vừa rồi là không nhịn xuống mà thôi. Nhưng là tin tức này với hắn mà nói rất lớn rất lớn. Phun ra một ngụm chọc khí, Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, nguyên lai nội tâm vẫn là đối với các nàng chấp niệm quá sâu a. Từ năm đó ở địa cầu, đi theo hắn một loại nữ nhân chung, kỳ thật liền thuộc về Lục gia tỷ muội hắn là không có nói nạp vào tỷ muội vòng, bởi vì trung gian từng có một đoạn thời gian Lục Tuyết Hy biến mất quá, theo đuổi quá nàng đạo của mình. Sau lại tương ngộ tuy rằng đều tìm được rồi,
nhưng Lục Tuyết Hy nội tâm kiêu ngạo không có biểu đạt cái gì, hắn cũng bận về việc tu luyện lại sau lại trực tiếp phi thăng, liền không có này một vụ chuyện này, gần là từng có phu thê chi thật, nhưng không chân chính làm ra quá cái gì danh phận vấn đề, cũng là theo tu luyện tăng lên, đối với này đó phương diện vấn đề xem phai nhạt mà thôi. Chính hắn cũng không nghĩ tới ở đi trêu chọc nhi nữ tình trường. Nhưng hiện tại xem ra, nội tâm lừa bất quá đi, nghe tới Nam Hiên nói có người theo đuổi Lục Tuyết Hy thời điểm, hắn sâu trong nội tâm cảm xúc một chút liền bạo phát. Lẽ ra tu luyện tới rồi hắn cái này trình tự, không nên như vậy dao động đại. Nhưng mà không chỉ có đại, còn rất cường liệt. Này chỉ có thể thuyết minh, ở hắn sâu trong nội tâm, Lục gia tỉ muội như cũ là hắn nghịch lân. Cái này hắn hạ quyết tâm, lần này nhìn thấy các nàng liền cho các nàng một công đạo đi. Hắn nữ nhân, vĩnh viễn là của hắn. Chạm vào giả chết. Đây là Dương mẫu nhân bá đạo. Mặc kệ người khác thấy thế nào, nói như vậy hắn quản không được. Không nghĩ tới cư nhiên có người không biết sống chết đánh hắn nữ nhân chủ ý. Là ở theo đuổi Lục Tuyết Hy đi. Dương Nghị Vân hỏi. Hai cái đều là, Nam Hiên trả lời. Ta mẹ nó, Dương mẫu nhân hết chỗ nói rồi. Hắn đến lúc đó muốn nhìn, ai mẹ nó gan hùm mật gấu. Đối phương tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi lại. Nam Hiên ngẫm lại nói, tựa hồ là quỷ thần ngoại đạo hạng người, thuộc hạ sợ bại lộ, không dám tiếp cận, cụ thể cái gì tu vi, cái gì bối cảnh thật đúng là không rõ ràng lắm. Quỷ thần ngoại đạo, cái quỷ gì? Dương Nghị Vân sửng sốt hỏi. Lúc này Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, thần giới chính thống chính là tu thần, trừ bỏ tu thần đạo ở ngoài mặt khác tu luyện đều có thể thành ở ngoài ngoại đạo, không bị chủ tu thần đạo chính thống tán thành, nhưng cũng là đại đạo, quỷ tu tu chính là nguyên thần, không tu huyết nhục chi thân, nguyên thần hồn lực vô cùng cường đại, bất quá đại đạo về một, cuối cùng đi vẫn là thành thánh đại đạo, kỳ thật đều giống nhau. Mặt khác thần ma, tu luyện ma thần công pháp, còn có một ít đi đường tà đạo từ từ, này đó xem như ngoại đạo quỷ dị. Ngọc Lả Lướt cấp ra kết luận. Thần giới ngoại đạo nhưng hiểu biết nhiều ít, Dương Nghị Vân hỏi Ngọc Lả Lướt. Có mấy nhà thế lực thật đúng là không thể khinh thường, có tọa lạc ở thần giới phương Bắc hoang dã ngoại vực ma thần ma vực, phương Đông cực cảnh quỷ thần thần giới, phương Tây quang minh chư thiên, phương Nam hoàng hôn vực sâu, tứ đại ngoại đạo đều ở chủ lưu thần giới ở ngoài, vô số năm qua lẫn nhau không quấy nhiễu, tự thành hệ thống, bất quá cũng lẫn nhau lui tới, này tứ đại ngoại đạo, lại cũng đều là phi thường cổ xưa tồn tại. Từng người thống ngự kỳ hạ thế giới, đối thần giới tới nói, cũng thực thần bí khó lường. Đương nhiên bọn họ chung quy cùng thần giới chủ tu thiên tộc cùng phi thăng tộc cổ xưa thần tộc có chênh lệch, không dám mạo phạm. Ngọc Lả Lướt nói, Dương Nghị Vân đây là lần đầu tiên nghe được ở chủ tu thần giới ở ngoài, còn tồn tại tứ đại ngoại đạo thế lực. Nhịn không được nói, như thế ta có phải hay không có thể lý giải, tam giới chi nhất thiên giới, cũng chính là thần giới, chân chính thế lực lớn chúa tể giả lực lượng. Có thể chia làm là thiên tộc, phi thăng nhất tộc, cổ xưa thần tộc, cùng với tứ đại lưu lạc ở chủ tu thần giới tứ phương ngoại đạo thế lực, công kích bảy đại cổ thế lực. Mà trong đó chúng ta phi thăng nhất tộc cùng cổ xưa thần tộc trước mặt xem như một phương, thiên tộc vì một phương. Tứ đại ngoại đạo thế lực vì một phương. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, người trước người nói đúng, ta phi thăng nhất tộc cùng cổ xưa thần tộc ở đối ngoại thời điểm cũng đã xem như một phương, thiên tộc đế tôn thế đại độc vì một phương. Nhưng là tứ đại ngoại đạo thế lực, trước nay đều là làm theo ý mình, không xem như một phương. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đêm này đó ghi tạc trong lòng, tới rồi hiện tại hắn rốt cuộc xem như đối toàn bộ thần giới cách cục có một cái chỉnh thể hiểu biết. Thần giới to lớn một mặt, cũng theo tứ đại ngoại đạo xuất hiện, ở hắn trong óc hiện ra. Nghe tới đều không phải tầm thường chi đạo. Ngoại đạo cũng là đại đạo, chẳng qua các có tu luyện hệ thống đi. Chuyện này... chờ quay đầu lại ở hào hào hiểu biết đi. Hiện tại hắn lo lắng chính là Lục Tuyết Hy tỉ muội, cư nhiên bị ngoại đạo quỷ thần cấp theo dõi, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá mặc kệ đối phương cái gì địa vị, hắn mới mặc kệ, dám nhớ thương hắn nữ nhân, chán sống. Đi, trước mang ta qua đi lại nói. Dương Nghị Vân làm Nam Hiên tiếp tục dẫn đường. Hắc Ô Lĩnh chỉ là Hắc Ô núi non trong đó một ngọn núi hạ nơi, ở dưới chân núi có cái trấn nhỏ đã kêu Hắc Ô Lĩnh. Mà Hắc Ô Lĩnh Sơn Mạch, lại là một chỗ có độc đáo thần giới sản vật địa phương, nơi này có thần dược thần bảo rất nhiều, nhưng nhất độc đáo chính là có một chúng Hắc Ô, lại là nơi này một bảo. Hắc Ô ở chỗ này quần thể khổng lồ, có vô số tồn tại, lại yêu một loại. Hắc Ô trong cơ thể có Hắc Ô thạch, chất chứa tinh thuần hồn lực, đối nguyên thần tu luyện rất có trợ giúp,
cho nên thần giới thần linh sẽ đến nơi này săn giết hắc ô, đạt được hắc ô thạch. Chẳng qua hắc ô quần thể khổng lồ, toàn bộ núi non liền hắc ô một loại yêu tồn tại, có mạnh có yếu, nhược có thể so với thần nhân, cường đại có thể so với pháp thần, chính là có nghe đồn hắc ô núi non thần chỗ sâu trong còn tồn tại thiên đạo cấp bậc hắc ô yêu. Đa số rèn luyện nhà thám hiểm cũng chỉ là ở hắc ô núi non bên ngoài săn giết, không dám thâm nhập. Quần thể hắc ô yêu công kích, thường thường đều là mấy vạn, thậm chí trăm vạn kế tồn tại, liền tính là thần chủ cấp bậc pháp thần cường giả cũng không dám dễ dàng thâm nhập núi non trêu chọc hắc ô yêu. Dương Nghị Vân vừa đi vừa nghe Nam Hiên giảng thuật, nhưng thật ra đối hắc ô yêu sinh ra hứng thú, có thể tăng lên nguyên thần chi lực, kia cũng thật hiếm có. Trong lòng nghĩ có phải hay không tiến vào hắc ô núi non chỗ sâu trong đi xem. Ngọc Lả Lướt nhìn ra Dương Nghị Vân tâm tư, nhịn không được nói, ngươi nhưng đừng làm bậy, hắc ô núi non chỗ sâu trong tồn tại thiên đạo cấp bậc hắc ô yêu, không phải nghe đồn, chính là ở trước kỷ nguyên lão thần tôn trên đời thời điểm, cũng báo cho quá chúng ta, không cần tùy ý bước vào hắc ô núi non, nơi nào tồn tại đại khủng bố. Nghe Ngọc Lả Lướt trân trọng báo cho, Dương Nghị Vân ngượng ngùng cười, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Thần tôn chúng ta tới rồi. Đúng lúc này Nam Hiên mở miệng nói chuyện, quả nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cái trấn nhỏ. Thoạt nhìn không lớn như vậy một cái trấn nhỏ, thực đơn sơ, chính là nào đó cho đen sắc thạch tài kiến tạo phòng ốc là chủ, rất ít có gác mái cung điện xuất hiện. Dùng Nam Hiên nói, nơi này đại khái cũng chính là 10 vạn nhân số bộ dáng, rất nhiều tiến đến rèn luyện thám hiểm thần linh đều là trực tiếp tiến vào hắc ô lĩnh sơn mạch, hoặc là tự chọn động phủ tản ở phạm vi mấy ngàn dặm nơi. Có số ít người từ ngoài đến sẽ lựa chọn trụ tiến chấn nhỏ, đương nhiên yêu cầu nhất định thần thạch thuê tiếp theo cái có thể tu luyện tiểu viện linh tinh. Lục gia tỷ muội chính là người sau. Dương Mẫu Nhân tuy rằng vẫn luôn bên ngoài rất ít chú ý các nàng, nhưng là ở thần thạch tài nguyên thượng vẫn là không lầm, năm đó đi ra ngoài thời điểm chính là cho các nàng mỗi người đều để lại một bút xa xỉ thần thạch tu luyện tài nguyên. Lựa chọn thuê bằng một tòa tiểu viện, tương đối an toàn, nhưng thật ra không tồi. Ở Nam Hiên dẫn dắt hạ, đoàn người đi vào hạ trấn nhỏ, đi tới bờ sông một tòa tiểu viện trước. Thần tôn các nàng liền ở nơi này, Nam Hiên nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nhìn thoáng qua, nơi này đã xem như trấn nhỏ bên ngoài, bất quá toàn bộ phố hai sườn tất cả đều là tiểu viện, nhưng thật ra thoạt nhìn không tồi. Lục gia tỉ muội cư trú nơi, chính là tam gian nhà tranh mang cái tiểu viện, cảm thụ chung có năng lượng dao động, hiển nhiên là có kết giới bao phủ. Hắn nhìn đến nơi này nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất là an toàn. Thần giới cũng có rất nhiều cao giai thương hội, như vậy địa phương có khả năng chính là nào đó thế lực lớn kiến tạo, đều có bối cảnh tồn tại. Đi gõ cửa đi, Dương Nghị Vân ý bảo Nam Hiên qua đi. Đại môn có tường vây, cũng nhắm chặt. So sánh với Độc Cô Vô Tình tình huống, Lục gia tỷ muội tạm thời là an toàn, như vậy là Nam Hiên trong miệng theo đuổi các nàng cái kia quỷ thần là cái gì tu sĩ. Cũng chưa từng có phân, mà là lấy một loại nho nhã lễ độ tư thái ở tiếp xúc các nàng. Nghe tới tựa hồ vẫn là cái quân tử, nhưng là ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến thần giới có quân tử sao? Chính là cái quỷ mà thôi. Hắn đến lúc đó muốn nhìn, cái này cái gì chó má quỷ thần là cái gì đạo đạo. Lục cô nương thần điện Nam Hiên tiến đến bái phỏng. Bên kia Nam Hiên đã tiến lên gõ cửa. Lục gia tỉ muội là Dương Nghị Vân chưa từng có, ở Vân Môn thông báo nữ nhân. Cho nên ở thần giới lúc sau vẫn là giống nhau, Nam Hiên hô Lục cô nương không kêu cái gì thần mẫu, đảo cũng không thất lễ, đương nhiên hô thần mẫu cũng là có thể. Ong! Một tiếng nổ vang ở trong không khí nhộn nhạo mở ra. Dương Nghị Vân đứng ở Nam Hiên phía sau, rõ ràng cảm nhận được kết giới biến mất. Nghĩ đến là bên trong Lục gia tỷ muội nghe được thanh âm, tiến đến mở cửa. Hắn ánh mắt đặt ở trên cửa lớn, trong lòng anh chờ mong, lần trước rời khỏi sau. Lục Tuyết Hy cũng mang theo Lục Vũ Thư rời đi Vân Môn thần cảnh ra cửa du lịch, mãi cho đến hiện tại, qua đi vạn năm nhiều thời gian. Hắn biết rõ Lục Tuyết Hy vẫn luôn là một cái phi thường có chủ ý người. Từ năm đó ở địa cầu bắt đầu nhìn thấy nàng chính là, phi thăng lúc sau tới rồi thần giới Càn Khôn thần điện trong vòng, hắn vừa đi, không thể thiếu bị những người đó Càn Khôn thần điện môn nhân đệ tử nói xấu, y theo Lục Tuyết Hy tính cách tất nhiên sẽ không bị khinh bỉ, càng sẽ không ngồi mắt ăn bát vàng. Nàng tất nhiên sẽ nghĩ cách tăng lên chính mình tu vi, quả nhiên đi ra ngoài là nàng lựa chọn, Lục Tuyết Hy chạy ra Dương Nghị Vân một chút đều không kỳ quái. Ở Vân Môn trong lịch sử, muốn nói nữ nhân chung ai công lao lớn nhất, không hề nghi ngờ ở Dương Nghị Vân trong lòng là Lục Tuyết Hy,
bởi vì nàng bản thân chính là tu chân giới truyền thừa chạy đến địa cầu người, năm đó bị nhốt ở trong sơn động. Khi đó vẫn là hai tỷ muội công cộng một cái thân thể, không đánh không quen nhau, thu phục các nàng tỷ muội lúc sau, Lục Tuyết Hy liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, giúp nàng làm rất nhiều chuyện, đến sau lại hắn bên người nữ nhân tu luyện thành lập vân môn lúc sau ở trợ giúp đệ tử tu luyện, hắn đều là phủi tay trưởng quầy, tất cả đều là Lục Tuyết Hy một tay ở làm. Lại sau lại nàng cùng Lục Vũ Thư chia lìa, tu luyện nguyên thần chi đạo, có chút cùng loại tán tiên. Nhưng lại cùng tán tiên còn có điểm lại đừng, bất quá nàng thiên phú cùng pháp lực làm trò không thể chê, mặc kệ là ở kia một giới vân môn đều là đảm nhiệm vân môn quan trọng trưởng lão nhân vật. Thẳng đến tới rồi thần giới lúc sau, đại gia một chút tiến vào Càn Khôn thần điện lúc sau, mới kéo ra thật lớn khoảng cách, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, Dương Nghị Vân cũng chưa nghĩ đến hắn phi thăng đến thần giới lúc sau, giải khai Càn Khôn thần tôn truyền nhân thân phận, đụng tới thỏ ra lúc sau kế thừa Càn Khôn thần điện thế giới, thuộc hạ một chút có được hơn 30 vạn Càn Khôn thần tôn lưu lại đệ tử. Kể từ đó vân môn phi thăng đệ tử tới rồi Càn Khôn thần điện lúc sau, chính là tiểu thần nhân cảnh giới, cùng nguyên bản Càn Khôn thần điện đệ tử tu vi cảnh giới thượng quả thực trên trời dưới đất. Tự nhiên không thể ở đảm nhiệm cái gì trưởng lão từ chức vụ. Ngược lại là ở hắn vạn năm trước rời khỏi sau, vân môn đệ tử bị nguyên bản Càn Khôn thần điện thần linh khinh thường, đã chịu một ít xem thường, như thế cũng khó trách đại gia sẽ đi ra ngoài du lịch tu vi. Những việc này nhi, Dương Nghị Vân lần này trở về đụng tới Triệu Nam chịu ủy khuất lúc sau, mới phản ứng lại đây, mọi người đều chịu ủy khuất, cũng là bởi vì này hắn hạ lệnh trực tiếp đem Càn Khôn thần điện thế giới sửa tên vì vân môn thần giới thế giới, chính là không nghĩ làm đi theo hắn mọi người chịu ủy khuất. Tuy rằng tiên giới vân môn phi thăng nhân tu vì nhược, nhưng lại là từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn đánh thiên hạ người, là căn cơ, tự nhiên không thể nhiên bọn họ ở có bất luận cái gì ủy khuất tồn tại. Như thế Dương Nghị Vân ở vân môn thần cảnh trăm năm thời gian bồi mỗi một cái lưu tại vân môn thân nhân bằng hữu đệ tử, dùng trăm năm thời gian hóa giải bọn họ trong lòng ủy khuất, cũng làm cho sở hữu những cái đó Càn Khôn thần điện nguyên bản thần linh xem. Lúc sau lại đi ra tới, tìm kiếm ra tới du lịch người, chính là tưởng bồi thường, muốn hóa giải bọn họ trong lòng kia phân ủy khuất, tự mình tiến đến nói cho bọn họ, ta Dương Nghị Vân không quên đại gia, vân môn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người, đặc biệt là chính mình thân nhân. Kéo kẹt, đại môn từ bên trong mở ra. Trong tầm mắt một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đúng là Lục Vũ Thư. Lục Vũ Thư đầu tiên nhìn đến chính là Nam Hiên. Đối với Nam Hiên nàng tự nhiên biết, là nguyên bản Càn Khôn thần điện lão nhân, càng là một vị thần chủ, nàng ở Càn Khôn thần điện gặp qua, nhưng không có gì giao tế. Vừa rồi nghe được Nam Hiên tự bảo vệ mình ra môn sau, tỷ tỷ Lục Tuyết Hy khiến cho nàng mở cửa. Đối này đó Càn Khôn thần điện lão thần linh, Lục Phú Thư cùng mặt khác phi thăng mà đến vân môn giống nhau đáy lòng, có mâu thuẫn, bởi vì ở Dương Nghị Vân rời đi vân môn lúc sau, các nàng này đó phi thăng đi lên người, không thiếu bị này đó lão thần linh nói ra nói vào. Đây cũng là nàng cùng tỷ tỷ Lục Tuyết Hy đi Càn Khôn thần điện thế giới đi vào ngoại giới rèn luyện tu luyện nguyên nhân. Nói thật các nàng tỷ muội trong lòng rất thương tâm, rất nhiều lần tỷ muội hai cái trong lén lút đều nói, là Dương Nghị Vân từ bỏ các nàng. Lục Phú Thư biết Càn Khôn thần điện này đó lão thần linh đối với các nàng phi thăng mà đến vân môn người là đánh tâm nhãn khinh thường, chỉ là không có ở bên ngoài nói ra mà thôi. Nhưng đại gia trong lòng đều cảm thụ được đến. Một mở cửa nhìn đến Nam Hiên, Lục Phú Thư ngữ khí bình đạm, không ôn không hỏa nói, Nam Hiên thần chủ có cái gì? Hảo đi, mới vừa mở miệng nói chuyện, một câu không nói xong, liền thấy được đứng ở Nam Hiên phía sau Dương Nghị Vân, tức khắc cả người run lên. Theo bản năng hô lên một câu, tiên sinh. Dương Nghị Vân nghe thế một tiếng tiên sinh, trong lòng cũng chết từng trận dao động. Hồi lâu chưa từng nghe qua. Nha đầu. Hắn hô một câu. Tiên sinh, nha đầu, cũng như trước kia xưng hô. Dương Nghị Vân tiến lên một bước đi tới Lục Phú Thư trước mặt, nha đầu này vẫn là như năm đó giống nhau không có gì biến hóa. Như cũ cả người lộ ra một tử ngốc bạch ngọt hơi thở, bất quá đây cũng là nàng đáng yêu địa phương. Nhìn nàng đôi mắt đỏ bừng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Dương Nghị Vân có chút đau lòng. Tiên sinh, Lục Phú Thư bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lại là nói, tiên sinh ngươi có phải hay không không cần chúng ta. Dương Nghị Vân khóc cười ôm nàng an ủi nói, nhà đầu ngốc ai cho ngươi nói. Vĩnh viễn đều không cần có ý nghĩ như vậy, ta vĩnh hằng sẽ không vứt bỏ các ngươi, này không phải tới xem các ngươi sao. Nói chuyện Dương Nghị Vân bắt lấy nàng bả vai lên, vươn tay nhẹ nhàng lau nàng nước mắt.
nói tỷ tỷ ngươi đâu. Lục Phú Thư vẫn là như cũ đơn thuần, Dương Nghị Vân một câu khiến cho nàng vui vẻ lên, hiện tại xem ra tiên sinh cũng không có không cần các nàng. Tỷ tỷ ở bên trong đâu? Lục Phú Thư vội vàng nói. Muội muội, Độc Cô Vô Tình cười tiến lên. Vô Tình tỷ tỷ ngươi như thế nào cũng tới? Lục Phú Thư kinh hỉ nhào hướng Độc Cô Vô Tình, các nàng đều là ở địa cầu cùng nhau đi tới, cảm tình rất thâm hậu, nhìn đến Độc Cô Vô Tình Lục Phú Thư phi thường kinh hỉ. Hảo, các ngươi ôn chuyện đợi lát nữa đi vào rồi nói sau, ta còn ở nơi này đâu. Dương Nghị Vân trêu ghẹo nói chuyện, hắn là hiểu biết này lưỡng nữ nhân, nếu là không nói lời nào, hai người có thể ghé vào cùng nhau nói thượng ba ngày ba đêm, lại nói bên người còn có ngọc lả lướt đâu. Lục Phú Thư lúc này mới có chút ngượng ngùng vòng vòng đầu nói, đúng 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 ta nhưng thật ra quên mất, đại gia mau mời đi vào. Như cũ giống như trước đây có điểm chung nhị, bước nhanh đi vào, trong miệng hô lớn, tỷ tỷ. Tỷ tỷ tiên sinh tới. Nói chuyện chung nhanh như chớp liền chạy đi vào. Cái này làm cho Ngọc Lả Lướt phi thường xấu hổ, bởi vì nàng càng chuẩn bị cùng Lục Phú Thư chào hỏi, nhưng nhà đầu này trực tiếp chạy ra. Lúc trước Vân Môn những người này nàng cũng gặp qua, nhưng lại tu vi chênh lệch thượng quá xa, cũng không có nhiều giao lưu, mà lúc sau nàng liền trực tiếp bế quan tu luyện, càng là không có nhiều tiếp xúc, cũng không hiểu biết lúc ấy này đó nữ nhân đều là Dương Nghị Vân thân cận nhất nữ nhân, hiện tại nàng cũng trở thành Dương Nghị Vân nữ nhân chi nhất, tự nhiên nghĩ muốn gia nhập cái này cái vòng nhỏ hẹp tới, nhưng Lục Phú Thư tựa hồ không thấy được nàng giống nhau trực tiếp chạy ra. Ngọc Lả Lướt vô cùng xấu hổ, sững sờ ở tại chỗ. Mà Dương Mỗ Nhân cũng không có quan sát đến một màn này, cái thứ nhất đi theo Lục Phú Thư phía sau đi vào, hắn trong lòng giờ phút này tưởng nhưng tất cả đều là không ra tới Lục Tuyết Hy. Bên ngoài cửa này đại nói chuyện thanh, hắn tin tưởng Lục Tuyết Hy đã sớm hẳn là phát hiện mới đúng, nhưng lại là không ra tới, này chỉ có thể thuyết minh nàng có cảm xúc. Trong lòng cười khổ, đi vào đại sảnh. Cửa Độc Cô Vô Tình rốt cuộc là cái thận trọng người, thấy được Ngọc Lả Lướt xấu hổ, cười đi lên đi, nắm lấy tay nàng nói. Lả Lướt muội muội không cần để ý, Phú Thư nha đầu vẫn luôn là như vậy tính cách, nàng phi thường đơn thuần. Độc Cô Vô Tình kéo Ngọc Lả Lướt đối thủ hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào, cái này làm cho Ngọc Lả Lướt trong lòng dễ chịu rất nhiều, đương nhiên nàng là tu luyện nhiều năm thần linh, hiện tại càng là thiên đạo cảnh giới tồn tại, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít Lục Phú Thư tính cách, lẽ ra là có thể lý giải. Nhưng nhẹ nhàng hiện tại tình thế bất đồng, nàng cũng là Dương Nghị Vân nữ nhân. Muốn trước biện pháp dung nhập mặt khác tỉ muội, không tránh khỏi trong lòng có chút buồn bực. Cũng may Độc Cô Vô Tình chiếu cố nàng cảm xúc, trong lòng về điểm này buồn bực cũng liền tiêu tán, đối với Độc Cô Vô Tình chủ động kêu nàng cái này đại thiên đạo tu vi tồn tại muội muội, Ngọc Lả Lướt không chỉ có không có sinh khí ngược lại nội tâm cao hứng lên, bởi vì nàng rõ ràng Độc Cô Vô Tình kêu nàng một tiếng muội muội chính là tiếp nhận nàng. Lần này Dương Nghị Vân trở về ở Triệu Nam Hương Sơn khiển trách hai cái thần quân, đem Càn Khôn Thần Điện thế giới sửa tên Vân Môn Thần Cảnh, lại đến tìm kiếm Độc Cô Vô Tình, mãi cho đến vừa mới nhìn thấy Lục Phú Thư, Dương Nghị Vân biểu hiện đều nói cho nàng, mặc kệ là Triệu Nam cùng giờ phút này ở Vân Môn mặt khác nữ nhân, cũng hoặc là Độc Cô Vô Tình vẫn là Lục gia tỷ muội, ở Dương Nghị Vân trong lòng thật sự chiếm cứ trọng yếu phi thường địa vị. Nghĩ như thế Ngọc Lả Lướt trong lòng càng thêm kiên định, muốn cùng này những tu vi cảnh giới thấp nhưng trên thực tế địa vị rất cao các tỷ tỷ làm tốt quan hệ. Trăm triệu không thể bởi vì chính mình là thiên đạo cảnh giới tu vi liền phô trương. Nếu không vô cùng có khả năng chọc giận Dương Nghị Vân. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ một lát đi vào lúc sau, mặc kệ Lục gia tỉ muội như thế nào đối đãi nàng, nàng đều sẽ phóng thấp tư thái. Ngọc Lả Lướt được xưng Lả Lướt chi tâm, không phải đến không. Nàng sau lại cũng biết những cái đó Càn Khôn Thần Điện lão nhân ở Dương Nghị Vân không hề trong lúc, đối Vân Môn phi thăng đi lên người ngầm châm chọc mỉa mai quá. Cho nên nhân ra đối Càn Khôn Thần Điện thần linh trong lòng có mâu thuẫn cũng là hẳn là. Đến nỗi Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế lúc này hoàn toàn liền thành trong suốt người. Nhưng hai người đều xem đến minh bạch, thần tôn đại nhân cùng Lục gia tỷ muội chi gian cùng Độc Cô Vô Tình chi gian đều là có rất thâm hậu tình cảm. Lần đầu tiên các nàng nghe được có người kêu thần tôn đại nhân, tiên sinh cái này xưng hô. Vừa rồi ở Lục Phú Thư mở cửa lúc sau, nhìn thấy Dương Nghị Vân hô lên một tiếng tiên sinh. Thần tôn cảm xúc rõ ràng xuất hiện kích động biến hóa. Cái này chi tiết mặc kệ là Nam Hiên vẫn là Song Ảnh Thần Đế đô quan sát tới rồi, hai người âm thầm líu lưỡi, trong lòng cũng may mắn, vất vả y trước kia không có đối này những cô nãi nãi từng có cái gì châm chọc mỉa mai khinh thường biểu hiện, nếu không chưa chừng sẽ bị thần tôn đại nhân một cái tát chụp chết. Hai người liếc nhau không nói chuyện,
theo đi vào, bọn họ xem như đã nhìn ra, những lời này nữ nhân có một cái tính một cái, nhưng phàm là lần này bị thần tôn đại nhân tự mình tìm kiếm, đều không thể trêu chọc. Trong lòng nghĩ lần này trở về lúc sau, nhất định phải cấp dưới tòa đồ tử đồ tôn nói rõ ràng, công đạo hảo, nhưng phàm là tiên giới vân môn phi thăng tới đều không thể trêu chọc, đặc biệt là nữ nhân. Bọn họ vị này thần tôn là cái phong lưu nhân vật, quỷ biết hắn có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng đừng ngày đó đụng vào họng súng sơn, chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Nghị Vân bước vào phòng khách, thấy được hình bóng quen thuộc. Lục Tuyết Hy một thân màu tím y trang, tóc dài tùy ý chát thành đuôi ngựa, nàng ngẩng đầu lên, bàn làm với đả tọa đệm hương bổ thượng, mở hai mắt nhìn qua. Như cũ quang thải chiếu nhân, tuy rằng vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng, không câu nệ nói cười, nhưng càng thêm có mị lực. Tuyết Hy, Dương mỗ nhân kêu to một tiếng. Giờ phút này Lục Tuyết Hy đứng dậy lại là trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, đi lên đi tới, duỗi khai hai tay, làm ra ôm tư thế. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, vốn dĩ trong lòng còn thấp thỏm, nàng trong lòng sẽ có oán niệm, cái này hảo, có thể xuất hiện gương mặt tươi cười có thể duỗi khai hai tay này thuyết minh nàng không sinh khí. Ha ha một chút, cũng duỗi khai hai tay đón nhận đi, chuẩn bị cấp Lục Tuyết Hy một cái mỹ mỹ ôm, nhưng là... Ngay sau đó Dương mỗ nhân cả người cứng đờ, cười mặt cũng như ngừng lại đương trường. Lại là trong nháy mắt Lục Tuyết Hy trực tiếp vòng qua nàng, trong miệng hô lên, vô tình muội muội. Tuyết Hy tỉ tỉ. Hảo đi. Lục Tuyết Hy gương mặt tươi cười cùng ôm là cho độc cô vô tình. Nhất định là cố ý Dương Nghị Vân tại nội tâm hò hét. Bên cạnh Lục Phú Thư không nhìn xuống phụt một chút cười lên tiếng, chẳng lẽ nhìn đến Dương mỗ nhân ăn mệt. Dương Nghị Vân xấu hổ vô cùng a. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa Lục Phú Thư, lo chính mình đi hướng phòng khách bên kia. Có một trương đại bàn trà, mặt trên một bộ tử sa trà cụ, vừa thấy chính là từ địa cầu mang đến, Lục Phú Thư cùng Lục Tuyết Hy chịu hắn ảnh hưởng lúc trước cũng là thích trà đạo. Nhà đầu đi pha trà. Dương Nghị Vân làm Lục Phú Thư đi pha trà. Lo chính mình ngồi xuống chỉ huy Lục Phú Thư hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Cũng may Lục Phú Thư nha đầu này cấp Dương mỗ nhân mặt mũi, đương nhiên nàng vẫn luôn đều ở Dương Nghị Vân trước mặt là cái dịu ngoan cừu con. Tiên sinh ngươi uống cái gì trà? Tỷ tỷ nơi này có hồng trà, trà xanh, hắc trà, đều là địa cầu mang đến chữ hàng, đương nhiên còn có thần giới phát hiện một loại thần trà phi thường hảo uống, ta đều thích đâu, nếu không cho ngươi thiết một hồ nếm thử. Lục Phú Thư chỉ vào trên bàn một loạt lá trà vại hỏi Dương Nghị Vân. Ta cũng chưa chữ hàng. Các ngươi nhưng thật ra nhiều a. Dương Nghị Vân cười cười hỏi, có bạch trà sao? Liền nói liền bạch trà đi, không có liền thục phổ đi. Có, tỷ tỷ năm đó biết tiên sinh thích uống trà, làm ta tồn tam đại xe tải đâu. Lục Phú Thư nhìn thấy Dương mỗ nhân sau hoạt bát khẩn. Lúc này Lục Tuyết Hy cùng độc cô vô tình đã ôn chuyện xong, lúc sau Lục Tuyết Hy ánh mắt dừng ở Ngọc Lả Lướt trên người, tiến lên chào hỏi, gặp qua Lả Lướt pháp thần. Ngọc Lả Lướt nhìn ra được tới. Lục Tuyết Hy là cái phi thường độc đáo nữ nhân, không nói đến nàng không phải huyết nhục chi thần, là tán thần, có thể đi lạc thần chi đạo giả, không thể nghi ngờ không phải đều có đại nghị lực hạng người. Tán thần là tán tiên tu luyện mà đến, ở tán tiên giai đoạn liền phải trải qua 12 thiên kiếp, mới có thể thành tựu thần đạo, đứng hàng tán thần. Ngang nhau cảnh giới hạ sơ cấp tán thần có thể nháy mắt hạ gục ngang nhau thần nhân, thậm chí là vượt cấp chiến đấu đều không nói chơi. Lục Tuyết Hy hiện tại đã là thần quân trình tự tán thần, phi thần thần giới cũng liền không đến 2 vạn năm mà thôi, nàng cái này tu luyện thiên phú có thể nói phi thường cường hãn. Tiền đồ không thể hạn lượng. Đối với rất nhiều thần linh tới nói, đừng nói không đến 2 vạn năm, chẳng sợ chính là 3 vạn năm thời gian, nhiều nhất cũng chính là từ thần nhân sơ cấp tu luyện sơ cấp thiên thần cảnh giới, liền đã xem như thượng thừa thiên phú. Càng đừng nói là thần quân trình tự. Từ điểm này thượng xem. Lục Tuyết Hy cũng đều không đơn giản. Hơn nữa Lục Tuyết Hy cấp Ngọc Lả Lướt cảm giác, rất có khí chàng, không giống bất luận cái gì một cái Dương Nghị Vân bên người nữ nhân, nhược trí, bình tĩnh, quyết đoán có tính tình, đây là Lục Tuyết Hy cấp Ngọc Lả Lướt cảm giác. Nghiêm khắc tới nói nàng cùng Lục Tuyết Hy là đứng đắn lần đầu tiên gặp mặt, lần trước đi theo Dương Nghị Vân chỉ là thấy quá một mặt, lúc sau nàng liền bế quan. Lần này xem như tiếp xúc gần gũi. Chính thức gặp mặt. Bất quá mặt khác. Lục Tuyết Hy chính là đối Ngọc Lả Lướt không xa lạ, lúc trước phi thăng thần giới thời điểm, lão nhân trời cao tà tiếp dẫn các nàng tiến vào càn khôn thần điện thế giới, các nàng chính là không thiếu nghe Ngọc Lả Lướt đại danh.
Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần chi nhất sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt, chính là Càn Khôn Thần Điện cây trụ chi nhất, càng là duy nhất một cái đi theo Dương Nghị Vân đi Vĩnh Hằng Thần Giới người. Năm đó Dương Nghị Vân từ Vĩnh Hằng Thần Giới trở về thời điểm, Ngọc Lả Lướt cũng là tiến giai thiên đạo cảnh, càng là trở thành cao cao tại thượng thần linh. Chỉ tiếc năm đó đại gia chỉ là đánh quá đối mặt, cũng không có thâm giao. Không thể tưởng được hôm nay Dương Nghị Vân cư nhiên lại một lần cùng Ngọc Lả Lướt xuất hiện. Cái này làm cho Lục Tuyết Hy như suy tư gì. Đối Ngọc Lả Lướt hành lễ kỳ thật cũng là Lục Tuyết Hy một cái thử. Tỷ tỷ chiết sát ta. Ngọc Lả Lướt hiện tại cũng không dám chịu Lục Tuyết Hy đại lễ, không thấy được Lục Tuyết Hy liền Dương Nghị Vân mặt mũi đều không cho sao. Toàn bộ vân môn thần cảnh dám như vậy lượng Dương Nghị Vân nữ nhân, Ngọc Lả Lướt chưa từng thấy mấy cái, Lục Tuyết Hy xem như cái thứ nhất đi. Hơn nữa độc cô vô tình nhìn thấy Lục Tuyết Hy đều phải kêu thượng một tiếng tỷ tỷ, hơn nữa mang theo tôn kính chi ý, Ngọc Lả Lướt liền càng không dám thác lớn, trực tiếp đem chính mình dáng người phóng thấp, trái lại kêu Lục Tuyết Hy tỷ tỷ. Nàng hạ quyết tâm, hôm nay ở Dương Nghị Vân này đó nữ nhân trước mặt, nàng không chượng chính mình tu vi cảnh giới, chính là lấy muội muội thân phận xuất hiện, ai làm nàng nhập Dương gia đại môn muốn so Lục Tuyết Hy các nàng vãn đâu. Nghe được Ngọc Lả Lướt hô tỷ tỷ, kinh sợ đỡ lấy chính mình không có hành lễ, Lục Tuyết Hy trong lòng liền rõ ràng, Ngọc Lả Lướt tuyệt đối là oan gia ở thần giới thu muội muội không thể nghi ngờ. Hào phóng cười, kéo Ngọc Lả Lướt tay nói, ta đây liền thác hô to ngươi một tiếng Lả Lướt muội muội. Lý nên như thế, cảm ơn tỷ tỷ. Ngọc Lả Lướt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lục Tuyết Hy này tính tán thành nàng. Qua đi làm đi. Lục Tuyết Hy ý bảo Ngọc Lả Lướt cùng Độc Cô Vô Tình nhập tòa. Độc Cô Vô Tình cười cười lôi kéo Ngọc Lả Lướt ngồi ở Dương Mẫu Nhân bên tay phải. Ngay sau đó Lục Tuyết Hy xoay người nhìn về phía Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế, hai vị này nhưng đều là tu vi so nàng cao tồn tại, ở Càn Khôn Thần Điện thế giới thời điểm gặp qua, nhưng không đánh quá giao tế, tới đó là khách, Lục Tuyết Hy tại hạ giới vân môn thời điểm chính là trưởng quản quá vân môn thủ tịch trưởng lão, các phương diện đều làm được mọi mặt chu đáo, tự nhiên sẽ không quên hai vị này. Vừa mới muốn gặp lễ. Lại là không nghĩ tới Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế vội vàng khom mình hành lễ, gặp qua Lục cô nương. Tuy rằng đối với Lục Tuyết Hy tỷ muội thân phận thần tôn đại nhân cũng không có ở vân môn thần cảnh công khai quá cái gì, nhưng là Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế đôi mắt chỉ cần không mù lời nói, tự nhiên có thể nhìn ra tới, Lục Tuyết Hy nữ nhân này, ở thần tôn trong lòng địa vị sợ là muốn so Độc Cô Vô Tình các nàng đều phải trọng. Làm sao dám làm Lục Tuyết Hy cho bọn hắn hai cái hành lễ? Về sau kêu thần mẫu. Dương Mẫu Nhân ra tiếng, đối Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế nói chuyện. Này xem như cấp Lục Tuyết Hy cùng Lục Phủ Thư định ra chính thống danh phận. Những lời này một chỗ, Lục Tuyết Hy cả người đều là chấn động, nàng đợi Dương Mẫu Nhân những lời này vô số năm, năm đó ở tiên giới hắn ứng đối lên trời lộ việc, không để qua, kiêu ngạo như nàng tự nhiên càng sẽ không mở miệng. Tuy rằng Triệu Nam các nàng đã sớm nhận định các nàng tỉ muội địa vị, nhưng chung quy Dương Nghị Vân cái này đương gia nhân chưa nói, không nói không thèm để ý, không đại biểu Lục Tuyết Hy trong lòng không nghĩ. Giờ phút này Dương Nghị Vân rốt cuộc nói ra, Lục Tuyết Hy nội tâm quay cuồng một chút, nhưng lại vẫn duy trì chấn định, nàng nhất quán như thế là Thái Sơn áp đỉnh bất biến sắc trầm ổn. Hiện tại như cũ như thế. Độc Cô Vô Tình cũng là thể Lục gia tỷ muội cao hứng, cái này oan gia rốt cuộc cho Lục tỷ tỷ một công đạo. Đối với Lục Tuyết Hy các nàng sở hữu tỷ muội đánh tâm nhãn đều tôn trọng, có thể nói Lục Tuyết Hy hơn nữa Lục Vũ Thư xem như các nàng tu hành trên đường nửa cái sư phụ, bọn tỷ muội đều tôn kính, đặc biệt là Lục Tuyết Hy. Ở toàn bộ vân môn đều có được uy tín, trừ bỏ chính cung Triệu Nam ở ngoài, Lục Tuyết Hy ở vân môn nói chuyện trước nay đều là một chữ vạn kim, sấm rền gió cuốn. Cũng đích xác đối với các nàng mọi người, đối vân môn có thật lớn cống hiến. Lục Vũ Thư lúc này ở pha trà. Nghe được Dương Nghị Vân một câu về sau kêu thần mẫu, nàng run lên một chút nước trà rơi rụng ra tới, hai tròng mắt chung có oánh oánh có trong suốt. Nhưng lại là cười, nàng ngốc sao? Đương người không phải, nàng ngốc chỉ là đối chính mình thân nhân mà nói. Nàng không nói, tỷ tỷ không đề cập tới, nhưng không đại biểu nàng cũng không bằng nhau tiên sinh những lời này. Hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi. Mà Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế nghe được thần tôn mở miệng, lại cũng phản ứng thực mau. Vừa rồi là không biết như thế nào xác định Lục gia tỷ muội thân phận, chỉ có thể hành khom người lễ, kêu Lục cô nương. Nhưng cái này còn lại là trực tiếp đơn đầu gối quỳ gối, thuộc hạ Nam Hiên, Song Ảnh, bái kiến nhị vị thần mẫu.
lúc này không ôm đùi càng đãi khi nào đâu. Nhị vị mau đứng dậy nhập tòa đi. Lục Tuyết Hy bất động thần sắc đem hai người nâng dậy ý bảo nhập tòa, nàng lúc này mới chuẩn bị ngồi xuống, nhưng mà quay người lại, một chương trác ở đều ngồi đầy, tựa hồ liền Dương Nghị Vân bên trái để lại cùng không vị. Hơi hơi sửng sốt, lại cũng thoải mái hào phóng ngồi qua đi. Bất quá từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa xem Dương Nghị Vân liếc mắt một cái. Cái này làm cho Dương mẫu nhân thực buồn bực, tưởng cùng nàng nói chuyện đi, nàng đều là một bộ người sống chưa tiến bộ dáng, nhìn hắn đều tìm không thấy thiết nhập điểm. Ngẫm lại sau Dương mẫu nhân nâng chung trà lên, đưa cho Lục Tuyết Hy nói ta. Ta nghe nói có người truy các ngươi tỉ muội a. Lúc này ngược lại là Lục Phú Thư sốt ruột, há mồm liền phải giải thích bộ dáng, nhưng Lục Tuyết Hy còn lại là tiếp nhận Dương Nghị Vân trong tay trà, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, ta còn rất thích tên kia. Tính tính thời gian hẳn là mau tới tìm chúng ta, đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi nhận thức tốt không? Lời này vừa nói, Dương mẫu nhân đầy mặt hắc tuyến, cắn răng mở miệng nói, hảo hoa, vừa lúc ta nhìn xem, là cái kia đuôi mù ăn gan hùm mật gấu, dám làm ta tình địch. Chờ xem. Lục Tuyết Hy nhàn nhạt một tiếng, cúi đầu uống trà, chỉ là ai cũng không thấy được, nàng cúi đầu thời điểm lạnh như băng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nga không đúng, là cười trộm. Ngọc Lả Lướt vẫn là trong lòng có khí, dù sao tạm thời không dám trêu chọc nàng. Đương nhiên nói đến cùng không phải Dương Nghị Vân sợ Lục Tuyết Hy, mà là đánh tâm nhãn tôn kính nàng, có thể làm hắn ái nữ nhân rất nhiều, nhưng là có thể làm hắn từ trong lòng kính lại là chỉ có số ít mấy cái, Lục Tuyết Hy đó là một trong số đó. Lúc này là không lời nói tìm lời nói, xả tới rồi chưa từng gặp mặt tình địch trên người. Chỉ có ở phương diện này tương đối khiếm khuyết Lục Phú Thư lại là vẻ mặt sốt ruột. Dương Nghị Vân trong miệng cái kia cái gì tình địch, kỳ thật không phải như vậy hồi sự, nàng tưởng giải thích, nhưng tỉ tỉ một ánh mắt chừng lại đây, nàng không dám nói tiếp nữa. Vô số năm qua nàng đều là nghe tỉ tỉ, đến bây giờ vẫn là giống nhau, nhưng nàng không nghĩ làm tiên sinh có hiểu lầm. Trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không dám mở miệng, nàng tỉ tỉ cường thế nàng là biết đến. Chỉ có đối Lục Phú Thư hiểu biết Độc Cô Vô Tình nhìn ra Lục Phú Thư vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, đi qua đi cười cười nói. Nhà đầu ngốc đừng có gấp, cũng đừng để ý tới, không thấy ra tới là oan gia cùng tỷ tỷ ngươi ở đấu võ mồm a, yên tâm không có việc gì. Chính là Vô Tình tỷ tỷ, là người kia luôn là dây dưa chúng ta, không đúng, chuẩn xác mà nói là dây dưa tỷ tỷ, cùng ta không quan hệ, kỳ thật ta cũng thực chán ghét người kia, nhưng là tỷ tỷ nói cái gì người kia tu luyện phương thức cùng nàng có tương tự chỗ, nàng muốn hiểu biết một chút, cho nên mới cùng người nọ tiếp xúc, ta cùng tỷ tỷ nhưng không có làm đối không tiên sinh sự đâu. Lục Phú Thư trung quy là ở phương diện này thiên chân, toàn bộ liền nói lời nói thật. Hảo hảo hảo, ta biết, chúng ta không nóng nảy, uống trà, không trả bọn họ. Độc Cô Vô Tình lôi kéo Lục Phú Thư ngồi xuống. Dương Nghị Vân nghe được Lục Phú Thư nói chuyện sau, trên mặt hiện lên tươi cười, cứ việc biết lấy Lục Tuyết Hy tính cách là sẽ không làm cái gì khác người việc, nhưng là phía trước như cũ là trong lòng ghen tị, cái này cuối cùng là yên tâm. Nghe tới nguyên lai Lục Tuyết Hy là vì nghiên cứu đối phương tu luyện. Điểm này Dương Nghị Vân đến lúc đó phản ứng lại đây, Lục Tuyết Hy tu luyện bản thân liền cùng những người khác bất đồng, nàng năm đó tiến vào địa cầu gặp nạn, chỉ còn lại có thần hồn, ký túc ở muội muội Lục Phú Thư trong cơ thể, khi đó Lục Tuyết Hy chỉ là nguyên thần trạng thái, kim đan nguyên thần mà thôi, còn không có đạt tới binh giải tu tán tiên điều kiện. Nhưng sau lại là đi rồi cùng loại tán tiên lại không phải chính tông tán tiên lộ, cũng khác nhau với quỷ tu chi đạo. Bất quá như cũ này đây tu nguyên thần là chủ. Nàng lộ vẫn luôn là ở chính mình đi. Ngẫm lại trước nay liền không có giúp đỡ nàng vội. Đối này Dương Nghị Vân còn thật lòng có áy náy. Lúc này nghe được Lục Phú Thư nói Lục Tuyết Hy tiếp xúc cái kia quỷ thần người là vì nghiên cứu tu luyện, chắc là tu luyện thượng gặp khó khăn. Có thể tu luyện đến thần linh trình tự, phương diện này công pháp tất nhiên trở thành trở ngại nàng về phía trước tu luyện khó khăn. Cho nên nàng đi tiếp xúc một người quỷ thần tu luyện giả, cũng liền về tình cảm có thể tha thứ. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, trước kia chỉ lo chính mình một đường về phía trước hướng, thật sự không có quan tâm quá bên người tu luyện tình huống, thật sự là không nên. Những người khác đều hảo thuyết, đều xem như bình thường tu luyện, công pháp chưa bao giờ thiếu, Càn Khôn Thần Điện thế giới có chuyên môn công pháp lâu, chính hắn cũng nghiên cứu ra Càn Khôn đạo chủng công có thể một đường tu luyện mà đi. Nhưng là như Lục Tuyết Hy bực này đặc thù tồn tại, tu luyện công pháp thượng tất nhiên liền đến bình cảnh. Còn có Thu Nhi, Nhi tử Dương Tinh Phó, còn có hắn bốn nhóm mông điểm dẫn dắt quỷ tiên đại quân,
còn có năm đó tại hạ giới bị ma tôn chộp tới bộ Thanh Mai đều xem như đặc thù quỷ tu chi đạo, hắn tựa hồ chưa từng có quan tâm quá các nàng tới rồi thần giới lúc sau tu luyện tình huống. Hôm nay nếu không phải nói lên chuyện này, hắn sợ là đều sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Cũng may hiện tại biết sau, đảo cũng không tính vãn, có thể làm ra đền bù. Bộ Thanh Mai hảo thuyết, liền ở vân môn thần cảnh, không có gì vấn đề lớn, hắn tu quỷ tu công pháp như cũ được không, mông điểm cũng giống nhau, mang theo quỷ tu đại quân ở vân môn thần cảnh mỗ mà bế quan tu luyện, này hai người không thành vấn đề. Thu Nhi liền có chút phiền phức, bị Thỏ Nhi mang đi. Nhi tử Dương Tinh Phó đi chính là thần ma chi đạo, hắn cũng đi ra ngoài du lịch, lần này ra tới mau chân đến xem hắn, đến lúc đó chú ý một chút hắn tu luyện vấn đề, nghĩ đến vấn đề không lớn đi. Trực tiếp nhất chính là Lục Tuyết Hy, nếu đụng phải nàng vấn đề, liền phải trợ giúp hắn giải quyết mới là. Tu luyện công pháp vấn đề. Dương Nghị Vân chính xác hỏi Lục Tuyết Hy. Những lời này có điểm không thể hiểu được, nhưng Lục Tuyết Hy lại là minh bạch, hắn hỏi ý tứ, chính là chính mình vì tu luyện công pháp vấn đề mới cùng hắn trong miệng tình địch tiếp xúc ý tứ. Nhìn đến Dương Mỗ Nhân nghiêm túc bộ dáng, Lục Tuyết Hy không ở có cái gì cảm xúc, ừ một tiếng, không nhiều lời. Dương Nghị Vân cũng không ở hỏi nhiều, hắn rõ ràng Lục Tuyết Hy kiêu ngạo tính tình, là sẽ không chủ động mở miệng tìm người hỗ trợ, nàng chính mình có thể giải quyết sự, chưa bao giờ cầu người. Ngẫm lại trước kia Lục Tuyết Hy vẫn luôn ở đối hắn đối vân môn mọi người trả giá, nhưng hắn lại là không có đi tìm hiểu quá nàng có hay không tu luyện phương diện phiền toái. Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm nói, liền từ lần này bắt đầu đi, nàng không có công pháp liền giúp nàng tìm được. Hai người nói xong nhất thời không nói chuyện. Trong đại sảnh đại gia từng người uống trà. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Lục cô nương Trung Nguyên cầu kiến. Thanh âm có chút âm nhu, nghe liền có chút làm người không thoải mái, nhưng là lại tựa hồ rất bình thường, dù sao là rất khó chịu cái loại này. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, nhìn về phía Lục Tuyết Hy, hắn xem Lục Tuyết Hy tựa hồ muốn cự tuyệt đối phương cầu kiến, ha hả cười nói, nhân gia đều tới cửa bái phỏng, vậy thả người vào đi. Cự khách với ngoài cửa cũng không phải là ta vân môn đạo đãi khách. Lục Tuyết Hy nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, kỳ thật nàng thật đúng là có điểm sợ Dương Mỗ Nhân tức giận, tưởng cự tuyệt đối phương, nhưng thấy Dương Nghị Vân lên tiếng, thoáng do dự một chút, đối với bên ngoài vung tay lên một đạo pháp lực đánh ra đi, mở miệng nhàn nhạt nói, vào đi. Ở nào đó dưới tình huống, Lục Tuyết Hy là sẽ không bác Dương Mỗ Nhân mặt mũi. Đối với trong truyền thuyết quỷ tu, hoặc là nói là tình địch, Dương Mỗ Nhân thật đúng là tràn ngập vài phần chờ mong. Đương nhiên hắn đầu óc cũng đã bay nhanh vận chuyển lên, hai tròng mắt chung không ngừng ở lập lòe tinh quang. Biết rõ Dương Nghị Vân người, giờ phút này sợ là đã đoán được Dương Mỗ Nhân ở đánh cái gì oai chủ ý. Tỷ như Độc Cô Vô Tình cùng Lục Tuyết Hy tỷ muội bao gồm Ngọc Lả Lướt đều thấy được Dương Mỗ Nhân lập lòe tinh quang, đối với sắp tiến vào quỷ thần Trung Nguyên mấy người phụ nhân đều ở trong lòng bi ai. Không trong chốc lát có hai người đi đến. Một già một trẻ. Nói như thế nào đâu. Thật lớn kinh ngạc xuất hiện. Lão lại béo, có thể nói là lùn tỏa béo, dùng xấu cự có thể khái quát. Mà một cái khác lại là hoàn toàn tương phản, tuổi trẻ tràn ngập sức sống, ở Dương Nghị Vân trong mắt có thể dùng một câu ghen ghét nói tới khái quát, ba chữ, tiểu bạch kiểm. Hảo phạt đây là một cái ở Dương Mỗ Nhân trong mắt soái đến yêu dị thanh niên, hắn tự hỏi tựa hồ muốn so với hắn soái khí. Hơn nữa loại này soái khí là có yêu dị mị lực soái khí. Hắn nội tâm đánh nghiêng bình giấm chua. Trách không được Lục Tuyết Hy muốn cùng tiểu tử này tiếp xúc. Đương nhiên đây là bề ngoài thượng ấn tượng đầu tiên. Nơi này chung quy là thần giới, là một cường giả vi tôn thế giới. Soái khí không chứng dùng, tưởng ở thần giới thông đồng phụ nữ nhà lành liêu muội gì đó ngươi đến có cường đại thực lực, xử lý này một cái ngươi còn phải có thân phận có bối cảnh. Lại lần nữa chi tài là cá nhân tính cách mị lực, này một cái Dương Nghị Vân cảm giác có thể xem nhẹ, bởi vì ở cường giả vi tôn thế giới, có thực lực liền có được hết thảy. Này lại không phải phàm nhân thế giới. Nghĩ vậy chút thời điểm, Dương Mỗ Nhân trong lòng tự tin có tới. Anh em ta hiện tại chính là thiên đạo quy tắc một trọng tu vi cảnh giới, luận thực lực liền tính là chiến đấu thiên đạo năm trọng cũng có thể bẻ thủ đoạn, chỉ cần không phải hợp đạo cấp bậc xuất hiện, hắn đều không sợ. Luận thân phận bối cảnh, ha ha, lão tử là thần tôn vô thượng, trưởng quản một phương thần cảnh, dưới tòa 40 vạn môn đồ đệ tử, càng là cùng thiên tộc đế tôn vô thượng thân phận đều tề bình nhân vật. Tới một cái tiểu bạch kiểm tử có thể như thế nào?
Dương Mỗ Nhân trong lòng bất bình, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tiến vào cái này tiểu bạch kiểm, đích xác lớn lên hấp dẫn người, rất soái khí. Không nói nữ nhân, chính là hắn đều nhìn đến lúc sau đều có tâm động cảm giác, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời gian cư nhiên còn có nam nhân lớn lên như thế yêu dị mê người. Dựng lên thoạt nhìn không phải cố ý sửa đổi diện mạo cái loại này người, tựa hồ diện mạo là trời sinh. Trong lòng như vậy nghĩ, Dương Nghị Vân không kiêng nể gì xem qua đi, xem xét đối phương tu vi. Lại là tại hạ một khắc, hắn sắc mặt tức khắc cứng đờ. Trong lòng tức khắc chính là một tiếng ngọa tào. Mà lúc này, một già một trẻ đã đi vào đại sảnh. Đối với không kiêng nể gì xem xét bọn họ người, một già một trẻ đều vô cùng khắc sâu trong lòng, trước tiên liền cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn qua. Khụ khụ. Dương Mỗ Nhân mất tự nhiên ho khan che giấu chính mình xấu hổ. Cũng là hắn này một tiếng xấu hổ tức khắc đánh vỡ trong đại sảnh yên lặng. Nói yên lặng là bởi vì, từ này một già một trẻ đi vào đại môn, xuất hiện ở đại gia tầm mắt thời điểm, mặc kệ là Dương Nghị Vân, trừ bỏ Lục gia tỉ muội ở ngoài, những người khác như Độc Cô Vô Tình, Ngọc Lả Lướt, Song Ảnh Thần Đế, Nam Hiên bốn người cũng đều như Dương Nghị Vân giống nhau xem thẳng đôi mắt. Mọi người đều đối đi vào tới thanh niên bộ dạng mà chấn động. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân rất bất mãn. Một tiếng ho khan trung hung tợn trừng mắt nhìn bốn người liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ lại nói, có thể hay không có điểm tiền đồ a. Liền ở ngay lúc này, thanh niên lại là đạm nhiên đại khí cười nói, không nghĩ tới Lục cô nương nơi này có khách nhân a, đến lúc đó tại hạ thất lễ. Một câu đổi nói đến thời điểm, trong tay chợt lóe lại là xuất hiện một phen cây quạt. Dương Nghị Vân thấy rõ, đối phương trong tay cầm chính là một phen cốt phiến, mặt liêu như là nào đó ra thịt chế tác mà thành, nhan sắc đỏ đậm như máu, mặt trên có phi thường cổ xưa khắc văn, chế tác phi thường tinh mỹ, xương cốt chế tác cây quạt ở yêu dị thanh niên trong tay, thật đúng là tuyệt phối. Thực phù hợp hắn khí chất, đều thực yêu. Trọng điểm là, ở Dương Nghị Vân trong mắt, cái này yêu dị thanh niên, giơ tay nhấc chân lời nói chi gian, thế nhưng cũng tràn ngập đại khí, khí chàng mười phần. Thoạt nhìn tựa hồ cũng là một vị thượng vị giả không thể nghi ngờ. Bên người lão giả mặt vô biểu tình, cho người ta cảm giác thực lạnh băng, không hề tình cảm bộ dáng, trước sau cùng thanh niên sai nửa cái thân vị ở sau người, mang theo tôn kính chi nhất, càng như là thanh niên người hầu. Dương Nghị Vân quan sát đến này đó rất nhỏ chỗ, lòng có dao động không ngừng. Thanh niên này bày ra ra khí chàng, làm hắn không thể không thừa nhận, tựa hồ không thể so hắn nhược, thậm chí từng có chi. So sánh với tới càng thêm lão đạo, giống như là một dân cổ xưa quý tộc giống nhau. Lúc này thanh niên lo chính mình tiếp tục mở miệng nói, tại hạ phương Bắc quỷ thần giới Trung Nguyên, gia phụ quỷ thần chúa tể Trung Quỳ, tu vi cảnh giới thiên đạo quy tắc nhất trọng thiên, hắn là nhà ta người hầu ta kêu ta u thúc tu vi thiên đạo quy tắc tam trọng thiên, không biết vài vị là. Phi thường thở ra Dương Nghị Vân đoán trước, hắn cố ý đánh giá đối phương tu vi, đối phương lại là bằng phẳng tự báo ra môn sau. Không hề cố kỵ nói ra chính mình tu vi cảnh giới. Như thế thẳng thắn thành khẩn, chỉ có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất đối tự thân nội tình vô cùng tự tin. Đệ nhị, vậy ở khoe ra, cuồng vọng tự đại, khinh thường người, có kinh sợ uy hát yêu ta chi ý. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến hai người đều có. Trong lòng thầm nghĩ, cầu nhật đây là cấp lão tử ra oai phủ đầu A. Đích xác hắn vừa rồi xem xét đối phương tu vi thời điểm, bị khiếp sợ tới rồi. Hắn không nghĩ tới chạy ra xa như vậy, tới rồi như vậy hẻo lánh địa phương, cư nhiên là có thể một hơi đụng tới hai đại cường giả. Hơn nữa vẫn là muốn đào hắn góc tường liêu hắn nữ nhân người, một cái tu vi cùng hắn giống nhau, một cái còn so với hắn cường hai trọng. Luận diện mạo, luận tu vi, thậm chí luận thân phận bối cảnh, tựa hồ. Hắn hôm nay đều phải thua giống nhau. Quỷ thần giới cái gì chúa tể chi tử, hắn tuy rằng không nghe nói qua, nhưng thoạt nhìn, thân phận địa vị đều không thấp. Này mẹ nó hôm nay đụng tới cường địch a. Tự xưng là Trung Nguyên thanh niên, từ lúc bắt đầu, liền biểu hiện ra nơi trốn đại khí một mặt. Kế tiếp hắn tự nhận không thể không phóng khoáng, không thể bị đối phương so đi xuống. Từ từ, Dương Nghị Vân đột nhiên phản ứng lại đây, thứ này vừa rồi nói gì đó. Gia phụ Trung Quỳ. Trung Quỳ. Dương Nghị Vân có điểm phát ngốc. Với hắn mà nói Trung Quỳ tên này chính là chút nào không xa lạ a. Khi còn nhỏ trong thôn lão nhân nói Trung Quỳ bắt quỷ chuyện xưa nhưng không thiếu nghe, càng là ở rất nhiều trong nhà thấy quá, trung đường treo Trung Quỳ bức họa trấn trạch. Cùng chính mình biết Trung Quỳ chi gian có quan hệ gì sao? Ngẫm lại không có khả năng,
nơi này là thần giới. Quỷ thần giới đã là chủ lưu thần giới ở ngoài phương Bắc, dùng ngọc lả lướt nói, chính là man di nơi. Hẳn là không có gì quan hệ. Nhưng là trung quỷ chi danh, đích xác ở Dương Nghị Vân trong lòng rất mạnh. Lúc này đại sảnh có chút yên tĩnh. Tất cả mọi người vẻ mặt vẻ khiếp sợ, đương nhiên Dương Mỗ Nhân ngoại trừ, hắn thấy được Trung Nguyên cùng hắn lão bộc tu vi. Nhưng những người khác không biết. Bao gồm Lục Tuyết Hy cùng Lục Phú Thư đều là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, hiển nhiên các nàng phía trước cũng không biết Trung Nguyên là thiên đạo quy tắc cảnh cường giả. Lúc này nghe được, khó tránh khỏi khiếp sợ. Đích xác trước đó, Lục Tuyết Hy cùng Lục Phú Thư cũng không biết Trung Nguyên là cái gì tu vi, các nàng đều là Hắc Ô Lĩnh nhận thức. Lại một lần nàng tỉ muội tiến vào Hắc Ô Lĩnh sơn mạch chạm vào sơn cao giai Hắc Ô Yêu, vừa lúc đụng phải đi ngang qua Trung Nguyên, như thế xem như tương trợ tri ân. Đương nhiên nói tương trợ tri ân, là bởi vì Lục Tuyết Hy có thủ đoạn ứng đối ngay lúc đó tình huống, liền tính là Trung Nguyên không xuất hiện hỗ trợ, nàng cùng muội muội Lục Vũ Thư cũng là có thể thoát ly nguy hiểm, nhưng chung quy đối phương là ra tay giúp vội. Ân tình này là phải nhớ. Bất quá lúc ấy cũng là chính là một phen cảm tạ hai bên liền cáo biệt. Nhưng sau lại không nghĩ tới ở Hắc Ô Lĩnh trấn nhỏ lại chạm mặt, Lục Tuyết Hy mới biết được Trung Nguyên cùng hắn người hầu U Thúc cũng ở tại Hắc Ô Lĩnh trấn nhỏ. Từ nay về sau Trung Nguyên sẽ lâu lâu tới tìm các nàng. Giảng nói thật, đối Trung Nguyên ấn tượng ở Lục Tuyết Hy trong mắt cũng không hư, không nói đến đối phương diện mạo xuất chúng, chỉ cần Trung Nguyên lời nói cử chỉ đều có quân tử chi phong, rất có thân sĩ cảm, tuy rằng thường xuyên tới tìm các nàng tìm muội, nhưng lại chưa từng có làm ra quá cái gì mặt khác quá giới hành động, thậm chí là khác người nói cũng chưa giảng quá. Hai bên coi như là bằng hữu giao lưu, rất nhiều thời điểm chính là luận đạo. Trung Nguyên ở tu luyện thượng giải thích đối với các nàng tỉ muội tới nói, đều rất có xúc động, hơn nữa Lục Tuyết Hy phát hiện Trung Nguyên là ngoại đạo quỷ thần tu luyện giả, hắn tu luyện cùng chính mình tu luyện phương hướng thực tương tự, như thế Lục Tuyết Hy cũng liền không cự tuyệt nhận thức Trung Nguyên như vậy một vị bằng hữu. Cũng giới hạn trong này. Bởi vì nàng trong lòng trước sau ở người nào đó, rốt cuộc dung không dưới những người khác. Cùng Trung Nguyên giao lưu cũng có thể vẫn duy trì khoảng cách, nàng không hỏi qua Trung Nguyên thân phận thân thế càng không hỏi qua hắn tu vi cảnh giới, từ lúc bắt đầu nàng liền nhìn không thấu, cũng không muốn đi hiểu biết. Vốn tưởng rằng Trung Nguyên khả năng cũng chính là cùng thần vương thần đế cảnh giới đỉnh thiên, ai biết hôm nay hắn chính miệng nói ra cư nhiên là thiên đạo quy tắc một trọng. Đối với thần giới tu luyện cảnh giới, Lục Tuyết Hy đi vào Càn Khôn Thần Điện lúc sau tự nhiên là hiểu biết. Đừng nói thiên đạo quy tắc giai đoạn, chính là thiên đạo cảnh giới sơ cấp giai đoạn đều là lên trời giống nhau gian nan. Hôm nay lại là chính hắn nói ra. Đương nhiên Lục Tuyết Hy cũng đã nhìn ra, Trung Nguyên nhìn như ở hướng mọi người giới thiệu chính hắn, kỳ thật đôi mắt là nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Cái này làm cho Lục Tuyết Hy có chút khó xử, sợ hai người véo lên, này không nói Dương Nghị Vân. Liền nói Trung Nguyên đối nàng cùng muội muội Lục Vũ Thư ở tu vi thượng chỉ điểm đều là ân đức, như thế tự nhiên không thể làm cho bọn họ véo lên. Nàng là nhất hiểu biết chính mình cái này oan gia, ở phương diện này chính là một sạp thành niên lão dấm, phi thường dễ dàng phát ra toan vị. Vội vàng đứng dậy giới thiệu nói, ta giới thiệu một chút, vị này chính là. Hảo đi, Trung Nguyên tự giới thiệu qua, Lục Tuyết Hy tự nhiên muốn từ Dương Nghị Vân cái thứ nhất bắt đầu giới thiệu. Mới vừa mở miệng đã bị Dương Nghị Vân đánh gãy. A ha ha, ta kêu Dương Nghị Vân là Tuyết Hy cùng Vũ Thư đường đệ, hôm nay vừa tới liền nghe Tuyết Hy đang nói chung. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân tựa hồ như là cá vàng ký ức giống nhau, tạm dừng một chút nói, ngượng ngùng, vừa rồi không rất rõ ràng, người kêu chung cái gì tới. Trung Nguyên. Trung Nguyên mặt mang mỉm cười, cầm trong tay cốt phiến, lại là phong độ nhẹ nhàng, một chút cũng chưa sinh khí. Thân là cường đại thần linh. Đặc biệt Dương Nghị Vân trong mắt hắn cùng hắn giống nhau tu vi cảnh giới, sẽ không nhớ được chính mình một phen giới thiệu, gia hỏa này cố ý, bất quá không sao, hắn nói là Lục Tuyết Hy đường đệ, tạm thời tin hắn lại nói. Nga đúng đúng đúng, Trung Nguyên đạo huynh a, nghe tỷ tỷ của ta nói, ngươi nhiều các nàng nhiều có chiếu cố, lần hai cảm tạ. Dương Mỗ Nhân cười ha hả nói chuyện, ý bảo xong ảnh ban tòa. Nếu cái này Trung Quỳ lúc sau biểu hiện ra thân sĩ một mặt, hắn cũng không thể lạc hậu, hắn quan sát một chút, Lục Tuyết Hy thật đúng là đối cái này tiểu bạch kiểm không chán ghét, này quả thực là phá lệ, hắn nội tâm phi thường khó chịu. Nhưng là, Dương Mỗ Nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm, có một số việc tự nhiên có thể nhìn ra một chút manh mối, hắn đảo muốn nhìn cái này tiểu bạch kiểm làm cái gì đa dạng, ha ha. Trong lòng cười lạnh,
nhưng mặt ngoài, cũng bắt đầu trang thân sĩ, hắn muốn ở phương diện này cùng Tiểu Bạch Kiểm đấu pháp. Ta cùng Lục cô nương nhất kiến như cố, chỉ là tùy tay giúp điểm tiểu vội, không đáng nhắc đến, Dương đạo hữu không cần để ý, xem đạo hữu khí độ bất phàm, lại là không biết ra sao phương thánh địa người. Trung Nguyên thuận miệng hỏi. Kỳ thật ở trong lòng hắn cũng thực khiếp sợ, Lục gia tỉ muội bên người cư nhiên sẽ toát ra một cái thiên đạo quy tắc cấp bậc đệ tới. Mấy trăm năm trước hắn mang theo U Thúc tiến đến Hắc Ô lĩnh, trong lúc vô ý đụng phải bị Hắc Ô yêu vây công Lục Tuyết Hy tỉ muội, ra tay cứu giúp lúc sau, mới phát hiện Lục Tuyết Hy tu luyện cùng thể chất cùng bọn họ quỷ thần chi đạo vô cùng tương tự, thậm chí hắn còn phát hiện Lục Tuyết Hy là cái vạn chung vô nhất quỷ thần thể, như thế hắn để bụng. Một phen tiếp xúc xuống dưới, hắn càng là đối Lục Tuyết Hy sinh ra nồng hậu hứng thú, vốn dĩ lấy thực lực của hắn muốn một cái Lục Tuyết Hy, không cần tốn nhiều sức, liền có thể được đến, nhưng nhẹ nhàng hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn là thần giới tứ đại ngoại đạo chi nhất phương Bắc quỷ thần giới chủ tể chi tử, là tương lai quỷ thần giới tân chúa tể, nói cách khác, hắn là thần giới phương Bắc tương lai chúa tể, thân phận địa vị đều là vô cùng cao thượng, nội tâm ngạo kiều không cho phép hắn đi làm man nhân, coi trọng nữ tử cần thiết đi có nhân cách mị lực đi chinh phục, muốn cho nữ tử phát ra từ nội tâm thích thượng hắn, mà không phải dùng cậy mạnh thủ đoạn. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn cùng thời gian. Như thế chinh phục nữ nhân mới có ý tứ, còn không có hắn theo đuổi không đến nữ nhân, điểm này hắn vô cùng tự tin. Lục Tuyết Hy với hắn mà nói không đơn thuần chỉ là thích, càng quan trọng là nàng nguyên thần tu luyện thể cùng chính mình quả thực là tuyệt phối, hai bên tu luyện đối hắn quỷ thần đại đạo có thật lớn chỗ tốt, chí tại tất đắc. Đối với vừa tiến đến liền đơn giản thô bạo Dương Nghị Vân nhìn trộm hắn cùng U Thúc, làm Trung Nguyên thực khó chịu, nhưng hắn lại là biết không có thể ở Lục Tuyết Hy trước mặt phát hỏa, không chỉ có như thế, hắn còn muốn càng thêm rộng lượng đại khí, điểm này bất luận cái gì nữ nhân đều ăn. Như thế trái lại, mới có thể có vẻ hắn cao nhã, mà Dương Nghị Vân lại là thô bạo vô lễ. Lại là không nghĩ tới gia hỏa này tự xưng là Lục Tuyết Hy đường đệ. Mặc kệ lời này Trung Nguyên là không tin, liền tính là Lục Tuyết Hy người theo đuổi, hắn cũng có tin tưởng, nghiền áp đối phương. Giờ phút này Dương mẫu nhân lại là nội tâm chửi ầm lên, nhất kiến như cố người muội a lão tử nữ nhân đều nhớ thương, còn mẹ nó trang thân sĩ, quả thực chính là bạch liên hoa, hảo, người muốn chơi lão tử bồi ngươi chơi. Ở Dương mẫu nhân trong lòng đã đem Trung Nguyên trở thành đối thủ, các phương diện đối thủ. Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm đối phương chi tiết, còn phải ti a cha, quay đầu lại đưa tin hỏi một chút mầu thần nương nương chính là. Lúc này nhưng thật ra muốn nhìn cái này Tiểu Bạch Kiểm muốn làm gì. Hai bên một phen lá mặt lá trái cười ha hả sau, Lục Tuyết Hy cũng dẫn tiến những người khác xem như nhận thức. Mà nhập tòa sau Trung Nguyên lại là nhìn Lục Tuyết Hy mở miệng nói, Lục cô nương ta đã tìm hiểu hảo, ngày mai chính là tiến vào hắc thạch rừng rậm tốt nhất thời gian, hôm nay tiến đến chính là hỏi một chút ngươi nhưng chuẩn bị tốt, mời ngươi cùng đi trước, lệnh muội đột phá sắp tới, chỉ cần có thể được đến hắc thạch trong rừng rậm yêu vương kết tinh. Định có thể đột phá. Cái quỷ gì? Dương Nghị Vân nghe được Trung Nguyên nói chuyện, nhìn về phía Lục Tuyết Hy. Hắc thạch rừng rậm. Mời. Đây là đã sớm ước hảo a. Lục Tuyết Hy bị Dương Nghị Vân nhìn qua, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng lại vội vàng giới thiệu một phen. Chính như Tiểu Bạch Kiểm Trung Nguyên lời nói, dùng Lục Tuyết Hy nói, liền tính không có Trung Nguyên mời, nàng cũng sẽ cùng muội muội Lục Vũ Thư tiến vào hắc thạch rừng rậm. Hắc cục đá rừng rậm là Hắc Ô lĩnh sơn mạch một chỗ xem như tương đối nguy hiểm địa phương, nhưng cũng là có thể đạt được thiên tài địa bảo địa phương. Như Trung Nguyên theo như lời, lần này đi hắc thạch rừng rậm là vì giúp muội muội Lục Vũ Thư tìm kiếm đột phá thần dược, yêu vương kết tinh. Cái gọi là yêu vương kết tinh không phải nội đan cái gì, mà là Hắc Ô lĩnh cao giai Hắc Ô yêu vương xào huyệt mới có thể mọc ra từ một loại thần dược, là Hắc Ô yêu vương phân hoàn cảnh chung mới có thể dựng dục mà ra thần dược. Mỗi cách một năm Hắc Ô yêu vương sẽ rời đi xào huyệt một lần, lúc này chính là tốt nhất thời cơ tiến vào Hắc Ô yêu vương xào huyệt đạt được yêu vương kết tinh tốt nhất thời cơ. Không đơn giản là các nàng có cái này mưu hoa, rất nhiều tiến đến Hắc Ô lĩnh rèn luyện thần linh hạng người đều sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hắc Ô yêu vương xào huyệt không chỉ có yêu vương kết tinh, cũng có mặt khác thiên tài địa bảo, liền xem có thể hay không đạt được. Chuyện này đã sớm mấy tháng phía trước kỳ thật liền ở chuẩn bị. Trung Nguyên cũng là nói muốn đi, cho là nói qua mời các nàng cùng đi, chỉ là nàng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, không thể tưởng được Trung Nguyên còn ghi tạc trong lòng. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, nheo lại mắt nói, nếu ta tới, kia đại gia liền cùng đi đi,
nếu là không đi chẳng phải là cô phụ vị này tiểu. Trung Nguyên đạo hữu hảo ý không phải. Dương đạo hữu có thể gia nhập kia tự nhiên là tốt nhất bất quá, thêm một cái cường giả nhiều một phần lực lượng, kia Hắc Yêu Vương xào huyệt tọa lạc ở Hắc Ô núi non chỗ sâu trong, tuy có mỗi năm ly xào thói quen, khá vậy không phải 10 phần có thể xác định, vậy nói như thế hảo, ngày mai đại gia cùng nhau xuất phát như thế nào? Trung Nguyên nhàn nhạt mang cười nói. Hảo oa. Hai người đối thoại trên cơ bản người khác cắm không thượng miệng, đương sự cũng chưa lên tiếng, bọn họ nhưng thật ra đã quyết định. Bất quá đối với Lục Tuyết Hy tỉ muội tới nói, Dương Nghị Vân nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Đến nỗi Trung Nguyên. Ha ha, ánh mắt lập lòe, lại là không còn sớm biết suy nghĩ cái gì. Nhưng trước sau ở kế tiếp nói chuyện phiếm chung ở cùng Dương Nghị Vân đánh lời nói sắc bén. Mà Dương mỗ nhân ở chỗ này hoàn toàn chính là chủ nhân tư thái, ngồi ở chủ ngồi trên, Lục Tuyết Hy an an tĩnh tĩnh bồi tại bên người, thiết trà đổ nước, hình ảnh này quả thực. Làm Trung Nguyên nội tâm khí huyết đều quay cuồng, kết quả là không mặn không nhạt xả vài câu lúc sau, đứng dậy cáo từ, hai bên càng tốt ngày mai cùng nhau tiến vào hắc thạch rừng rậm. À, ta đưa đưa Trung đạo hữu. Dương mỗ nhân nói là đưa, nhưng lại là mông cũng chưa nâng một chút. Dương đạo hữu nhưng khách khí, ta liền ở tại Lục cô nương cách vách, không cần đưa tiến, cáo từ. Đi thong thả không tiến ha, tiểu tâm bậc thang nga. Trong đại sảnh, Trung Nguyên mang theo lão bộc rời đi. Lục Tuyết Hy lúc này mới có chút không vui mở miệng nói, người có phải hay không cố ý. Này còn dùng hỏi a, chính là cái tiểu bạch kiểm tử, sao mà. Người còn không vui, Dương mỗ nhân bá đạo vô lễ. Lục Tuyết Hy trắng liếc mắt một cái nói, hừ, nhân gia giúp quá chúng ta rất nhiều. Dương mỗ nhân cười lạnh, a, nữ nhân, người còn tưởng lấy thân báo đáp không thành. Có gì không thể. Lục Tuyết Hy trừng mắt nói. Dương mỗ nhân mặt đỏ bạch cổ thô nói, ngươi chờ xem ta không đánh gãy tiểu bạch kiểm đệ tam chân. Lục Tuyết Hy cười lạnh, nhân ra phong độ nhẹ nhàng, trước nay không muốn nói quá cái gì quá mức nói, phi thường thân sĩ, không giống nào đó người, ha ha. Dương mỗ nhân hầm hừ nói, thân sĩ cái chó má, lão tử cùng ngươi đánh đố, kia tiểu bạch kiểm tử không có hảo tâm tin hay không? Ngươi nói đi, Lục Tuyết Hy giờ phút này hai tròng mắt chung đều có ý cười. Hảo oa, người không tin ta, tin một ngoại nhân. Dương Nghị Vân trừng mắt xem Lục Tuyết Hy. Lục Tuyết Hy lại là nhàn nhạt nói, người làm sao vậy? Người là ta người nào a? Ta đùa cái gì tin ngươi? Hai người nói xảo đi lên. Sau đó Độc Cô Vô Tình đứng dậy ý bảo mọi người đều đi ra ngoài. Ngọc Lả lướt lại là có chút lo lắng, Độc Cô Vô Tình nhỏ giọng nói, yên tâm đi, bọn họ hai cái cãi nhau mới là chuyện tốt, không xảo ngược lại càng không xong. Nga Ngọc Lả lướt cái hiểu cái không, nhưng lại đứng dậy đi theo Độc Cô Vô Tình đi ra ngoài. Lục Phú Thư nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân cùng tỷ tỷ mặt đỏ cổ thô bộ dáng, hì hì cười cũng khai lưu, ở một màn rất quen thuộc cũng thực hoài niệm, lúc trước ở địa cầu tỷ tỷ liền cùng tiên sinh thường xuyên như vậy tranh luận cãi nhau, ở nàng xem ra là chuyện tốt. Nam Hiên cùng Song Ảnh tự nhiên chạy càng mau. Thực mau trong đại sảnh một người đều không có, đem chiến trường để lại cho Dương Nghị Vân cùng Lục Tuyết Hy. Dương mỗ nhân cùng Lục Tuyết Hy mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi là ta nữ nhân, Dương mỗ nhân giống lên. Lục Tuyết Hy nội tâm chấn động, trương câu nói họ Dương nhưng cho tới bây giờ chưa nói xuất khẩu quá, hôm nay làm trò nàng mặt nói ra, nhưng là lại là giống ra tới. Đương nhiên đối nàng tới nói, giống cũng cao hứng, bởi vì nàng đợi vô số năm, cái này vương bát đản trước nay liền không nói như vậy quá. Nàng cũng là nữ nhân không phải. Nàng thực quật cường. Chưa bao giờ đề, nhưng không đại biểu không nghĩ muốn như vậy một câu. Giờ khắc này Lục Tuyết Hy trừng mắt Dương Nghị Vân không ở mở miệng, nhưng lại là nhìn hắn, nhìn nhìn nước mắt liền ngăn không được cuồn cuộn mà rơi. Nàng trong lòng có ủy khuất, nghẹn mấy vạn năm. Từ phi thăng thần giới, từ Dương Nghị Vân tự vĩnh hằng thần giới trở về, ở càn khôn thần điện thế giới giao nhau liền bắt đầu ủy khuất, nàng vẫn luôn chưa nói quá. Năm đó trên người hắn tản ra cường đại hơi thở, làm người khó có thể tới gần. Có chút bất cận nhân tình, cho nàng cảm giác phi thường lạnh nhạt, tuy rằng cũng bồi nàng đãi quá một đoạn thời gian, nhưng nàng lại là cảm giác hắn tựa hồ cùng chính mình càng ngày càng xa, không chỉ có cùng nàng cùng mặt khác tỉ muội đều là như thế. Lại sau lại hắn lại một lần rời đi, ở lúc sau các nàng này đó vân môn phi thăng mà đến người, bị càn khôn thần điện thế giới thần linh châm chọc mỉa mai, sau lưng nói qua không ít nhàn ngôn toái ngữ,
nói các nàng là đơn vị liên quan, tiểu thần nhân lại là hưởng dụng thần điện tu luyện tài nguyên vân vân. Cao ngạo như nàng Lục Tuyết Hy sao có thể chịu được này đó. Vì thế nàng rời đi Càn Khôn thần điện thế giới ra ngoài du lịch, nàng không nghĩ bị người ta nói, muốn dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện, càng muốn cùng hắn kéo gần khoảng cách, không muốn cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Nơi đây du lịch bên ngoài, nàng mới biết được, Dương Nghị Vân ở thần giới bị thiên tộc đuổi giết việc, mới suy nghĩ cẩn thận, trên người hắn áp lực cùng trách nhiệm có bao nhiêu trọng. Mới hiểu được hắn gánh vác cái gì, hắn như vậy liều mạng kỳ thật vẫn là muốn cho các nàng một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Nàng hiểu biết hắn, cũng càng thêm đau lòng hắn. Chỉ là nàng còn đối hắn là có khí, khí chính là hắn thô tâm đại ý, làm bọn tỉ muội ở Càn Khôn thần điện thế giới bị ủy khuất, làm vân môn đệ tử bị ủy khuất. Vân môn đại đa số đệ tử, đặc biệt là hạch tâm đệ tử, nghiêm khắc lại nói tiếp đều là nàng dạy dỗ ra tới, nàng xem như vân môn hạch tâm đệ tử vỡ lòng lão sư. Nhưng Dương Nghị Vân lại là không tưởng vân môn đệ tử sẽ ở Càn Khôn thần điện thế giới chịu ủy khuất sự, cho nên nàng lần này nhìn thấy Dương Nghị Vân chưa cho mặt mũi, lúc này cùng hắn khai mắng. Hai người đấu mắng chung, lại là Dương Nghị Vân một câu, ngươi là ta nữ nhân, cấp chung kết. Nhìn Lục Tuyết Hy nước mắt cuồn cuộn, Dương Nghị Vân cũng là có chút tâm thái nàng nói, mấy năm nay ngươi chịu ủy khuất. Điểm này Dương Nghị Vân rất rõ ràng, bởi vì hắn rõ ràng Lục Tuyết Hy làm người, hiểu biết nàng tính cách, ở Càn Khôn thần điện thế giới vân môn người chịu ủy khuất, nếu là đặt ở địa phương khác, nàng tuyệt đối sẽ nổ tung chảo, đáng tiếc Càn Khôn thần điện thế giới thần nhân vậy là thuộc về hắn dưới tòa, này phân ủy khuất nàng chỉ biết nhịn xuống tới, như thế đi ra ngoài rèn luyện mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi, hỗn đản. Lục Tuyết Hy rốt cuộc nhìn không được nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc ra tới. Nếu là lúc trước Triệu Nam là chức trường nữ cường nhân nói, như vậy Lục Tuyết Hy chính là tu hành giới nữ cường nhân, đều là sẽ không dễ dàng khóc thút thít người. Nhưng là lúc này khóc ra tới, liền biết nàng mấy năm nay thật là ủy khuất. Dương mẫu nhân không thế nào sẽ an ủi nữ nhân, chỉ có thể đối hắn nói, ta sai. Cũng may Lục Tuyết Hy tính cách không phải cái loại này nhu nhược loại hình. Nàng chỉ là phát tiết một chút trong lòng cảm xúc, thực mau liền đẩy ra Dương Nghị Vân lau nước mắt. Ngay sau đó nhìn hắn nói, ngươi, vân môn đệ tử ở Càn Khôn thần điện thế giới sự ngươi đã biết không có. Dương Nghị Vân biết hắn nói chính là vân môn đệ tử bị Càn Khôn thần điện thế giới châm chọc mỉa mai sự, gật gật đầu nói, đều giải quyết, Càn Khôn thần điện thế giới sửa tên vân môn thần cảnh, các ngươi vĩnh viễn là ta quan trọng nhất người, cũng là vân môn quan trọng nhất người. Lục Tuyết Hy ánh mắt sáng lên. Lại là không đang nói chuyện cái này đề tài, có Dương Nghị Vân những lời này vậy là đủ rồi, phi thường giật mình chính là, hắn cư nhiên bị Càn Khôn thần điện thế giới sửa tên vì vân môn thần cảnh, này đã thuyết minh hết thảy. Nàng cũng yên tâm, nàng bất mãn đa số là vì phi thăng mà đến vân môn đệ tử cảm thấy nghẹn khuất ủy khuất, chính mình trước nay cũng chưa để ý nhiều ít. Rốt cuộc rất nhiều vân môn hạch tâm đệ tử đều xem như nàng mang ra người. Hiện tại hảo, Dương Nghị Vân nếu nói giải quyết. Kia về sau liền không có gì vấn đề. Việc này như vậy bóc quá, nàng sẽ không lại có cái gì oán niệm. Sở rốt cuộc nàng biết Dương Nghị Vân những năm gần đây không dễ dàng. Càng hiểu biết hắn là cái gì tính cách. Người nam nhân này đối nàng tới nói đích xác có chí mạng ma lực, là cái loại này có thể vì một chuyện nhỏ, một người, một phần tình nghĩa là có thể cùng toàn thế giới là địch người. Có thể trở thành nàng nữ nhân, nàng cuộc đời này tự hào. Đến nỗi cái gì trung nguyên, đích xác xoái khí, có mị lực, có tu vi có thân phận, tuyệt đối là thần giới vô số nữ thần cảm nhận chung nam thần. Nhưng, tuyệt không phải nàng Lục Tuyết Hy đồ ăn, nàng nam thần trước nay đều là người nào đó, lại đi cái khác. Các nàng chi gian sở có được không chỉ là nam nữ chi gian tình cảm, càng có từ phàm đến tu lại đến tiên lại đến thần trải qua, này đó thế gian bất luận kẻ nào đều cấp không được nàng, chỉ có hắn mới có. Trung nguyên xuất hiện. Đối nàng tới nói, thật là bởi vì tu luyện phương hướng mà thôi. Nàng tu luyện phương hướng tới rồi thần giới lúc sau mất đi phương hướng, nếu muốn biện pháp giải quyết, mà trung nguyên cái này quỷ thần thần linh xuất hiện làm nàng thấy được phương hướng, như thế mới có tiếp xúc, nội tâm ý tưởng cũng là chỉ thế mà thôi. Đương nhiên là có chút sự Lục Tuyết Hy cũng cảm thụ được đến, chỉ là nàng chưa nói ra tới mà thôi, nhìn không ra tới, nhưng là chi giác lại sẽ không lừa hắn, tỉ như trung nguyên. Ngươi đối Trung Nguyên thấy thế nào? Lục Tuyết Hy trung quy là hỏi ra tới, rất nhiều thời điểm, kỳ thật nàng đều tin Dương Nghị Vân. Cũng biết Dương mẫu nhân bình giấm chua đánh nghiêng, đối này nàng là nội tâm mừng thầm.
nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng biết Dương Mẫu Nhân tuy rằng ở rất nhiều sự thượng không đáng tin cậy, chính là đang xem người phương diện lại là có nhãn lực, huống chi hắn hiện tại vẫn là thiên đạo quy tắc tu vi tồn tại, cho dù là chi giác đều phải so người bình thường cường đại, nếu hắn đối Trung Nguyên biểu hiện ra ẩn ẩn địch ý, vậy thuyết minh Trung Nguyên thật là có vấn đề. Phương diện này Lục Tuyết Hy tin tưởng Dương Mẫu Nhân không đơn giản ghen, hắn đảo cũng không đến mức như thế. Tỷ tỷ, đệ đệ ta cảm giác cái kia tiểu bạch kiểm tử tưởng phao ngươi a, không phải người tốt. Dương Mẫu Nhân thực không đứng đắn cợt nhả nói. Nói tiếng người, Lục Tuyết Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo đi, ta chi giác nói cho ta, Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm rất là tự cho là thanh cao, không có chút ngạo khí khả năng so với ta còn cường, tưởng phao ngươi chỉ là trong đó một cái, còn có càng sâu thứ mưu đồ, chưa chừng là tưởng người tài hay đến, người đâu hắn thấy được ngươi là nhất đẳng nhất nữ thần, đến nỗi tài, ha ha, ngươi tu nguyên thần chi đạo, thể chất thiên phú đặc thù. Sợ là lớn nhất tài phú, đương nhiên đây là ở cái kia tiểu bạch kiểm trong mắt như thế, bởi vì hắn chính là quỷ thần chi đạo tu nguyên thần. Dương Nghị Vân híp mắt nói, nhưng là lần này hắn ánh mắt thực nghiêm túc. Lục Tuyết Hy nghi muộn nói, không như vậy phức tạp đi. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi muốn hay không quá thiên chân, cái kia tiểu bạch kiểm tử, từ lúc bắt đầu liền ở lừa ngươi, hắn đường đường thiên đạo quy tắc một trọng cường giả, bên người lão bộc càng là thiên đạo quy tắc tam trọng tồn tại. Nếu hắn nơi trốn biểu hiện đại khí thân thế, quang minh lỗi lạc nhân thiết, vì cái gì không ở ngay từ đầu liền nói cho ngươi hắn lai lịch bối cảnh tu vi thực lực này đó đâu. Dương Mẫu Nhân đã sớm xem thấu hết thảy, cho nên ở giới thiệu chính mình thời điểm, nói là Lục Tuyết Hy đường đệ, nếu tiểu bạch kiểm tử muốn diễn kịch, vậy bồi hắn diễn bái, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tiểu bạch kiểm tử trong hồ lô mua cái gì dược. Ta cũng không hỏi qua hắn này đó a. Lục Tuyết Hy khóe miệng rảo biện. Kỳ thật trong lòng đã tán thành Dương Nghị Vân nói, đích xác Trung Nguyên muốn thật là nhìn qua như vậy thân sĩ lỗi lạc nói, vậy sẽ không đối nàng giấu giếm thân phận tu vi này đó, nhưng lại vẫn luôn cũng chưa nói cho nàng, biết hôm nay Dương Nghị Vân xuất hiện lúc sau, xem như buộc hắn nói ra chi tiết. Dương Nghị Vân ha hả cười nói, loại sự tình này còn dùng hỏi a, đổi làm là ta nếu là cùng ai kết giao, khẳng định sẽ không giấu giếm chính mình tu vi thân phận. Tiểu bạch kiểm tử đường đường thiên đạo quy tắc một trọng cường giả, vì cái gì cố tình muốn cùng ngươi một cái tiểu thần quân kết giao? Chẳng lẽ thật là coi trọng mỹ mạo của ngươi? Thân là thiên đạo cấp bậc cường giả, thử hỏi hắn muốn cái gì nữ thần không chiếm được? Kêu một tiếng sợ là đều có thể thành công ngàn thượng vạn nữ thần, ngươi tin hay không? Liền tính là hắn nhìn chúng ngươi sắc đẹp nhưng hắn đại nhưng trực tiếp bắt ngươi trở về làm áp trại phu nhân, ngươi khẳng định phản kháng không được, nhưng tiểu bạch kiểm cố tình không làm như vậy. Mà là lựa chọn bán nhân thiết, ở ngươi trước mặt biểu hiện ra nhân cách mị lực, cho nên ta nói tiểu bạch kiểm tâm cao khí ngạo so với ta còn cường, hắn là tưởng ở nhân cách mị lực thượng chinh phục ngươi, làm ngươi cam tâm tình nguyện theo hắn. Đương nhiên đối với thiên đạo cấp bậc cường giả tới nói, cái gì mỹ mạo không mỹ mạo, đều đã không quan trọng, dư lại chỉ có thể nói mệnh, hắn coi trọng ngươi tài, trên người của ngươi có thể có cái gì tài. Thần thạch, thần đan thần dược, này đó đối với một cái thiên đạo quy tắc cấp bậc. Hơn nữa thoạt nhìn thân phận bối cảnh còn không yếu người tới nói, chút nào sẽ không kém, cho nên a, trên người của ngươi nhất quý giá tài phú, chỉ có thể có một cái. Dương Nghị Vân nói nơi này thời điểm thanh âm kéo trường, không có sau ngữ. Mà Lục Tuyết Hy nghe hắn phân tích, tuy rằng không thế nào điều, nhưng lại cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là có chuyện như vậy, nhưng là Dương Mẫu Nhân nói còn chưa dứt lời, nàng có chút sốt ruột truy vấn nói, chỉ có thể có cái gì. Ngươi không phải đoán được sao? Còn hỏi ta a. Dương Nghị Vân trêu ghẹo một câu. Lục Tuyết Hy đích xác đoán được, nhưng là nàng có chút không muốn tin tưởng, nhưng nàng trong lòng rõ ràng Dương Nghị Vân khe hở khả năng 89/10, trầm mặc một chút, sắc mặt âm trầm nói, ngươi ý tứ Trung Nguyên phải đồ mưu ta nguyên thần. Đúng vậy, trừ bỏ ngươi nguyên thần, ta thật sự nghĩ không ra, ngươi trừ bỏ mỹ mạo còn có cái gì đáng giá một cái thiên đạo quy tắc cường giả, hao tổn tâm cơ, đắp nặn thân sĩ nhân thiết tiếp cận ngươi. Đừng quên tiểu bạch kiểm là quỷ thần chi đạo, cũng là nguyên thần chiêu số. Có lẽ đáng tiếc như vậy giả thiết, tiểu bạch kiểm sẽ có cái gì bí pháp, làm ngươi cam tâm tình nguyện theo hắn, sau đó mưu đoạt ngươi nguyên thần, tiện đà hắn sẽ tu vi đại tiến một bước. Ha ha, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Dương Nghị Vân lời nói đến cuối cùng đã là đằng đằng sát khí cười lạnh. Dương Nghị Vân không tức giận mới là việc lạ. Tiểu bạch kiểm dám tính kế hắn nữ nhân, chán sống. Đương nhiên Dương Mẫu Nhân không đương trường phát hỏa, ngược lại là lựa chọn diễn kịch, tự nhiên là có nguyên nhân khác. Gần nhất,
hắn đảo muốn nhìn Trung Nguyên Tiểu Bạch Kiểm làm gì, có phải hay không như chính mình phỏng đoán giống nhau, muốn tính kế chính là Lục Tuyết Hy nguyên thần. Thứ hai, lễ thượng vãng lai sao? Nếu Tiểu Bạch Kiểm muốn tính kế Lục Tuyết Hy, vậy đừng trách hắn, đến lúc đó hắn muốn từ Trung Nguyên trên người tìm ra, quỷ thần chi đạo tu luyện công pháp, cấp Lục Tuyết Hy làm tham khảo. Còn có chính là một vấn đề, hắn bản thân đối với quỷ thần chi đạo cũng không hiểu biết, Ngọc Lả Lướt đều cũng chỉ là nghe nói qua tứ đại ngoại đạo, đối với không hiểu biết người cùng sự, Dương Nghị Vân thái độ là quan sát hiểu biết lại nói. Hắn thật vất vả đem thiên tộc 33 thiên điện cường giả đánh tới một đoạn bình tĩnh kỳ, tạm thời vẫn là có thể tận lực không gây thù chuốc oán liền không gây thù chuốc oán hảo. Đương nhiên cái này giai đoạn trước là hắn muốn hiểu biết đối phương sau, coi tình huống mà định. Lại nói Trung Nguyên cái kia Tiểu Bạch Kiểm cũng không có đối hắn biểu đạt ra định ý tới, đi một bước xem một bước lại nói. Quay đầu lại liền tìm Mầu Thần Nương Nương đưa tin hiểu biết một chút quỷ thần giới là cái quỷ gì ngoạn ý. Trước mắt hắn muốn đang đợi chờ. Trung Nguyên không phải mời Lục Tuyết Hy tỉ muội đi cái gì hắc thạch rừng rậm sao, nói tốt cùng đi, vậy đi xem, hắn có cảm nếu Trung Nguyên muốn ra cái gì chuyện xấu khả năng liền sẽ ở hắc thạch rừng rậm. Nhưng thật ra chờ mong. Kia kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Tuyết Hy hỏi Dương Nghị Vân, nếu Dương Nghị Vân tới, vậy nghe hắn. Kế tiếp sao? Hắc hắc, ta một đường phong trần mà đến, có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi, có việc ngày mai rồi nói sau. A à, ngươi đừng. Thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Hai người trực tiếp biến mất ở trong đại sảnh. Đương nhiên là tiến vào Càn Khôn Hồ. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn sao, huống chi đều vạn nhiều năm không gặp. Đến nỗi những người khác Dương mẫu nhân liền quản không được như vậy nhiều, Lục Tuyết Hy với hắn mà nói trước nay đều có lực hấp dẫn. Mỗi một khắc trong đại sảnh thần quang chợt lóe, Dương mẫu nhân cùng Lục Tuyết Hy lại lần nữa xuất hiện. Một ngày thời gian thực mau liền đến tới. Đương nhiên bọn họ ở Càn Khôn Hồ nội vượt qua thời gian cũng không phải là một ngày. Lục Tuyết Hy sắc mặt bài hồng, ngượng ngùng đợi liếc mắt một cái Dương Nghị Vân chạy ra đại sảnh nói, ta đi xem Vô Tình các nàng. Hắc hắc, đi thôi, ta hiểu biết một chút cái kia Tiểu Bạch Kiểm chi tiết. Dương mẫu nhân cười phất tay. Xem thời gian còn sớm, xuất phát phía trước muốn tìm một chút Mầu Thần Nương Nương hỏi một chút quỷ thần chi đạo mới là. Nhìn Lục Tuyết Hy chạy ra đại sảnh sau. Dương Nghị Vân trong tay thần quang một thân xuất hiện một chương đưa tin thần phù, đây là hắn cùng Mầu Thần Nương Nương chi gian độc hữu câu thông thần phù. Phất tay chi gian, thần phù quang mang đại tác, dần dần trong người trước hình thành một đạo hình tròn quầng sáng, hình ảnh rõ ràng lên, xuất hiện Mầu Thần Nương Nương hình ảnh. Tiểu tử ngươi không phải bên ngoài giải sầu sao, còn có nhàn hạ thoải mái tìm ta a, à, như thế nào? Tưởng ta, Mầu Thần Nương Nương một mở miệng liền thiếu chút nữa cướp được Dương Nghị Vân. Đối vị này cổ linh tinh quái tính cách đại lão nương nương, Dương Nghị Vân là thật không dám trêu chọc, vội vàng cười làm lành nói, thật là ta tưởng niệm nương nương ngươi, này không thông qua đưa tin thần phù cho ngài lão nhân ra thỉnh an sao, nương nương cắt tường. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đối với phóng ra ở trước mắt Mầu Thần Nương Nương hình ảnh được rồi một cái đại thanh cắt tường lễ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi miệng chó không khạc được ngà voi tới, ta nơi nào già rồi. Đều nói về sau gọi người ta thải điệp. Hoặc là kêu Mầu cô nương đều được, về sau không cho nói ta lão. Hình ảnh hình thành thải điệp nương nương cười mắng Dương Nghị Vân. Ách tốt nương nương. Dương Nghị Vân dám cùng vị này đại lão nói giỡn, nhưng lại thật đúng là không dám đùa giỡn nàng. Hắn chính là biết vị này đại lão tâm tình chính là tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường cái loại này. Vô sự hiến ân cần, nói đi, chuyện gì? Không có việc gì đừng quấy rầy ta. Mầu Thần Nương Nương thực không khách khí. Dương Nghị Vân sớm đã thành thói quen nàng loại này nói chuyện phương thức, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, không biết nương nương có từng biết được tứ đại ngoại đạo chung quỷ thần giới. Dương Nghị Vân lời này vừa nói ra, tức khắc liền nhìn đến Mầu Thần Nương Nương mày nhăn lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi trêu chọc tứ đại ngoại đạo. Nhìn đến Mầu Thần Nương Nương bộ dáng này biểu tình, Dương Nghị Vân không lý do trong lòng căng thẳng, lại là mở miệng nói, chuẩn xác mà nói khả năng sẽ chọc tới quỷ thần giới người. Nương nương nhưng với ta nói tình huống. Kia còn hảo thuyết, tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, bốn đạo ngoại đạo bất luận cái gì một đạo đều không phải ăn chay, bọn họ tu luyện tuy rằng không phải thần giới chủ tu, nhưng ngoại đạo cũng là đại đạo, có độc đáo chỗ, hơn nữa cuối cùng lộ đều giống nhau.